Cỏ Dại cũng có hệ thống hách tập 42, phục sinh kim ô vương thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim, chúc các bạn xem video vui vẻ. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta có thể cam đoan ngươi không chết, thế nào? Chu Diệp có loại cảm giác, làm sao bản thân lại biến thành tác phong của nhân vật phản diện vậy? Rõ ràng chính là một thanh niên như ánh mặt trời mà. Vậy ta còn có thể còn mặt mũi sao? Tàn Yểm Chân Tiên chỉ cảm thấy thật thống khổ, đối mặt với Chu Diệp có loại cảm giác trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng đã chết qua một lần, ngươi còn cần mặt mũi gì nữa? Lại nói Người cho rằng ngươi có mặt mũi hay sao chu diệp cười nhạo một tiếng có chút coi thường nói lời thật lòng hắn cũng không đem tàn yểm chân tiên đặt vào mắt sở dĩ phục sinh tàn yểm chân tiên đây chỉ là muốn kiếm thêm chút linh điểm mà thôi thuận tiện xem thử phục sinh thiên tinh chân tiên cần bao nhiêu linh điểm hiện tại chu diệp đã tính ra được tu vi của tàn yểm chân tiên là chân tiên cảnh trung kỳ phục sinh trạng thái một phần cần hai vạn linh điểm mà thiên tinh chân tiên là chân tiên đỉnh phong muốn phục sinh thiên tinh chân tiên chỉ sợ cần bốn mươi vạn linh điểm mà trạng thái một phần chỉ cần bốn vạn linh điểm là được rồi về phần vấn đề trạng thái của thiên tinh chân tiên thiên tinh chân tiên sẽ không tự khôi phục được sao chu diệp hắn cũng không phải bảo mẫu nếu như thiên tinh chân tiên muốn phục sinh trạng thái hoàn mỹ vậy cũng có thể đưa tiền cho chu diệp trước sau đó chết đi cuối cùng chu diệp lại phục sinh lại một lần vậy liền tất cả đều vui vẻ cũng đúng tàn yểm chân tiên đặt mông ngồi trước mặt chu diệp có chút phiền muộn trên người nó tản ra một cỗ khí chất ưu buồn liền có một loại bất lực giống như là húc nhật tiên đến lúc bị tìm thấy nhanh đánh ta đừng có dùng toàn lực, hơi nhẹ chút, Chu Diệp thúc giục. Cái gì? Tàn Yểm Chân Tiên tê cả da đầu, cốc cỏ này làm sao lại đưa ra yêu cầu như vậy? Tàn Yểm Chân Tiên rất sợ hãi, vạn nhất Chu Diệp lại giết hắn một lần nữa thì làm sao bây giờ, đến lúc đó không phục sinh hắn, vậy hắn liền thua thiệt chết nha. Dù sao sinh linh đã chết qua một lần mới biết được còn sống là chuyện tốt đẹp đến cỡ nào. Chết tử tế không bằng lại còn sống, Tàn Yểm Chân Tiên nó không diễn, nó thật sự muốn sống. Dù là mất hết mặt mũi, không có tôn nghiêm, vậy nó cũng muốn còn sống những thứ như mặt mũi và tôn nghiêm này luôn có một ngày có thể tìm trở về mà nếu như chết vậy tất cả liền không còn nữa động thủ nhanh lên bảo đảm đừng đánh chết ta là được nếu không ta muốn phục sinh cũng phải tiêu hao không ít chu diệp cảm giác không quá thoải mái cái tên tàn yểm chân tiên này quá màu mè rồi chẳng lẽ nó không biết thời gian chính là vàng bạc à được rồi nha tàn yểm chân tiên thở dài một cái sau đó một trường đánh về phía chu diệp vừa cam đoan không giết chu diệp đồng thời lại bảo đảm một trường này uy lực lớn nhất Mặc dù không biết được là Chu Diệp có mục đích gì, nhưng hiện tại tàn yểm chân tiên là đang phát tiết bất mãn cùng phẫn nộ ở trong lòng mình lúc trước. Chỉ có sau khi những tâm tình ở trong nội tâm này của nó lắng lại, nó mới có thể thản nhiên làm một tù binh được. Dù sao, trước khi quân chủ lực của thế giới hắc yểm vẫn chưa tới, có thể là nó chạy không thoát. Cho nên, an tĩnh làm một tù binh chờ đợi là được rồi. Về phần Chu Diệp muốn nó làm cái gì, chỉ cần không trái với nguyên tắc, vậy nó cảm thấy đều có thể đồng ý. Còn sống, thật sự rất quan trọng. Không phải ai cũng có thể thản nhiên đối mặt tử vong oanh một trường này của nó rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người chu diệp chuyển hóa chu diệp mặc niệm trong lòng linh điểm ba hai không không nhìn linh điểm gia tăng cũng không tương ứng với tu vi của tàn yểm chân tiên đây là bình thường dù sao hiện tại tàn yểm chân tiên chỉ có trạng thái của thời kỳ đỉnh phong đồng thời nghiêm khắc thực hiện yêu cầu của chu diệp một trường này cũng không giết được chu diệp liền bảo trì cái cường độ này tiếp tục chu diệp nói tàn yểm chân tiên yên lặng gật đầu nó cảm thấy chu diệp có thể là bị bệnh gì đó nhưng nó lại không có chứng cứ cho dù có chứng cứ cũng không dám nói vẫn là thành thành thật thật chấp hành mệnh lệnh của chu diệp đi nơi xa hơn 10 vị hắc yểm vạn phu trường yên lặng nhìn một màn này sau đó lẩn trốn ở trong đại doanh của hắc yểm phía bên thế giới hắc yểm đã tạm dừng tiến công tàn yểm đại nhân cũng bị bắt làm tù binh coi như bọn chúng tác chiến anh dũng đến như thế nào thì có ích lợi gì vẫn là co đầu rút cổ ở chung quanh lỗ đen cam đoan lỗ đen vận chuyển bình thường tương đối tốt rồi chân tiên cũng có thể sống lại bất quá cái tên tàn yểm chân tiên này nhìn như chỉ có trạng thái một phần vu cực thiên ma sờ cầm suy tư hải tiên khẽ gật đầu sau đó nói để cho tàn yểm chân tiên công kích hắn hẳn là hắn có thể thu hoạch được thứ gì đó bằng không hắn cũng sẽ không như vậy dù sao hắn cũng không có đam mê trên phương diện này có phải là ý đó hay không chúng ta cũng có thể công kích hắn để cho hắn thu hoạch được loại đồ vật không biết tên kia sau đó coi như là trả tiền huyết ma xoa xoa đôi bàn tay tay có chút ngứa muốn đánh người hẳn là như vậy hải tiên gật đầu vậy được chờ sau khi ta khôi phục ta liền đi đánh hắn vô cực thiên ma gật gật đầu hôm nay hắn luôn có một loại cảm giác rất nguy hiểm luôn cảm thấy đại họa lâm đầu hắn cảm thấy chính mình nhất định phải sớm trả tiền cho chu diệp chỉ có như vậy chu diệp mới có thể phục sinh hắn lại được không cần vậy cũng quá phiền toái trước ngươi có thể đến hỏi hỏi một chút phục sinh tuyệt thế chân tiên cảnh cần bao nhiêu chỉ có như vậy trong lòng chu diệp mới có con số ta cũng dễ quyết định lúc nào đánh chết ngươi hải tiên thản nhiên nói huyết ma nghe vậy lặng lẽ cách vô cực thiên ma hơi xa một chút hắn sợ bị chiến tranh liên lụy vẫn là xa một chút có thể bảo đảm an toàn của chính mình nha ngươi thế mà lại muốn đánh chết ta chúng ta có còn là anh em tốt hay không vô cực thiên ma bĩu môi có chút không vui chỉ là một câu mụ già của ngươi ta nhất định phải đánh chết ngươi về phần phí tổn vẫn là chính ngươi tự bỏ ra tương đối tốt hơn hải tiên cười một tiếng trong khóa miệng dương lên thành nụ cười tràn đầy băng lãnh chi ý vô cực thiên ma du lẩy bẩy cái mụ già này thế mà quả thật đáng sợ nha ta cảm thấy có khả năng là ta không trả tiền nổi trên mặt vô cực thiên ma đáng chát ta có thể giúp ngươi một chút, huyết ma vẻ mặt nghiêm túc, lăn, chờ sau khi ta chết đi, khi sống lại người đầu tiên ta giết là ngươi. vô cực thiên ma lên cơn giận dữ, đây không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao? thật sự là quá đáng, từ lúc nào mà chính mình lại có một sư điệt hỗn trứng như thế? chính mình liền không nên đi cứu hắn. huyết ma cười cười, trong lòng không hòng chút nào, vừa vạn chuẩn bị chết mấy lần, vô cực thiên ma giết hắn cũng coi là hỗ trợ. không đánh người nữa, tàn yểm chân tiên vô cùng đáng thương tiên lực ở bên trong cơ thể đã hao hết đây cũng là chuyện không còn biện pháp nào nữa người đứng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đừng có chạy lung tung đấy chu diệp tiến vào tù tiên đồ sau đó nổ tung tàn yểm chân tiên thần sắc kinh hãi nó không cảm nhận được khí tức của chu diệp phảng phất giống như giữa thiên địa không có sinh linh chu diệp này vậy khủng bố như vậy sao tàn yểm chân tiên vốn còn muốn đi nhưng bây giờ nó căn bản cũng không có ý nghĩ này nữa đối phương sau khi chết còn có thể phục sinh nó có thể đi đến chỗ nào đây huống hồ tàn yểm chân tiên cảm giác ba đạo thần niệm khóa chặt chính mình vừa đi vừa về rào xét nó cũng đã không cảm giác được tu vi của đối phương chỉ có thể biết là đối phương không hề cố kỵ nghiên cứu nó khuất nhục đồng thời lại không dám động nó biết rõ tu vi của đối phương tuyệt đối là trên mình thậm chí có thể là cường giả cấp bậc tuyệt thế chân tiên nó có thể làm sao đương nhiên là nhu thuận bắt đầu khôi phục tiên lực sau đó đợi chu diệp trở về tiếp tục đánh chu diệp chu diệp phục sinh từ bên trong không gian tùy thân lấy ra quan tài táng tiên trước khi phục sinh đến tìm tiểu tử vương trần kia mới được dù sao hắn là truyền nhân của thiên tinh tiền mối. chu diệp suy nghĩ sau đó ngựa quan tài mà đi bay về phía thanh hư sơn sau một lúc lâu oanh quan tài táng tiền đập vào mặt đất vương trần cùng tiểu tiểu bạch giật mình kêu lên sư huynh người đây là vương trần nhìn nhìn chu diệp chỉ vào quan tài táng tiên muốn nói lại thôi sư tôn của hắn đang nằm trong quan tài táng tiên mà chu diệp ngự quan tài phi hành chuyện này theo vương trần thực sự có chút không ổn Ta chuẩn bị phục sinh sư tôn của ngươi." Chu Diệp nhảy xuống từ trên quan tài táng tiên, cười nói với Vương Trần, "Phục sinh?" Vương Trần giật mình, vội vàng hỏi, "Thật sự có thể thực hiện được hay sao?" "Đương nhiên, Thiên Vương lão ca chết một lần ta phục sinh lại, sư tôn bọn họ cũng chết qua nhiều lần, ta cũng đã phục sinh như trước, cho nên phục sinh sư tôn ngươi là vấn đề đơn giản, chỉ cần sau đó sư tôn ngươi trả nổi tiền là được rồi." Chu Diệp gật đầu, "Đưa tiền." Khóe miệng Vương Trần giật một cái, "Lấy tiền ở đâu nha?" tài nguyên tu luyện ở trên người hán đều vẫn là mộc trường thọ cho đấy không có việc gì đến lúc đó cho sư tôn ngươi là được rồi chu diệp mở quan tài táng tiên ra thần niệm khóa chặt lấy thi thể của thiên tinh chân tiên trong lòng mặc niệm phục sinh phục sinh hoàn mỹ mục tiêu trước mắt cần linh điểm 50 vạn thời gian càng lâu giá cả càng đắt phục sinh 5 phần phục sinh một phần chu diệp nhìn lướt qua bảng thực sự không có tiền ông thi thể của thiên tinh chân tiên đang khôi phục nhanh chóng sắc mặt dù mắt thường cũng thấy được đang bắt đầu hồng nhuận không đến ba hơi thở thiên tinh chân tiên chậm rãi mở hai mắt ra đón lấy hắn lại không nhịn được có chút nhà mắt lại chủ yếu bởi vì ánh nắng có chút chói mắt lão phu không phải đã chết rồi sao thiên tinh chân tiên có chút mờ mịt hắn không biết được nguyên nhân của tất cả chuyện này là gì cũng không biết là mình đang ở đâu nơi này là quan tài táng tiên thiên tinh chân tiên quan sát chung quanh hơi kinh ngạc hắn biết rõ quan tài táng tiên là đồ của vô cực thiên ma mà giờ khác này vô cực thiên ma thế mà dùng để chôn hắn điều này chứng tỏ vô cực thiên ma không chết sư tôn vương trần có chút phấn khởi thiên tinh chân tiên lấy lại tinh thần nhìn thấy vương trần đáng ghé vào bên cạnh quan tài táng tiên có chút dưỡng sờ tiểu oa nhi ngươi cũng không thể gọi lung tung được thiên tinh chân tiên nói vương trần biến sắc đây là sư tôn phát hiện hắn quá củi bắp chuẩn bị không thừa nhận thân phận của hắn hay sao thiên tinh tiền bối thời điểm ngươi chết không phải là muốn tìm truyền nhân hay sao vương trần chính là truyền nhân của ngươi chu diệp cười giải thích thiên tinh chân tiên nghe vậy nhìn vương trần một chút cảm nhận khí tức trên người vương trần sau đó mới nói ha 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 không tệ vương trần lúc này mới thở dài một hơi thiên tinh tiền bối phục sinh người thế nhưng tiêu hao không ít nên trả tiền chu diệp nhẹ nói thiên tinh chân tiên sửng suốt nửa ngày tất cả đồ vật của lão phu cũng cầm đi chấn áp sinh vật hắc yểm cho nên lão phu không có tiền a à, tiểu hữu ngươi xem có thể thư thả thời gian một chút hay không thiên tinh chân tiên có chút xấu hổ muốn nói không trả tiền đi chuyện này thực sự không phù hợp với tác phong của thiên tinh hắn nhưng trên người hắn lại không có tiền, chuyện này còn có thể làm sao? Không thành vấn đề, hiện tại chính là thời điểm thế giới hắc yểm xâm lấn, những tài nguyên tu luyện này coi như ta cấp cho tiền bối người, đến lúc đó nhớ kỹ còn nha. Chu Diệp gật đầu, tiện tay lấy ra tài nguyên tu luyện trị giá 100 ức linh tinh đưa cho Thiên Tinh Chân Tiên. Thiên Tinh Chân Tiên mượn tới, trong lòng cảm khái, người tuổi trẻ bây giờ đều giàu có như thế sao? Đa Tạ tiểu hữu, chờ sau khi lão phu khôi phục lại, dự định giết bọn chúng không trở mảnh giáp. Thiên Tinh Chân Tiên cười lớn một tiếng, sau đó, hắn bỏ ra từ bên trong quan tài táng tiên đi đến bên trên nắp quan tài nắm chặt thời gian khôi phục còn chuyện mà hắn vẫn còn chưa biết chờ sau khi khôi phục lại hỏi bạn đang xem cỏ dại cũng có hệ thống hách được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim chu diệp không ở lâu hắn trực tiếp tiến vào bên trong tinh không tìm được tàn yểm chân tiên đang khôi phục tiên lực chu diệp vỗ vỗ bả vai tàn yểm chân tiên hoác tàn yểm chân tiên giật mình kêu lên tinh thần của nó đang căng cứng luôn cảm giác ánh mắt của chu diệp đang nhìn mình thật sự giống y như lúc trước có loại cảm giác phi thường không tốt ta vừa mới tổn thất rất nhiều ta hy vọng ngươi có thể giúp bù đắp lại cho ta bên trong ánh mắt của chu diệp mang theo một tia kỳ vọng tàn điểm chân tiên nhìn nhìn chu diệp rất muốn nói chính mình an tĩnh là một tù binh có được hay không thực lực ta cũng có thể từ bỏ ta liền theo ngươi là được đừng để ta làm nhiều chuyện như vậy có được hay không vẻ mặt này của ngươi là có ý gì ngươi thế mà không nguyện ý giúp ta chu diệp bĩu môi trong lòng cái tên tàn điểm chân tiên này sao có thể một chút cũng không có chứ nếu như đã trở thành tù binh vậy sẽ phải kết thúc theo cách một tù binh nên làm mới đúng. Không có không có, đại nhân hiểu lầm, ta làm sao có thể không nguyện ý giúp đại nhân được chứ? Tàn yểm chân tiên liền vội vàng gác đầu. Nó có chút vội vàng, nhất định phải hào hào giải thích mới được. Nếu không nó thật sự sợ Chu Diệp sẽ xử lý chính mình. Nếu quả như thật làm cho Chu Diệp tức giận, Chu Diệp trả thù, nó cảm thấy khó mà tưởng tượng. Vạn nhất giết chết nó, lại phục sinh nó lại, sau đó lại giết chết nó, lại để cho nó phục sinh lại, lòng vòng như vậy. Đơn giản chính là một nan đề không có cách giải, sống không bằng chết theo cái cách muốn chết cũng không thể chết kia tàn yểm trên tiên cảm giác chính mình căn bản là không chịu được cho nên ngoài mặt vẫn là thành thành thật thật nghe lời chu diệp trong lòng vẫn là mong mỏi đám sức chiến đấu đỉnh tiêm của thế giới hắc yểm tranh thủ thời gian đến giải cứu chính mình đến lúc đó thời điểm đó lại là một đợt diễn kỹ bão tố nhất định phải hào hào khóc lóc kể lời tao ngộ của chính mình một phen mới được chỉ có như thế mới sẽ không bị phán định là đầu hàng địch đến đánh ta dùng lực lượng lớn nhất của ngươi đồng thời cam đoan không thể nửa sát ta ta biết rõ ngươi có thể làm được trên mặt chu diệp cười cười gật gật đầu trong lòng rất hài lòng nếu như mỗi một kẻ địch đều hiểu chuyện giống như tàn yểm chân tiên như thế này lên tốt rồi đáng tiếc có vài kẻ địch chính là đầu sắt phải cứ va vào chu diệp hắn được rồi tàn yểm chân tiên đáp ứng sau đó thật nhanh xuất thủ về phía chu diệp nó đang dần dần quen thuộc với ý thích của chu diệp dưới cái nhìn của nó chu diệp đơn giản chính là có bệnh thế mà lại ưa thích bị đánh bất quá ở trong nội tâm của nó kỳ thật có một loại cảm giác nó vẫn rất ưa thích như thế này dù sao nó cũng không có hảo cảm gì đối với Chu Diệp, nếu như có thể đánh Chu Diệp, kỳ thật cũng là một loại phương thức phát tiết, bất quá chỉ là trên mặt tuyệt đối không được biểu hiện ra ngoài, nếu không sẽ bị Chu Diệp đánh chết ở trong tinh không này đó. Đến lúc đó cho cốt cũng không gắn lại cho nó thì phải làm sao? Bình tĩnh, chính là mục tiêu chiến lược hiện tại của nó. Chỗ sâu trong tinh không, thiên tinh chân tiên sống lại, hai mắt huyết ma sáng lên. Nếu chân tiên cảnh đỉnh phong cũng có thể sống lại, vậy chứng tỏ chuyện phục sinh tuyệt thế chân tiên vẫn rất có hy vọng vô cực thiên ma không dấu vết quét mắt lướt qua huyết ma trước kia hắn cảm thấy người sư điệt này tương đối nghe lời có thể hảo hảo bồi dưỡng một phen nhưng hiện tại xem ra nhất định phải giết người sư điệt này để cho hắn minh minh bạch bạch cái gì gọi là tôn trọng sư thúc nội tâm huyết ma chấn động có một loại dự cảm không tốt bất quá hắn không hoảng chút nào có tiền có thể phục sinh ai có thể làm gì được mình chỉ cần chính mình tạo quan hệ với tiểu sư thúc chắc chắn chính mình sẽ không chết được cho nên kiếp ma sinh này không cần sợ hãi rất tốt hải tiên khẽ gật đầu biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở bên cạnh chu diệp t tàn yểm chân tiên hít sâu một hơi hải tiên đột nhiên xuất hiện làm cho áp lực của nó tăng lên rất lớn nó căn bản là không cách nào cảm nhận được khí tức của hải tiên nó biết rõ thực lực của hải tiên tuyệt đối là cường đại hơn rất nhiều so với mình có thể là cường giả cấp bậc tuyệt thế chân tiên hải tiên tỉ tỉ sao vậy chu diệp quay đầu nhìn về phía hải tiên có chút nghi ngờ hỏi hải tiên liếc mắt nhìn tàn yểm chân tiên sau đó hỏi ta đã cảm giác được ngươi phục sinh thiên tinh chân tiên hiện tại ngươi có nắm chắc phục sinh tuyệt thế chân tiên không hải tiên rất muốn biết rõ vấn đề này đồng thời nàng cũng muốn biết được phục sinh tuyệt thế chân tiên cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện nếu như có thể mà nói hải tiên cảm thấy nàng không cần chậm rãi khôi phục trực tiếp tự vẫn sau đó chờ chu diệp phục sinh cho mình là được phục sinh tuyệt thế chân tiên tiêu hao đoán chừng sẽ rất lớn rất lớn năng lượng tiêu hao để phục sinh một tuyệt thế chân tiên chỉ sợ có thể phục sinh được 100 chân tiên cảnh chu diệp không có chút nào giấu giếm tuyệt thế chân tiên cùng chân tiên cảnh vốn cũng không phải là một khái niệm hắn hiện tại phục sinh chân tiên cảnh còn dễ nói phục sinh loại chân tiên đỉnh phong như thiên tinh chân tiên tối đa cũng chỉ tốn hao mấy chục vạn linh điểm mà thôi nếu như lựa chọn phục sinh trạng thái một phần người cũng chỉ có mấy vạn mà muốn phục sinh tuyệt thế chân tiên chu diệp đoán chừng phí tổn này khoảng chừng trăm vạn hiện tại toàn thân trên dưới hắn chỉ không đến hai mươi vạn linh điểm làm sao phục sinh được cường giả cấp bậc tuyệt thế chân tiên đây người ước chừng một chút cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện mới đủ hải tiền khẽ gật đầu tài nguyên tu luyện hiện tại tốc độ luyện hóa của ta không tính là rất nhanh tính toán tác dụng của những tài nguyên tu luyện này đối với ta hiện tại ít nhất cũng phải giá trị ba ngàn ước khỏa linh tinh thiên cấp trở lên đây là tính toán cẩn thận chu diệp sắc mặt nghiêm túc nói vậy nếu như ta đem hắc yểm tuyệt thế trên tiên cũng đã biến thành yểm khí cho ngươi thì sao hải tiên như có điều suy nghĩ hỏi nàng nhớ là chu diệp có thể hấp thu yểm khí để mạnh lên vậy loại yểm khí này có thể biến thành loại năng lượng thần bí kia hay không không biết được nhất định phải thử một lần mới được chu diệp suy nghĩ một phen không có khái niệm cụ thể, chỉ có thể lắc đầu. Được, ta lập tức mang yểm khí của ba tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên kia tới, hải tiên gật đầu. Thế giới hắc yểm tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc xâm lấn. Đến sau này chắc chắn lại phái cường giả càng mạnh hơn tới. Huyết ma tạm thời không nói, trạng thái của nàng cùng với vô cực thiên ma nhất định phải cam đoan đỉnh phong nhất mới có thể nghen chiến. Nếu không, đến lúc đó trạng thái không ổn, lại gặp phải tuyệt cảnh song quyền nan địch tứ thủ, sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa. Được, người đi đi, Chu Diệp gật gật đầu, trạng thái hiện tại của hải tiên rất không ổn đối với cùng một cấp độ tồn tại tới nói hải tiên hiện tại trạng thái chính là yếu đuối tùy tiện một vị tuyệt thế chân tiên liền có thể muốn mạng hải tiên cho nên hải tiên bức thiết muốn khôi phục thực lực của mình chu diệp có thể lý giải được đồng thời còn muốn hết sức giúp đỡ chứ không nói đến việc hắn gọi nàng là hải tiên tỷ tỷ liền chỉ là quan hệ hắn là cha nuôi của tiểu mộc mộc này hắn nhất định phải chiếu cố tốt cho hải tiên nếu không sau này khuê nữ của mình oán trách mình thì phải làm thế nào nghĩ đi nghĩ lại Chu Diệp bỗng nhiên không lo lắng đến tình huống của Tiểu Mộc Mộc. Dù sao hiện tại thiên phú thần thông của Chu Diệp hắn cường đại như thế, Tiểu Mộc Mộc chết đến hai. Đợi một chút, ai con mẹ nó không muốn sống nữa mới có can đảm động thủ với khuê nữ của Chu Diệp hắn. Chu Diệp hắn sẽ xé nát đối phương, giết chết Chu Diệp hắn, có thể, nhưng không thể động đến khuê nữ của hắn một cái, bằng không Chu Diệp hắn có phục sinh vô hạn cũng phải giết chết đối phương. Đây là ranh giới cuối cùng không thể vượt qua. Thật đáng sợ. Trong lòng Tàn Yểm chân tiên hơi sợ hãi, ba vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên đều đã chết ở phương thế giới này xem ra phương thế giới này thật sự có ẩn tàng rất nhiều cường giả cường đại tàn yểm chân tiên xem ra có lẽ bọn chúng xâm lấn phương thế giới này chính là một sai lầm bắt đầu bất lợi giống như thế này quân đoàn chủ lực ở phía sau thật sự có thể vãn hồi chiến cuộc sao trong lòng tàn yểm chân tiên có chút bi quan bất quá chuyện này cũng không có quan hệ gì dù sao tạm thời tàn yểm chân tiên nó còn có thể tham sống sợ chết không đến nửa khắc đồng hồ hải tiên lại tới một lần nữa trong tay có ba đoàn ánh sáng màu đen Vô cực thiên ma hỗ trợ tập trung lại, ngươi thử một chút. Hải Tiên đưa ba đoàn ánh sáng cho Chu Diệp, Chu Diệp nhận lấy, thần niệm khóa chặt, trong lòng mặc niệm phục sinh. Linh điểm cần thiết để phục sinh hoàn mỹ mục tiêu trước mắt cần 140 vạn, năm phần. Linh điểm cần thiết để phục sinh hoàn mỹ mục tiêu trước mắt cần 240 vạn, năm phần. Linh điểm cần thiết để phục sinh hoàn mỹ mục tiêu trước mắt cần 180 vạn, năm phần. Từ lượng linh điểm cần để phục sinh mà xem, Chu Diệp liền biết rõ vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên kia mạnh nhất, rất hiển nhiên cần linh điểm càng nhiều, thực lực khi còn sống liền càng cường hãn, nếu không cũng vô pháp tiêu hao nhiều linh điểm của Chu Diệp như vậy. Phục sinh cấp độ như bọn chúng đây trong lòng ta có nắm chắc, nhưng cảnh giới tuyệt thế chân tiên này quá mức mơ hồ, phục sinh người cùng đại ca mà nói, cụ thể cần bao nhiêu linh điểm ta cũng không quá rõ ràng. Chu Diệp lắc đầu, một cỗ tiền lực xót vào bên trong đoàn ánh sáng màu đen, bắt đầu hấp thu yểm khí ở trong đó. Yểm khí lạnh buốt tiến vào cơ thể, cùng bạo tán loạn ở bên trong kinh mạch, phẳng phất giống như muốn chen về kinh mạch của Chu Diệp vậy chu diệp sắc mặt lạnh nhạt trong lòng mặc niệm chuyển hóa điểm khí mới vừa rồi còn vô cùng tá bạo sau một khắc biến mất vô tung vô ảnh linh điểm năm nghìn bảy trăm tám mươi bốn linh điểm chín nghìn bốn trăm bốn mươi lăm không bao lâu chu diệp chuyển hóa xong tất cả yểm khí ở bên trong một đoàn ánh sáng màu đen ở trong đó hắn chuyển hóa là hắc yểm tuyệt thế chân tiên cần một trăm bốn mươi vạn linh điểm để phục sinh kia sau khi chuyển hóa xong thu được bảy mươi vạn linh điểm là một nửa của phục sinh hoàn mỹ cần có tỷ như ta muốn phục sinh vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên mà ta vừa mới luyện hóa những điểm khí kia ta nhất định phải luyện hóa hai phần yểm khí như thế này mới có thể phục sinh hoàn mỹ nó sau khi sống lại trên các phương diện nó đều ở vào trạng thái đỉnh phong chu diệp nói với hải tiên hải tiên lâm vào trầm tư sau đó nói như vậy chẳng phải là nói người rất khó phục sinh tất cả mọi người chuyện này không đến mức nếu như các người điều động tiên lực đánh ta mà lực lượng này không đủ để miêu sát ta ta liền có thể luyện hóa lực lượng ở trong đó ta đã tiến hành thí nghiệm chỉ cần bị đánh đến đủ nhiều ta liền có thể phục sinh tuyệt thế chân tiên chu diệp vừa cười vừa nói thì ra là thế cần ta hỗ trợ sao hải tiên hỏi như thế thì không cần nơi này còn có tù binh đấy chu diệp chỉ chỉ tàn yểm chân tiên ở bên cạnh tàn yểm chân tiên nhu thuận đứng ở bên cạnh trên mặt bày ra bộ dạng ta rất nghe lời tốt nha hải tiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu hải tiên tỉ tỉ nguyên mạnh hơn chúng bao nhiêu chu diệp như có điều suy nghĩ hỏi hắn cảm thấy nếu như hải tiên mạnh đến mức có hạn vậy hắn luyện hóa những yểm khí này sau đó liền có thể phục sinh hải tiên không mạnh hơn quá nhiều hải tiên lắc đầu vậy liền ổn chờ sau khi ta luyện hóa những điểm khí này ngươi chuẩn bị tự vẫn đi chu diệp gật đầu tính toán sơ bộ luyện hóa xong hai đoàn yểm khí còn lại tổng cộng hắn có thể thu được 280 trăm vạn linh điểm chu diệp cảm giác hẳn là đủ để phục sinh hải tiên hải tiên rời đi chu diệp đang nỗ lực hấp thu yểm khí ở bên trong đoàn điểm khí mà tàn yểm chân tiên ở một bên cũng không nhàn rỗi nó biết rõ chu diệp còn phải tốn nhiều thời gian ra đấy cho nên nó cũng nắm chặt thời gian khôi phục đã từng nhìn thấy hải tiên trong lòng có áp lực tàn yểm chân tiên cũng rất sợ hãi cho nên nó cũng khát vọng khôi phục lại chỉ cần mình còn có giá trị chu diệp chắc chắn liền sẽ không xử lý nó nghĩ đi nghĩ lại tàn yểm chân tiên cũng có chút cảm khái nó cảm thấy trong cả đời này của mình cũng chưa từng cố gắng như hôm nay vậy thanh hư sơn chân núi thiên tinh chân tiên đã khôi phục được không ít có tài nguyên tu luyện mà chu diệp cho hiện tại hắn đã khôi phục được đến trạng thái hai phần bất quá như thế vẫn chưa đủ lên chiến trường chết cũng nhanh như vậy thiên tinh chân tiên đem nắp quan tài đậy lên một lần nữa sau đó lại thu vào hắn định tìm một cơ hội đưa lại cho vô cực thiên ma hoặc là hỏi trung diệp xử lý chuyện quan tài táng tiên như thế nào đồ nhi ngươi phải cố gắng mới được tu vi bậc này của ngươi đi làm pháo hôi cũng không có người muốn thiên tinh chân tiên nói với vương trần vương trần gật đầu trong lòng rất thống khổ đánh người không đánh mặt mắng người không vạch khuyết điểm tại sao lại phải nhắm vào tu vi của hắn tu vi của ta thấp đó là bởi vì thời gian tu luyện của ta không đủ dài nha Vương Trần cảm thấy rất hủy khuất, bất quá cũng không lên tiếng phản bác, bắt đầu cố gắng tu luyện. Thiên Tinh Chân Tiên nhìn thấy như vậy, khẽ phút cầm, trong lòng phi thường vừa lòng đối với Vương Trần. Đồ đệ này của hắn, thiên phú rất không tệ, hơn nữa ở trên phương diện tâm tính cũng là rất được. Lão phu cũng đã chết một đoạn thời gian, đoạn thời gian này mặc dù không có chút ý thức nào, nhưng cuối cùng cũng đã chết qua một lần, được lợi rất nhiều, có lẽ đợi đến sau khi khôi phục lại được trạng thái đỉnh phong, có thể thử dùng kích cảnh giới cao hơn, Thiên Tinh Chân Tiên nói nhỏ. Ai cũng muốn mạnh lên, tính tình thiên tinh chân tiên vào thời điểm bình thường lại lãnh đạm như nước tương tự với thanh đế trong quá khứ nhưng trong nội tâm của thiên tinh chân tiên cũng khát vọng mạnh lên đây là chuyện mà tuyệt đại đa số tu hành giả không cách nào tránh khỏi dù sao có lực lượng càng mạnh liền có thể để cho chính mình làm càng nhiều chuyện hơn chuyện thiên tinh chân tiên muốn làm chính là làm cho cả thế giới an an ổn ổn phát triển đừng lại xuất hiện chiến tranh gì đó thương tổn đến phương thế giới này bởi vì phương thế giới này đã đủ yếu nhược rồi không thể chịu được thương tổn lần nữa thiên tinh chân tiên ngồi xếp bằng xuống trung quanh lóe lên điểm điểm tinh quang hắn bắt đầu nhanh chóng luyện hóa tài nguyên tu luyện bổ sung tiên lực bên trong huyền đan của mình trạng thái tinh thần sẽ theo nghỉ ngơi mà phục hồi từ từ ở trong mắt thiên tinh chân tiên hiện nay quan trọng nhất vẫn là khôi phục tu vi mặc dù cảnh giới không có giảm xuống nhưng bất quá chỉ là cảnh giới đỉnh phong của chân tiên cảnh mà thôi bất quá chỉ có thể phát huy ra được hai phần sức chiến đấu gặp được một chân tiên trung kỳ có lẽ cũng phải chiến đấu một hồi lâu mới có thể giải quyết đối phương trạng thái không được chính là như thế xấu hổ bạn đang xem cỏ dại cũng có hệ thống hách được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Đồng thời, sinh mệnh lực cũng cần chậm rãi khôi phục lại. Giải thích dễ hiểu một chút, sinh mệnh lực là thứ giống như là thanh máu vậy. Tàn huyết, hết máu rất dễ tử vong, đây là công nhận. Không phải ai cũng có thể giống như Hải Tiên vào thời điểm tàn huyết bộc phát tất cả cảm xúc cùng lực lượng phản sát địch quân. Ở trong tinh không, đừng đưa tới nữa, hiện tại Chu Diệp cũng không giành phục sinh người. Thanh đế tranh thủ thời gian giữ chặt lôi diễn đang chuẩn bị đi chịu chết lại. Hai mắt lôi diễn chừng một chút, lại còn nói chính mình đưa tới. Người khác giết ta bằng bản lĩnh, dựa vào cái gì nói ta đưa tới. Được, ta tạm thời không đi, trước người giải thích cho ta một chút, cái gì gọi là đừng đưa tới nữa. Rõ ràng cũng là bởi vì ta yếu, ta cực muốn mạnh lên, cho nên mới chém giết sinh tử cùng với bọn chúng. Kỹ năng chênh lệch một bậc nên thua mà thôi, người dựa vào cái gì nói ta là đang đưa tới. Lối diễn rất không cao hứng. Hắn cảm thấy thanh đế đây là đang vũ nhục hắn. Chính người tâm lý nắm chắc là được. Thanh đế không có nhiều lời, loại nhân tài bị đâm thọt chỗ đau liền bắt đầu ngụy biện như thế này có nói nhiều hơn nữa cũng không có biện pháp thay đổi quan niệm của đối phương cái này giống như là nói đạo lý với chu diệp vậy học thức có nguyên bác hơn nữa kiến thức có rộng hơn nữa ai có thể thắng được chu diệp trên phương diện nói đạo lý này liền dựa vào cái miệng đó của chu diệp đen cũng có thể nói thành trắng rõ ràng là đang ngừa ngươi lại có thể nói đây là đang làm ra cống hiến với toàn bộ thế giới nhìn thảm trạng của tâm ma liền có thể rõ ràng Hiện tại tâm ma của Chu Diệp cũng còn đang bế quan tu luyện ở bên trong điều thế giới số 3, ý đồ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn đấy. Kết quả, tên này vừa bế quan chính là thật nhiều ngày, dẫn đến hiện tại tâm ma cũng còn chưa ra. Lộc Tiểu Nguyên, người đã từng chết qua sao? Lôi diễn nhìn Lộc Tiểu Nguyên ở phía xa đang cầm linh dược ăn cơm trưa, tò mò hỏi. Lộc Tiểu Nguyên lắc đầu. Ta không có tâm tư lớn như các người, ta luôn cảm giác tử vong là chuyện rất thống khổ, sau này hãy nói đi. Lộc Tiểu Nguyên khoát tay áo. Nàng chưa hề chết qua, cảm giác tử vong đối với nàng là một chuyện phi thường đáng sợ bởi vì chu diệp đã từng chết ở trước mặt nàng cho nên nàng đối với chuyện tử vong phi thường có mâu thuẫn được rồi lôi diễn gật gật đầu trong lúc rảnh rỗi lôi diễn lấy ra trường thương hòa hồng đã có chút hư hào của mình bắt đầu khôi phục mặc dù sự giúp đỡ của đế binh này đối với hắn đã không còn là rất lớn nhưng lôi diễn cuối cùng vẫn là không nỡ dù sao cũng là đồng bạn đã bồi bên cạnh mình nhiều năm như vậy ta có mấy món vật liệu tiên cấp ngày khác ngươi đưa ít tiền để cho vô cực tiền bối hỗ trợ cho người luyện chế một chút luyện chế một chút đến tiên binh trung phẩm hẳn là không sai việc lắm thanh đế mở miệng nói lôi diễn nghĩ nghĩ sau đó cười nói vậy liền cảm ơn ngươi trước không cần cảm ơn đang làm giao dịch mà thôi thanh đế khoát tay áo lôi diễn bĩu môi còn tưởng rằng tặng không nữa chứ kết quả thế mà lại đòi tiền chu diệp hấp thu hai đoàn yểm khí còn lại thu được 280 vạn linh điểm không nhiều một chút không thiếu một phân cộng thêm linh điểm vốn có trên người Chu Diệp đã có khoản tiền lớn 300 vạn. Nếu như không phải phải dùng để phục sinh Hải Tiên, Chu Diệp cũng muốn dùng để đột phá cảnh giới tu vi của chính mình. Chờ sau khi Hải Tiên tỉ tỉ khôi phục lại, để cho nàng bắt thêm cho ta mấy tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên mới có thể đền bù đau sót ở trong nội tâm của ta nha, Chu Diệp thích thú nói thầm. Biểu cảm trên mặt của Tàn Yểm Chân Tiên ở bên cạnh rất tự nhiên, liền phảng phất giống như không nghe thấy vậy. Kỳ thật ở trong nội tâm đã lật lên sóng cao gió lớn. Chuẩn bị xong rồi sao? Hải Tiên xuất hiện ở bên cạnh Chu Diệp, mở miệng hỏi. Ừm đã chuẩn bị ổn thỏa bây giờ ngươi liền có thể tự vẫn chu diệp gật đầu hắn rất có tự tin 300 vạn linh điểm tuyệt đối có thể phục sinh hải tiên được hải tiên rất quả quyết nguyên nhân chủ yếu vẫn là xuất phát từ tin tưởng với chu diệp nàng đưa tay một trường vỗ vào ở trên ngực của chính mình lực lượng kinh khủng làm tâm mạch của hải tiên vỡ nát khí tức của hải tiên bỗng nhiên hạ xuống bất quá trong thời gian chớp mắt liền không hô hấp nữa vô số sinh linh cũng đang quan sát chu diệp thanh đế lôi diễn thụ gia gia vân vân phu cực thiên ma cùng huyết ma cũng khẩn trương quan sát. Nếu như Chu Diệp có thể phục sinh hải tiên thành công, vậy chứng tỏ sau này có đại chiến tiến đến, bọn hắn cũng có thể buông thả bản thân tùy tiện chém giết. Mà nếu như Chu Diệp không cách nào thành công, thiết nghĩ hậu quả kia cũng có chút không chịu nổi. Bất quá đoàn người đều tràn đầy tín nhiệm đối với Chu Diệp. Chu Diệp chưa từng để cho ai thất vọng. Chân núi Thanh Hư Sơn Tiểu Mộc Mộc quay trở lại chân núi. Đột nhiên, trong lòng một trận nhói nhói, liền phảng phất giống như người thân nhất rời đi. Trong mắt Tiểu Mộc Mộc nước mắt đảo quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống nàng ôm thang thành tiên chậm rãi đi về phía trước rất nhanh vương trần cảm giác được khí tức của tiểu mộc mộc nhìn thấy bộ dạng của tiểu mộc mộc lập tức hỏi tiểu công chúa ngươi sao vậy mộ thân mộ thân giống như chết mất tiểu mộc mộc nâng tay nhỏ lên xoa xoa ở trên mặt nước mắt không cầm được rơi xuống a à, liền là việc này sao vương trần nghe xong lập tức thở phào nhẹ nhõm còn tưởng rằng tiểu công chúa bị đánh nợ chứ làm nửa ngày chính là chút thí sự mẫu thân vẫn lạc mà lớn như vậy thiên tinh Trần tiên vẫn đang tu luyện con mày cái đồ nhi này thật sự là không biết nói chuyện một tiểu nha đầu đáng yêu như thế cũng ức hiếp dứt khoát đuổi ra khỏi cửa là được biểu cảm này của ngươi là gì nha mẫu thân cũng không phải cha nuôi không phục sinh được tiểu mộc mộc hung hăng trợn mắt liếc mắt nhìn vương trần nàng cảm thấy sau này nàng muốn cáo trạng cho cha nuôi sau đó cha nuôi liền sẽ để trường thọ thúc thúc ác độc mà trừng trị vương trần tiểu công chúa ngươi yên tâm đi sư tôn ta lúc trước cũng là người chết hiện tại đã được chu diệp sư huynh phục sinh lại mặc dù mẫu thân ngươi cường đại hơn rất nhiều so với sư tôn của ta nhưng với năng lực của chu diệp sư huynh quyết định có thể phục sinh mẫu thân ngươi cho nên ngươi vẫn là yên tâm đi vương trần an ủi trong lòng của hắn không lo lắng chút nào cái tên chu diệp này liền đại biểu kỳ tích chỉ cần có chu diệp ở đó dường như chuyện gì cũng không cần bọn hắn quá quan tâm cho nên vương trần cũng giống như một trường thọ trở thành tiểu mê đệ của chu diệp là thế này phải không tiểu mộc mộc có chút không tin là như vậy sắc mặt thiên tinh chân tiên có chút phức tạp gật đầu là vương trần làm chứng vậy được rồi tiểu mộc mộc nâng ống tay áo lên xoa xoa nước mắt sau đó an tĩnh ngồi ở trên bậc thang thành tiên chờ đợi mẫu thân phục sinh nếu như mẫu thân không phục sinh được vậy nàng liền chuẩn bị tiếp tục khóc phục sinh phục sinh hoàn mỹ mục tiêu trước mắt gần 275 vạn linh điểm năm phần lông mày chu diệp nhíu lại hải tiên quả nhiên cường đại so với ba vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên đều mạnh hơn rất nhiều theo chu diệp 100 vạn linh điểm hẳn là một nấc thang mà trạng thái đỉnh phong của hải tiên đã gần đến 300 vạn linh điểm Nói cách khác, nếu có một ngày thời điểm Chu Diệp phục sinh hoàn mỹ Hải Tiên cần 300 vạn linh điểm, thực lực của Hải Tiên tuyệt đối bước vào một cấp độ khác. Đương nhiên, Chu Diệp chỉ là suy đoán như thế, đến tột cùng là như thế nào còn cần nghiệm chứng. Bất quá Chu Diệp cảm thấy, suy đoán của hắn hẳn là rất chính xác. Phục sinh hoàn mỹ, linh điểm trong nháy mắt tiêu hao 275 vạn. Bất quá chỉ qua hai hơi thở, Hải Tiên liền sống lại, trạng thái trên các phương diện cũng đều ở vào đỉnh phong. Không tệ, phục sinh này của ngươi không có bất kỳ tác dụng phụ gì đồng thời hiện tại ta đúng là thời kỳ đỉnh phong ký ức bị ẩn giấu cũng hiện lên một lần nữa hải tiên khẽ gật đầu khí tức trên người bỗng nhiên dâng cao lên rất nhiều người đây là Còn người của chu diệp có thắt lại tiến thêm một bước hải tiên trả lời một cách đương nhiên chúc mừng chu diệp cười nói hải tiên khẽ lắc đầu sau đó nói ngươi cố gắng hấp thu yểm khí đi ta đi vào trong tinh không thu thập một chút tài nguyên tu luyện đến lúc đó cho ngươi sử dụng trước chờ sau khi ta đánh chết vô cực thiên ma dùng tiền của ta đặt cọc trước sau đó người tìm hắn trả tiền được chu diệp gật đầu đồng ý chỗ sâu trong tinh không mặt vô cực thiên ma cũng tái đi rồi cái lão nương này thế mà cũng thật sự điên rồi phóc huyết ma cười lớn ngươi cũng đừng cười ngày khác lão tử liền đánh chết ngươi vô cực thiên ma hư lạnh một tiếng phải nhanh đi tìm tài nguyên tu luyện nếu không đến lúc đó còn phải thiếu nợ chu diệp chân núi thanh hư sơn ai mẫu thân thật sự sống lại tiểu mộc mộc trừng mắt nhìn lần này không cần lo lắng dù sao mẫu thân có chết mất cha nuôi cũng sẽ phục sinh mẫu thân ta đi chơi đây tiểu mộc mộc mang theo thang thành tiên vui sướng chạy về phía nơi xa vương trần lộ vẻ mặt quả nhiên là thế chu diệp sư huynh chính là đáng tin cậy nha ở trong tinh không hải tiên cùng vô cực thiên ma đều đi thu thập tài nguyên tu luyện huyết ma nhàn rỗi tọa chấn đại doanh để đề phòng đột nhiên xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn chu diệp ở bên trong tù tiên đồ vội vàng hấp thu yểm khí đám thanh đế cùng lôi diễn bọn hắn cũng ngừng tiến công cứ như vậy song phương bắt đầu răng co ai cũng không dẫn đầu xuất thủ. Đối với phía bên sinh vật hắc yểm mà nói, bọn chúng làm quân tiên phong, đã hoàn thành nhiệm vụ của bọn chúng, bọn chúng chỉ cần hào hào giữ vững hai cái lỗ đen này có thể vận chuyển bình thường là được rồi. Về phần lỗ đen bị tù tiên đồ ngăn chặn, bọn chúng bất lực. Sự đáng sợ của Chu Diệp, bọn chúng đã lĩnh giáo qua. Tàn yểm đại nhân cũng trở thành tù binh, bọn chúng có lại làm như thế nào cũng không có biện pháp thay đổi thế cục. Phương thức ổn thỏa nhất chính là trông coi hai cái lỗ đen này vận chuyển bình thường. Mà phía bên chủ thế giới bên này cũng an an tĩnh tĩnh, thậm chí rất nhiều tu hành giả đã buông lòng xuống, ngồi tại chỗ bắt đầu tu luyện trước mặt sinh vật hắc yểm. đám sinh vật hắc yểm mắt lớn chừng mắt nhỏ, cứ như vậy an tĩnh mà nhìn. ai cũng không dám tùy tiện nhắc lên sự cố. một khi bầu phát ra mâu thuẫn gì, đại chiến bất cứ lúc nào cũng có thể nhắc lên, kết quả này ai cũng không thể chấp nhận được. thanh đế cùng với đám lôi diễn cũng ngồi ở trong tinh không tìm hiểu đại khủng bố vào thời khắc sinh tử, muốn vào thời điểm chủ lực của thế giới hắc yểm đến đây tiến thêm một bước. cứ như vậy, bên trong tinh không bình tĩnh lại, bên trong tù tiên đồ có tù tiên đồ hiệp trợ, Chu Diệp rất nhanh liền hấp thu yểm khí xong, linh điểm ở trên bảng đã tăng lên tới 50 vạn. Vẫn như cũ liên tục không ngừng có quân tiên phong hắc yểm tiến vào bên trong tù tiên đồ, nhưng Chu Diệp không để ý đến bọn chúng. Chu Diệp rời khỏi tù tiên đồ, tìm được Thanh đế. "Sư phụ, người có hay đi qua minh giới hay không?" Chu Diệp hỏi. Đã có cái danh xưng chủ nhân luân hồi này, Chu Diệp cảm thấy bản thân liền phải tiếp nhận vùng đất luân hồi. Trong quá khứ sinh linh sau chết đi, nếu như linh hồn không chịu được sự hao mòn của thời gian, vậy cũng sẽ tiêu tán. Cho nên, chu Diệp dự định trùng tạo luân hồi liền giống như là trong truyền thuyết vậy đã từng bất quá minh giới một mảnh hoang vu không có cái gì ngươi hỏi cái này làm cái gì thanh đế hơi nghi hoặc một chút không biết được chu diệp là nghĩ như thế nào là như thế này đoạn thời gian này vừa vặn không có việc gì ta chuẩn bị đi mở mang minh giới một chút trùng kiến luân hồi chu diệp trả lời thanh đế hơi kinh ngạc chu diệp có được năng lực phục sinh mở lại luân hồi thật sự đúng là có khả năng phi sư không có biện pháp cung cấp được trợ giúp gì cho ngươi ngươi muốn đến thì đến đi Thanh đế bất đắc dĩ lắc đầu. Với thực lực của ông, trên tu vi cảnh giới mặc dù có tranh lệch một tiểu cảnh giới với Chu Diệp, nhưng ông rất khó giúp một tay cho Chu Diệp. Bất quá bây giờ Thanh đế không có gì phải lúng túng, hiện tại Thanh đế ông chính là một người của viện dưỡng lão. "Tốt, vậy ta đi trước." Chu Diệp gật gật đầu, sau khi nhìn thoáng qua tàn yểm chân tiên đang khôi phục thực lực, quay đầu nói với Mộc Trường Thọ ở phía xa xa, "Sư đệ, đi theo ta." Mộc Trường Thọ bị giật mình, đi theo sư huynh quay trở về bên trong chủ thế giới. Hắn cũng không hỏi sư huynh có gì muốn để cho hắn làm trở lại bên trong chủ thế giới hai tay chu diệp nâng lên vận chuyển tiên lực thần niệm của hắn xâm nhập vào lòng đất rất nhanh liền khóa chặt vị trí của minh giới sau đó mở ra một đường hầm không gian thông tới minh giới sư đệ đi thôi hai huynh đệ ta cùng đi xem xem minh giới hiện tại chu diệp vỗ vỗ bả vai một trường thọ mang theo một trường thọ cùng tiến vào bên trong đường hầm không gian nửa ngày phía bên kia đường hầm không gian chu diệp mang theo một trường thọ đi ra cảm giác đầu tiên khi đi vào minh giới chu diệp cảm thấy rất dễ chịu liền phảng phất giống như đã về tới nhà mình vậy. Hắn có một loại trực giác, chỉ cần mình muốn cải biến minh giới, liền có thể làm được một cách nhẹ nhàng. Thậm chí tâm niệm của hắn vừa khẽ động, toàn bộ minh giới đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chu Diệp không biết tất cả chuyện này là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có một loại dự cảm, cũng là bởi vì danh xưng của chính mình có vấn đề. Thế nhưng khó chịu là, Chu Diệp không cách nào xem xét danh hiệu kỹ càng, cho nên cũng không biết được tác dụng cụ thể của danh hiệu. Không suy nghĩ nhiều, Chu Diệp quan sát xung quanh. Nơi này một mảnh hắc ám, không có một tia sáng. Bạn đang xem cỏ dại cũng có hệ thống hách được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Nhưng chuyện này cũng không làm khó được Chu Diệp cùng Mộc Trường Thọ. Thần niệm triển khai, Chu Diệp quan sát được toàn bộ minh giới. Minh giới rất rất lớn, so sánh với thế giới mới mà năm đại giới vực dung hợp cũng không sai biệt lắm. Nhưng bên trong minh giới một mảnh hoang vu, ngoại trừ trong không khí mang theo một chút lực lượng huyền ảo ra, không còn cái gì. Cái minh giới này thật sự là đủ thần kỳ. Chu Diệp cảm giác được lực lượng huyền ảo đang lưu động ở chung quanh. Hắn phát hiện, loại lực lượng này kỳ thật chính là lực lượng luân hồi bất quá nếu phải so sánh với lực lượng luân hồi mà hắn mang theo thì gấp độ thấp một chút hơi so sánh một chút một luồng lực lượng luân hồi của chu diệp thì tương đương với một vạn sợi lực lượng luân hồi ở nơi này tranh lệch về chất lượng ở trong đó vô cùng lớn sau khi thu được thiên phú thần thông sinh tử luân hồi lực lượng luân hồi chiếm cứ ở bên trong đan điền của chu diệp càng ngày càng nhiều mặc kệ hắn điều động như thế nào những lực lượng luân hồi này phảng phất như có thể tự sinh sôi mãi mãi cũng không sử dụng hết nhưng chu diệp biết rõ tất cả những chuyện này đều con mẹ nó là ảo giác tiêu hao lực lượng luân hồi kỳ thật chính là đang tiêu hao linh điểm nếu không phục sinh người khác vì cái gì cần linh điểm sư huynh những lực lượng này ở nơi này rất kỳ lạ căn bản là không cách nào tham ngộ được một trường thọ thấp giọng nói yên tâm lực lượng ở nơi này sư huynh có thể khống chế được chu diệp cười cười nghe vậy một trường thọ không nhiều lời sư huynh tâm lý nắm chắc là được bản thân cần làm chính là trợ giúp cho sư huynh vào lúc mấu chốt nội tâm một trường thọ cực kỳ nắm chắc nếu như không phải sư huynh cần trợ giúp Vậy tại sao sư huynh lại muốn mang theo hắn cùng nhau tới chứ? Mục đích hiện tại của sư huynh chính là muốn khống chế toàn bộ Minh giới, trùng kiến luân hồi, trở thành chủ nhân luân hồi danh phủ kỳ thực, Chu Diệp nói. Trong lòng hào khí vạn trượng, hiện tại Chu Diệp hắn không chỉ muốn làm đại lão trên tu vi, còn muốn làm đại lão trên thế lực. Sư huynh, bây giờ ngươi liền có thể nói với bên ngoài là ngươi đã trở thành chủ nhân luân hồi, ai không phục sư đệ ta liền đi giết chết hắn, Mục Trường Thọ vẻ mặt nghiêm túc, chuyện của sư huynh chính là chuyện của Mục Trường Thọ hắn ai không thừa nhận địa vị của sư huynh hắn đó chính là đang gây hấn với thực lực của một trường thọ hắn mặc dù thực lực của một trường thọ hắn hoàn toàn chính xác không đủ nhưng một trường thọ hắn đủ tàn nhẫn nghĩ trăm phương ngàn kế cũng muốn giết chết đối phương đừng hoảng hốt chờ sau khi sư huynh trở thành chủ nhân luân hồi liền phong ngươi trưởng quản mọi thứ ở minh giới ta chu diệp vẻ mặt phấn khởi chỉ cần trông coi vùng đất luân hồi chu diệp hắn chính là đại lão mạnh nhất của phương thế giới này ai cũng phải xem sắc mặt của hắn mà làm việc mặc dù bây giờ cũng là như thế này nhưng chu diệp cảm thấy chưa đủ ít nhất thế giới hắc yểm không có chút nào tôn trọng chu diệp hắn chu diệp hắn muốn đem thanh danh của chủ nhân luân hồi của mình truyền đến thế giới hắc yểm được một trường thọ gật gật đầu sư huynh nói cái gì thì chính là cái đó chu diệp đứng ở trong không trung toàn bộ minh giới ở bên trong lòng đất của chủ thế giới nhưng vùng đất minh giới cùng với đất đai của chủ thế giới cách nhau đến trên ngàn dặm nói cách khác minh giới cũng tồn tại không trung chu diệp đưa tay lực lượng luân hồi ở trong đan điền bao trùm ở trên hai tay một bàn tay to lớn hình thành ở giữa không trung Chu Diệp giống như là đang nhào một vắt mì, đang cải tạo toàn bộ minh giới. Theo thời gian trôi qua, Chu Diệp hóa thành chân thân, từng đạo đao khí chém ra, đang điều khắc toàn bộ minh giới. Ở trong mắt một trường thọ, một mảnh thảo diệp của sư huynh chém ra một đao kinh khủng, đao khí tung hoành không chút trở ngại ở trên không trung, cắt ra một mảnh ở trong không trung, trên mặt phẳng phản chiếu lấy cảnh tượng ở trong tinh không, tăng thêm một tia ánh sáng cho toàn bộ minh giới. Mảnh thảo diệp bạch sắc kia của sư huynh hóa thành lực lượng sinh mệnh vô tận, tư dưỡng toàn bộ minh giới, làm cho đất đai của minh giới tỏa ra sự sống bắt đầu sinh trưởng ra một vài thực vật đặc thù. Bên chân một trường thọ, một gốc thực vật tỏa ra ánh sáng màu u lam đang chậm rãi sinh trưởng. Nhìn thấy gốc cây thực vật này, một trường thọ có thể cảm giác được rõ ràng phẩm giai của nó biến hóa. Bất quá chỉ qua hai ba hơi thở, liền từ một gốc thực vật mang theo hiệu ứng đặc biệt biến thành linh dược thiên cấp. Năng lực của sư huynh thật sự là kinh khủng. Một trường thọ càng ngày càng sùng bái sư huynh. Sư huynh ở trong mắt của hắn có thể dùng không gì không làm được để hình dung. Lực lượng luân hồi bằng bạc bị chu diệp nắm giữ ở trong tay, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trên bảng, linh điểm đang tiêu hao một cách nhanh chóng. Nếu như ở minh giới ta thật sự có thể tâm tưởng sự thành, vậy những lực lượng luân hồi này có thể biến thành sừng xích quy tắc hay không? Chu Diệp thầm nghĩ, sau đó bắt đầu hành động. Lực lượng luân hồi bằng bạc ở trong tay hắn dần dần biến thành từng sợi xương xích đen như mực, nhưng không có chút quan hệ nào cùng với sừng xích của quy tắc, chỉ là từ lực lượng luân hồi ngưng tụ mà thành mà thôi. Nếu như khắc quy tắc do ta chế định ở trên này thì sao? Chu Diệp hứng thú, hắn không có chút quan tâm nào tới việc tiêu hao linh điểm hôm nay hắn liền muốn hiểu rõ quan hệ của minh giới với chính mình cùng với tác dụng của danh hiệu chủ nhân luân hồi từ trước mắt xem ra minh giới so với nhà của hắn liền không khác gì nhau hắn muốn làm ra thay đổi gì thì có thể làm ra thay đổi đó tất cả những chuyện này là có quan hệ với danh xưng chủ nhân luân hồi này mà chu diệp có thể điều động lực lượng luân hồi của toàn bộ minh giới nhẹ nhàng như thế cũng hẳn là tác dụng hỗ trợ của danh hiệu nghĩ như vậy chu diệp phát hiện cái danh xưng chủ nhân luân hồi này quả thực rất cường đại đừng nhìn chỉ là một cái xưng hào kỳ thật so với thiên phú thần thông còn cường hãn hơn nhiều chu diệp biên soạn lấy quy tắc sau đó khắc ở trên xiềng xích rầm rầm xiềng xích điên cuồng chấn động sau đó phát sinh biến hóa ở bên trên xiềng xích ông trời của ta thật sự có thể được nha còn người chu diệp thích chặt lúc đầu hắn chẳng qua là suy nghĩ một chút mà thôi nhưng người nào có thể nghĩ đến quy lực của danh hiệu cư nhiên lại mạnh như thế bất quá một cái xiềng xích ngưng tụ từ lực lượng luân hồi mà thành mà thôi bất quá sau khi suy nghĩ về quy tắc của hắn được khắc lên thế mà thật sự có thể lột xác thành xiềng xích quy tắc lúc này chu diệp đem xiềng xích quy tắc chìm vào bên trong đất đai minh giới ông toàn bộ minh giới đều chấn động lên xiềng xích quy tắc chịu ảnh hưởng minh giới cho người ta một loại cảm giác đặc thù ở bên trong minh giới phảng phất giống như là đứng ở thế giới bên ngoài tỉ như một trường thọ vào thời khắc này một trường thọ cảm giác chính mình giống như không có bất kỳ liên quan nào với chủ thế giới liền phảng phất như đã thuộc về minh giới sư huynh lại có được vĩ lực như thế ta có thể nói một tiếng quả nhiên không hổ là sư huynh sao một trường thọ hít sâu tình cảm sùng bái trong lòng đối với sư huynh càng ngày càng đậm hơn quy tắc còn cần chỉnh sửa một sợi xiềng xích quy tắc chắc chắn là không đủ tìm được phương pháp chu diệp bắt đầu điên cuồng chế tạo xiềng xích quy tắc hắn biết rõ chính là ở thế giới bên ngoài tuyệt đối không làm ra được tình trạng như vậy có lẽ chỉ có tuyệt thế chân tiên mới có thể viết quy tắc được nhưng hắn có thể ở bên trong minh giới làm đến bước này đây chính là ưu thế mà danh hiệu mang đến cho hắn hắn nhất định phải bắt đầu kiến tạo minh giới kể từ đó sau này hắn cũng không cần phục sinh kẻ nào người nào chỉ cần linh hồn của bọn hán tiến vào minh giới tự luân hồi liền được rồi nghĩ tới đây chu diệp nhiệt tình mười phần hắn cũng nghĩ kỹ hắn muốn tạo ra lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi ra trận mười vạn nếu như muốn vào một cái thai tốt vậy thì nhất định phải tăng giá nếu như muốn lựa chọn chủng tộc đầu thai vậy cũng nhất định phải tăng giá chủ nhân luân hồi như hắn đây không phải nói đùa không thu phí sao có thể xứng đáng với sự cố gắng của mình cho nên hiện tại chu diệp nhiệt tình mười phần rất nhanh toàn bộ minh giới đều được hắn cải tạo toàn bộ minh giới đã trở thành địa phương chỉ có vào mà không có ra có chín chín tám mươi đạo xưởng xích quy tắc tiếp nối với chủ thế giới thậm chí chu diệp lên tiếng chào hỏi với trời cao mặc kệ trời cao có phối hợp hay không dù sao xưởng xích quy tắc quả thực đã đồng thời có hiệu lực nối tiếp lên chủ thế giới nói cách khác sinh linh tử vong như bình thường linh hồn sẽ vào thời điểm kết thúc ngày thứ bảy tự động tiến vào bên trong minh giới đến lúc đó sẽ căn cứ vào hành vi cả đời này mà phán định thiện ác nếu như thiện lương vậy liền có thể lựa chọn dừng lại sống ở minh giới hoặc là luân hồi thời gian linh hồn tồn tại có hạn trước khi linh hồn tiêu tán nhất định phải luân hồi đồng thời sinh linh lương thiện đi luân hồi là có ưu đãi ít nhất chu diệp không có trái tim đen đến mức thu tiền của loại người lương thiện mà kẻ ác liền không giống như vậy phải trải qua hình phạt sau đó mới được cho phép đầu thai muốn ném vào một cái thai tốt nhất định phải thêm tiền về phần tiền từ đâu mà tới chu diệp đã sớm nghĩ kỹ quy tắc của minh giới cùng với chủ thế giới là nối tiếp với nhau người thân của người chết có thể thông qua phương thức thiêu đốt tài nguyên tu luyện đem những tài nguyên tu luyện này đưa đến trong tay người chết cho nên chu diệp cũng không lo lắng vấn đề lợi ích minh giới chính giữa nơi này có tam đại điện bị chu diệp đặt tên là luân hồi điện âm ti điện thẩm phán điện luân hồi điện chính là chỗ mà chu diệp ở mà địa vị của âm ti thì giống một giới của thanh hư sơn phải quản lý lấy toàn bộ sự vụ lớn nhỏ của minh giới về phần thẩm phán điện cái tên kia liền giải thích hết tất cả sư đệ người dưới trạng thái ma hóa có thể tỉnh táo xử lý mọi chuyện cái thẩm phán điện này liền giao cho ngươi trông coi đây là lệnh bài sau này ngươi chính là cao tầng của minh giới ta chu diệp vỗ vỗ bả vai mục trường thọ sư huynh yên tâm tất nhiên sẽ không để cho sư huynh thất vọng mục trường thọ gật gật đầu nhận lấy lệnh bài mà sư huynh tiện tay ngưng tụ ra tốt chuyện của minh giới có một chuyện kết thúc đoạn thời gian này sư đệ ngươi liền đợi ở minh giới hảo hảo xử lý gặp được người kế tục không tệ có thể dùng được linh hồn thể cũng là một loại sinh mệnh đặc thù mục đích của chúng ta chính là mặc kệ là còn sống hay là đã chết cũng phải làm ra cống hiến cho toàn bộ thế giới mới được chu diệp nói xong cũng biến mất không thấy gì nữa xử lý chuyện của minh giới nói khó không khó nói đơn giản không đơn giản. Ít nhất, hiện tại minh giới rỗng tuếch, không có cái gì. Chu Diệp cảm thấy, muốn làm cho cả chủ thế giới có thể tự tuần hoàn, minh giới nhất định phải lớn mạnh mới được. Còn có một điểm, chủ lực của thế giới hắc yểm, đại khái còn một tháng nữa lại tới. Nhất định phải nghĩ biện pháp, ngăn những chủ lực này mới được. Một lần nữa trở lại ở trong tinh không. Chu Diệp gặp Lộc Tiểu Nguyên. Thời khắc này Lộc Tiểu Nguyên vẫn đang luyện hóa tài nguyên tu luyện, thần sắc trên mặt cực kỳ thống khổ. Chu Diệp nhớ ra, vị đạo nữ này của mình chính là một kẻ tham tiền minh giới ta liền cần nhân tài như vậy nha trên mặt chu diệp lộ ra một vòng tươi cười sau này lộc tiểu nguyên phải làm gì hiện tại hắn cũng sắp xếp xong xuôi rồi âm ty của minh giới tuyệt đối cần một đại lão tham tiền chỉ có vào mà không có ra như thế này tọa trấn mới được sau này những hạng người tội ác tẩy trời như thế kiêng muốn vào một cái thai tốt nhất định phải giao tiền nửa ngày lộc tiểu nguyên tạm dừng tu luyện nàng phát hiện chu diệp đứng ở bên cạnh dùng đến một loại ánh mắt kỳ kỳ quái quái mà nhìn nàng lộc tiểu nguyên có chút buồn bực có chút cao mày hỏi ngươi dùng cái ánh mắt này để nhìn ta là có ý gì chu diệp lắc đầu sau đó nói ta phát hiện trên người ngươi có một loại tính cách phi thường ưu tú vừa vặn phù hợp với suy nghĩ trong lòng ta ý gì khuôn mặt nhỏ của lộc tiểu nguyên choáng váng tính cách của nàng như thế nào chu diệp còn không biết hay sao nàng rất tự mình hiểu lấy nàng không cho rằng trên người mình có tính cách ưu tú gì đương nhiên nếu như tham tiền xem như là tính cách ưu tú vậy lộc tiểu nguyên nàng quả thực rất ưu tú ta muốn triển khai một hạng mục phi thường có thể kiếm tiền đối với những người khác ta không định cân nhắc, bọn hắn cũng không có thiên phú buôn bán gì đó, cho nên ta muốn hỏi ngươi một chút, có nguyện ý cùng làm đối tác với ta hay không? Chu Diệp cười mỉm mà hỏi. Hắn dám đánh cuộc, Lộc Tiểu Nguyên vừa nghe đến tiền, tuyệt đối sẽ gia nhập. Dù sao Lộc Tiểu Nguyên tự nhận bản thân là một quỷ nghèo, hao tốn của toàn bộ Thanh Hư Sơn, vậy cũng là tốn tiền của Lộc Tiểu Nguyên nàng nha. Bên trên có sư tôn sư nương phải chiếu cố, ở giữa có Chu Diệp tốn rất nhiều tiền, bên dưới còn có một tiểu mộc mộc cùng tiểu tiểu bạch phải chi tiền. Cho nên, cuộc sống của lộc tiểu nguyên nàng thật sự rất mệt mỏi bây giờ nghe chu diệp nói có hạng mục kiếm được tiền lộc tiểu nguyên hai mắt tỏa ánh sáng trực tiếp bắt lấy bà vai chu diệp vội vàng hỏi hạng mục gì mau nói ta trực tiếp tham gia chu diệp bị nàng lắc lắc sọ não cũng có chút chóng váng bình tĩnh không nên gấp gáp nghe ta từ từ nói nha chu diệp có chút bất đắc dĩ đợi sau khi lộc tiểu nguyên buông hắn ra chu diệp sắc mặt nghiêm túc thấp giọng nói ra phi phu hiện tại là chủ nhân luân hồi nếu đã trông coi minh giới từ nay về sau linh hồn của sinh linh tử vong thông thường đều sẽ tiến vào bên trong minh giới hoặc là sinh hoạt ở minh giới hoặc là đầu thai bất quá linh hồn chịu không được sự hao mòn của thời gian cuối cùng cũng sẽ có một ngày phải đầu thai những kiểu người tâm địa thiện lương kia chúng ta liền không lấy tiền những hạng người tội ác tại trời kia nhóm chúng ta phải hung hăng gõ phi chúng ta nhất định phải thu một chút phí phục vụ tượng trưng dù sao chúng ta ổn định minh giới vận chuyển bình thường cũng thật mệt mỏi cho nên thu phí cũng không quá đáng nương tử ngươi hiểu ta ý tứ chứ đang lúc nói chuyện chu diệp nhíu nhíu mày tràn đầy ý tứ ám chỉ phu quân yên tâm phu quân ở nơi này của thần thiếp chính là bầu trời chính là hoàng đế trí cao vô thượng của toàn bộ nhân gian cho nên suy nghĩ trong lòng phu quân thần thiếp cũng toàn lực ủng hộ lục tiểu nguyên hiểu ý gật đầu cả hai tiếp tục nói thầm giống như đang cùng thương lượng chuyện kinh khủng gì đó xa xa lôi diễn chú ý tới một màn này an tĩnh quan sát hắn có chút hiếu kỳ hai vợ chồng này đang thương lượng cái quái gì vậy chứ cứ thần thần bí bí ta cảm thấy làm ác sẽ vì chuyện mà mình đã làm ra mà trả giá đắt nhưng nếu nhà đã tử vong tiến nhập minh giới tự nhiên là không có biện pháp sám hối đã như vậy liền phải để cho thân nhân đời này của hắn chịu phạt nhất định phải đốt thêm chút tiền cho hắn mới cho phép đầu thai hoặc là tạm dừng hình phạt lục tiểu nguyên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói cái này không được chu diệp lắc đầu nên có hình phạt thì không thể giảm bớt chút nào nhưng sau khi trải qua hình phạt cuộc sống ở minh giới nếu như không như ý vậy thì phải xem có tiền hay không đồng thời tất nhiên là phải đầu thai quy định ban đầu chắc chắn là kém nhất nhưng sau khi giao nộp tiền đặt cọc liền có thể đến trung bình không giới hạn cũng là trung đẳng tuyệt đối không thể bị tiền vàng che mờ đôi mắt chúng ta phải lưu lại cho kiểu người thiện lương thai tốt một chút để có thể đầu thai nhà chủ diệp ngữ trọng tâm trường nói bạn đang xem cỏ dại cũng có hệ thống hách được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim phu quân nói rất có lý lộc tiểu nguyên lập tức hiểu cũng tỉ như nếu thanh đế chết tiến vào bên trong minh giới với những việc mà cả đời thanh đế đã làm tất nhiên là kiểu người lương thiện cho nên đợi đến thời điểm đầu thai đương nhiên là cao cấp nhất, sinh hoạt sau này chính là loại rất sung sướng kia, mà đổi lại là những ma tu tội ác tài trời phía bên ma dưới bên kia. Vậy thì nhất định phải trải qua hình phạt, sau đó nộp tiền đặt cọc, cam đoan sau này làm một sinh linh lương thiện, chỉ có như thế mới có thể có được một cơ hội đầu thai bình thường hoặc là trung đẳng. Liên quan tới tất cả chuyện này, Chu Diệp đều đã nghĩ kỹ, kế hoạch đã vơ vét hết tất cả của cải của hắn, cũng là một kế hoạch cải biến toàn thế giới. Hắn muốn để toàn thế giới đều đạt được hoàn cảnh giống như cuộc sống ở mộc giới vậy. Đương nhiên, yêu cầu không thể quá cao, tùy duyên phát triển là được. Vậy sau này, ta chính là chủ nhân của Âm Ty nha." Lộc Tiểu Nguyên gãi gãi đầu, trong nháy mắt có cảm giác địa vị thân phận của mình có chỗ đề cao đấy. Nhưng tỉ mình nghĩ lại, dưới tay không có bất kỳ ai, toàn bộ Âm Ty chính là một cái xác rỗng. "Đúng nha." Chu Diệp gật gật đầu, lại nói, "Phía bên sư đệ ta đã sắp xếp xong xuôi, hắn dưới trạng thái ma hóa có thể tỉnh táo xử lý mọi chuyện, để hắn làm điện chủ thẩm phán điện vừa vặn phù hợp, chờ sau khi nhận người hắn cũng có thể nhàn rỗi được rồi muốn làm cái gì thì làm cái đó người vẫn rất chiếu cố tiểu trường thọ lục tiểu nguyên gật đầu đồng ý còn tạm được chu diệp cười cười mục trường thọ xem chu diệp hắn là thần tượng lại có tầng quan hệ sư huynh đệ này chu diệp vô cùng chiếu cố mục trường thọ ở trong mắt chu diệp mục trường thọ chính là đệ đệ của chu diệp hắn nếu ai ức hiếp mục trường thọ trong nháy mắt chu diệp hắn liền có thể đi qua đem đối phương còn sống sờ sờ mà xét nát vậy đến lúc đó sư tôn đâu cần phải cho một chức vị hay không lục tiểu nguyên hỏi sư phụ người vẫn tương đối ưa thích dưỡng lão đến lúc đó thanh hư sơn chắc chắn sẽ thay đổi cho nên không cần phải để ý đến người chu diệp khoát tay áo thanh đế một lòng muốn xây dựng viện dưỡng lão thanh hư sơn nào có thời gian rảnh rỗi gì đó mà quan tâm tới chuyện của minh giới nha cũng đúng lộc tiểu nguyên gật gật đầu sờ sờ cầm suy tư một hồi lâu sau đó nói ra trước hết kế hoạch cứ như thế này đi quân chủ lực của thế giới hắc yểm cũng sắp đến đây rồi đến lúc đó còn không biết là có thể ngăn lại được hay không đâu đừng hoảng hốt có vi phu ở đây bọn chúng tới cũng là chịu chết nghe lời này của chu diệp lâu tiểu nguyên chỉ cảm thấy trái tim bịch bịch cuồng loạn lời này có chút khoa trương nhưng lại có lý có cứ là những chuyện đã xảy ra đi trước đi hấp thu yểm khí đi sớm tăng lên tới tự tại tiên đỉnh phong đến lúc đó ta trực tiếp thông qua lỗ đen giết qua đó chu diệp rời đi đi tới vị trí của tù tiên đồ hắn tiến vào bên trong tù tiên đồ tiên lực cường đại chấn động trong nháy mắt chém giết vô số sinh vật hắc yểm sau đó chu diệp bắt đầu hấp thu yểm khí tù tiên đồ tự giác điều động lấy yểm khí ở bên trong không gian khiến những yểm khí này ngưng tụ cùng một chỗ vờn quanh ở bên cạnh chu diệp cứ như vậy liền có thể cam đoan chu diệp sẽ không bởi vì tập hợp yểm khí mà lãng phí thời gian có thể để cho tốc độ hấp thu yểm khí của chu diệp một mực ở vào đỉnh phong nhiều lắm là nửa khắc đồng hồ chu diệp liền có thể hoàn toàn hấp thu sau một vòng với tốc độ quân tiên phong của hắc yểm tiến nhập càng nhanh càng nhanh của thế giới thứ ba hấp thu một vòng đã có được khản tiền lớn gần đến hai mươi vạn linh điểm đã từng có đại năng từng nói chiến đấu là đường tắt để tăng thực lực lên tốt nhất không có ai sẽ đi phủ nhận cái quan điểm này không chỉ là chu diệp đang trưởng thành tất cả những tu hành giả đang tham chiến của chủ thế giới cũng đang trưởng thành từ sau khi đi ra từ bên trong tù tiên đồ chu diệp đang tự hỏi chuyện liên quan tới minh giới sinh linh tử vong bình thường mới có thể lưu lại linh hồn linh hồn mới có thể bị quy tắc của minh giới hút vào bên trong minh giới nhưng nếu như không phải tử vong thông thường mà là cố ý thì sao chu diệp bắt đầu cân nhắc một nguyên nhân chủ yếu là theo tu vi càng ngày càng cao Sinh linh có thể sống được càng ngày càng lâu. Đã nhiều năm như vậy, Chu Diệp cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu tu hành giả bởi vì tuổi thọ hết mà chết già. Có đương nhiên là có, nhưng toàn bộ thế giới quá lớn, Chu Diệp muốn gặp được cũng phải xem vận khí. Cho nên số lượng thực sự quá ít. Chu Diệp nhất định phải nghĩ biện pháp, mặc kệ là bởi vì tình huống gì, chỉ cần là linh hồn lưu lại ở trên thế giới, đều phải tiến vào bên trong Minh giới. Có thể bị quy tắc của Minh giới hút vào, cũng có thể bị Minh giới bắt trở lại. Đây là quy tắc Chu Diệp chế định, thực lực của hắn mạnh, nắm đấm cứng liền có tư cách chế định ra quy tắc. Chuyện này còn phải giao lưu với trời cao một chút, bất quá luôn có một loại cảm giác là trời cao luôn trốn tránh ta là cái gì tình huống. Chu Diệp có chút nghĩ không thông, trời cao này cũng quá nhát gan đi, giao lưu với hắn một chút mà cũng không dám. Cũng không nóng nảy, dù sao tất cả mọi người đều là huynh đệ, trời cao chắc chắn không có lý do gì mà ngăn cản ta. Sau khi nghĩ rõ ràng điểm này, Chu Diệp hai song phương rằng co. Trung quy là tiếp tục như vậy cũng không được, chờ chờ sau khi quân đoàn chủ lực của thế giới hắc yểm đến, khẳng định trong thời gian ngắn có thể làm cho nhóm chúng ta trọng thương, cho nên nhóm chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích mới được. Chu Diệp bắt đầu cân nhắc. Tàn Yểm chân tiên ở một bên toàn thân lắc một cái, nó rất sợ hãi. Chu Diệp thế mà không muốn phòng thủ, mà muốn chủ động tiến công. Đây lại nghĩ điên cuồng đến mức nào? Nhưng Tàn Yểm chân tiên không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chu Diệp có thể phục sinh, ai biết được Chu Diệp còn có át chủ bài gì khác gì đó. Cho nên Tàn Yểm chân tiên cũng không thể kết luận được hướng đi của cuộc chiến này. Có lẽ đối với thế giới hắc yểm bọn chúng mà nói chu diệp chính là một biến số là trở ngại lớn nhất đối với việc bọn chúng chiếm lĩnh phương thế giới này lão đệ quân đoàn chủ lực của các người có bao nhiêu tuyệt thế chân tiên chu diệp đưa tay đặt lên trên bờ vai của tàn yểm chân tiên vừa nhặt hỏi tàn yểm chân tiên trầm mặc hai hơi thở sau đó trả lời quân đoàn chủ lực tổng cộng chia làm bảy quân đoàn do bảy vị lão tổ dẫn đầu bảy vị lão tổ này đều là cường giả cấp độ tuyệt thế chân tiên bảy vị nha có chút phiền phức nha chu diệp có chút đau đầu nếu như bảy vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên này cùng nhau tiến nhập phương thế giới này, vậy Hải Tiên cùng vô cực thiên ma tuyệt đối ngăn không được. Đến lúc đó Chu Diệp cũng không xác định được là bản thân có lật bàn hay không, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mấy vị tuyệt thế chân tiên mới được. Kỳ thật, số lượng tuyệt thế chân tiên ở phía bên thế giới của chúng ta cũng không ít, hơn nữa còn có một vị cường giả bao trùm lên trên tuyệt thế chân tiên, Tàn Yểm chân tiên mở miệng nói ra. "Ồ." Oh, Chu Diệp có chút kinh hãi. Cường giả bao trùm bên trên tuyệt thế chân tiên, đây sẽ là cảnh giới gì? vị kia là người đã sáng tạo ra chủng tộc của chúng ta đây được chúng ta gọi là yểm tổ đã ngủ say hàng ngàn vạn năm tàn yểm chân tiên nói chu diệp gật đầu có chút hiếu kỳ mà hỏi vậy cảnh giới của vị yểm tổ này của các ngươi gọi là cái gì không biết được ngoại trừ yểm tổ ra ai cũng không biết được yểm tổ ở vào cảnh giới gì tàn yểm chân tiên lắc đầu tạm được nhìn thấy tàn yểm chân tiên thật sự không biết được chu diệp cũng không tiếp tục hỏi thêm bất quá trong lòng hắn đã nhớ kỹ cường giả bao trùm bên trên tuyệt thế chân tiên yểm tổ cũng không biết được khi vị yểm tổ này của các người chết trong tay ta sẽ cung cấp cho ta bao nhiêu năng lượng tàn yểm chân tiên nhìn nhìn chu diệp gia hỏa này không sợ coi như xong đi làm sao còn lộ ra bộ dáng mơ ước chứ chẳng lẽ ngươi liền không sợ sau khi yểm tổ thức tỉnh liền một bàn tay chụp cho phương thế giới này của các người không còn sao tàn yểm chân tiên cẩn thận nghiêm túc mà hỏi chu diệp cười cười cái quái gì chứ làm sao chu diệp hắn có thể sợ hãi những thứ này ở trong mắt tàn yểm chân tiên đây chính là nụ cười của ma quỷ cái tên chu diệp này thế mà đánh chủ ý lên yểm tổ đến cùng nên nói là đầu sắt hay là tràn đầy tự tin đây tàn yểm chân tiên trong lòng thầm nhủ nó cảm thấy có khả năng là đầu óc của chu diệp không quá như thường đi mộc giới chân núi thanh hư sơn thiên tinh chân tiên đã khôi phục được năm phần hắn là đang liều mạng đang hấp thu tài nguyên tu luyện để tự khôi phục mặc dù thế cục ở trong tinh không cũng đã được ổn định nhưng thiên tinh chân tiên biết rõ ổn định không được bao lâu hắn nhất định phải tham chiến đây là yêu cầu của hắn đối với chính mình cũng không thể không nói lão nhân này cực kỳ bướng bỉnh chỉ cần là chuyện bản thân nhận định liền chắc chắn muốn làm tài nguyên tu luyện mà chu diệp cho hắn mượn đã sử dụng hơn phân nửa hắn đang suy tư phi đi đến chỗ nào để thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn đồ nhi trên thế giới này còn có nơi nào có thể thu được tài nguyên tu luyện thiên tinh chân tiên nhìn về phía vương trần hiểu biết của hắn đối với thế giới hiện tại không nhiều muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện chỉ có hỏi vương trần một chút vương trần không hề nghĩ ngợi lên tiếng vậy cũng chỉ có trong tinh không trên rất nhiều tinh thần trong tinh không đều có tài nguyên tu luyện nếu như sư tôn người thiếu tài nguyên tu luyện có thể tiến vào trong tinh không đi tìm những tinh thần có tài nguyên tu luyện kia liền không còn biện pháp khác thiên tinh chân tiên hỏi biện pháp khác thì có bất quá tài nguyên tu luyện lấy được là phi thường có hạn nếu như nói không tiến vào trong tinh không chỉ sợ sư tôn người mất mấy chục năm vẫn còn phải thiếu nợ chu diệp sư huynh những tài nguyên tu luyện kia vương trần nhún vai cụ thể lựa chọn phương thức gì vẫn là xem thiên tinh chân tiên bất quá vương trần đã nhắc nhở một chút chuyện sư tôn của mình vẫn còn đã thiếu nợ thiên tinh chân tiên có chút bất đắc dĩ bần đạo là thật sự nghèo khó nha hắn cảm thán một tiếng chuyện này thì có được biện pháp gì đây thiên tinh chân tiên này đời này liền chưa từng giàu có sư tôn ta có chuyện tương đối không hiểu vương trần nhìn thiên tinh chân tiên thiên tinh chân tiên xoay đầu lại khẽ gật đầu người nói đi vi sư sẽ giải đáp cho ngươi vì cái gì có đời khi sư tôn tự xưng là lão phu có lúc lại tự dưng bần đạo chứ đến cùng chúng ta là đạo sĩ hay là gì chứ vương trần có chút hiếu kỳ có thể nói là đạo sĩ bất quá nói đúng ra chúng ta đều là tu hành giả đang trên con đường tu đạo về phần vấn đề tự xưng này vì sư muốn tự xưng như thế nào liền tự xưng như thế ấy có vấn đề gì không thiên tinh chân tiên thuận miệng nói thiên tinh chân tiên cũng không thèm để ý những thứ này bất quá nhìn qua cả một đời của hắn vẫn là thời điểm tự xưng là là bần đạo nhiều hơn được chưa quả đấm của sư tôn người lớn người nói rất có đạo lý vương trần gật đầu thiên tinh chân tiên nhìn tu vi của vương trần một chút lại nhìn tu vi của tiểu tiểu bạch cách đó không xa một chút, trực tiếp mở miệng nói, người ngay cả tu vi của tiểu tiểu bạch cũng không đuổi theo kịp, lại còn ở chỗ này lười biếng, tranh thủ thời gian tu luyện, tranh thủ làm phá hôi đi. Vương Trần Vương Mộ Hắn cố gắng tu luyện là muốn vào thời điểm đại chiến đại phát tứ phương, mà không phải cố gắng tu luyện để tranh thủ làm bia đỡ đạn nha. Lời này của thiên tinh chân tiên làm cho Vương Trần có chút khó chịu, nhưng lại không thể không thừa nhận, hiện tại Vương Trần hắn ngay cả phá hôi cũng không bằng, không có phát biểu tư cách, vẫn là cố gắng tu luyện đi trên mặt hồ ly của tiểu tiểu bạch ở xa xa lộ ra một vòng chế diễu nhân tính hóa trong sân của thanh hư sơn tiểu mộc mộc ôm thang thành tiên ngủ ngon lành mẫu thân chết đi có thể sống lại suốt cuộc nàng không cần lo lắng mẫu thân sẽ rời bỏ nàng mà đi nữa thời điểm đang ngủ chân thân của tiểu mộc mộc cũng đang chậm rãi trưởng thành bây giờ chỉ cần tiểu mộc mộc nguyện ý bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra thân thể chân long của nàng minh giới đây là đầu tiên mộc trưởng thọ cũng có chút bận rộn dưới tác dụng của quy tắc của minh giới mấy ngàn linh hồn thể xuất hiện ở trên quảng trường bên ngoài thẩm phán điện bất quá còn may đầu tiên một trường thọ lựa chọn ra mấy người trợ giúp hỗ trợ chính mình cùng nhau phán quyết phải cho sư huynh một ý kiến phải luyện chế ra một tinh binh có thể quan sát cả đời của sinh linh mới được nếu không chỉ dựa vào sư hồn hiệu suất cũng không khỏi có chức quá thấp một trường thọ thẩm nghĩ đám linh hồn đã thông qua thẩm phán điện bởi vì hiện tại không cách nào đầu thay chỉ có thể tự giác ghi danh ở nơi đó cùng một trường thọ sau đó bắt đầu đi dạo ở minh giới đối với những linh hồn thể này mà nói đây là lần đầu tiên đi vào minh giới đấy nhất định phải chơi đùa thật vui mới được. Đồng thời, ở trong minh giới có rất nhiều thiên tài địa bảo, bởi vì liên quan đến việc sinh trưởng, có được hiệu quả tầm bổ thần hồn phi thường xuất sắc, đối với linh hồn thể có lực hấp dẫn cực kỳ lớn. Sau khi đạt được sự cho phép của một trường thọ, mỗi một linh hồn thể được hái một phần dùng riêng. Một trường thọ không có đi chú ý những linh hồn thể đã được thông qua phán quyết này thêm nữa. Có thể thông qua phán quyết, cho dù khi còn sống không lương thiện đến mức nào, vậy cũng không thể nói là kẻ ác, cho nên bọn hắn vẫn có danh giới cuối cùng cơ bản. Còn có một điểm chính là, đây là địa bàn của chu diệp tự tại tiên sau khi chết đi tiến đến cũng không dám tùy tiện làm càn bên trên tủ tiên đồ chu diệp đang suy nghĩ sâu xa tàn yểm chân tiên tự giác không nói gì không dám quấy nhiễu vạn nhất chu diệp đang suy nghĩ chuyện đại sự gì đó vừa vạn hắn đánh gãy vậy chẳng phải chu diệp đến tầm giết chết nó cũng có rồi sao cho nên vẫn là yếu ớt cắn chặt ở một bên đi có thể sống lâu hai ngày liền sống lâu hai ngày đi chu diệp nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được có phương thức gì có thể tăng được thực lực của phía bên mình lên liếc mắt nhìn trong tinh không chung quanh chu diệp cảm thấy mặt trời có chút chói mát không hề nghi ngờ kim ô vương ở trong tuyệt thế chân tiên tất nhiên là cường giả cấp bậc bá chủ ta có thể phục sinh kim ô vương được không chứ chu diệp bắt đầu cân nhắc nghĩ một lát chu diệp trực tiếp bay về hướng mặt trời sau một lúc lâu chu diệp giáng lâm ở bên ngoài mặt trời thái dương chân hỏa kinh khủng cũng không mang đến bất kỳ thương tổn gì cho chu diệp ngược lại còn làm cho chu diệp cảm thấy ấm áp rất là thoải mái dễ chịu phục sinh thần niệm của chu diệp bao vây lấy mặt trời trong lòng mặc niệm hắn chỉ là đang thử, kỳ thật hắn cũng không cảm thấy Kim Ô Vương đã chết trăm vạn năm còn có thể phục sinh. Nhưng nhắc nhở nhảy ra thật sự làm cho Chu Diệp hít thở không thông. Phục sinh hoàn mỹ mục tiêu trước mắt cần 800 vạn linh điểm, tử vong quá lâu, phục sinh trạng thái năm phần cần 400 vạn linh điểm. T. Có chút đắt nha. Chu Diệp âm thầm níu lưỡi, bạn đang xem cỏ dại cũng có hệ thống hách được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Thực lực của Kim Ô Vương phải ở vào cấp độ không sai biệt lắm so với Hải Tiên, nhưng bởi vì Kim Ô Vương chết đi quá lâu, muốn sống lại rất không dễ dàng, cho nên thu phí tổn không ít. Trong lòng Chu Diệp cân nhắc, đợi đã, thì thật ta cảm giác nếu như ta có được 800 vạn linh điểm, ta dường như cũng có thể thành chân tiên cảnh. Chu Diệp nghĩ đến, dường như đợi đến sau khi trở thành chân tiên cảnh, quỳ liền có thể quỳ chết tuyệt thế chân tiên. Bất quá, phục sinh Kim Ô Vương vẫn là có chỗ tốt, ít nhất có thể làm cho phía bên này của bọn hắn này có thêm chiến lực của một vị tuyệt thế chân tiên đỉnh cấp. Không chỉ có Kim Ô Vương, những thủ hộ già được vô cực đại ca mai táng kia kỳ thật cũng có thể sống lại còn có sinh vật không biết tên ở bên dưới lạc nhật thâm uyên kia hai mắt chu diệp sáng lên sinh vật không biết tên bên dưới lạc nhật thâm uyên đến tột cùng là cái gì có được lực lượng như thế nào chu diệp cũng không biết được nhưng hắn biết rõ sinh vật kia tuyệt đối là cường đại đến không cách nào tưởng tượng được cũng không biết là sinh vật kia đã chết từ lúc nào chu diệp nghĩ đến chỉ có sau khi sinh vật kia chết đi chu diệp mới có thể phục sinh nó bằng không mà nói chu diệp cũng không biết phải như thế nào mới có thể đánh thức đối phương dù sao với thực lực trước mắt của hắn muốn trị liệu đối phương cũng là không thể nào hơn nữa còn không biết rõ là địch hay bạn đâu cho nên ưu tiên cân nhắc nhất vẫn là kim ô vương đồng thời chu diệp kỳ thật cũng có chút sợ hãi vạn nhất phục sinh kim ô vương là kim ô vương bị hắc yểm đoạt xá thì phải làm sao bây giờ đến lúc đó trực tiếp phục sinh ra một kẻ địch đó chính là sai lầm của chu diệp hắn phải đến ma uyên một chuyến tiến hành một thí nghiệm nếu như sau khi sống lại là trạng thái bị đoạt xá Vậy liền không cần phục sinh, Chu Diệp bĩu môi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ma uyên, vẫn âm u như trước, xác chết trôi đầy trời, Chu Diệp chọn lựa 10 cái xác chết trôi, lựa chọn phục sinh, lập tức hao tốn hơn 10 vạn linh điểm, làm cho Chu Diệp rất cảm thấy đau lòng, dù sao cũng là một quỷ nghèo, tiêu xài một khoản tiền lớn như thế, luôn cảm giác đau lòng đến khó mà hít thở được. Giống 10 cái xác chết trôi phục sinh trong nháy mắt, Chu Diệp quan sát bọn hắn, ánh mắt sáng rõ không giống như là bộ dạng đã bị sinh vật hắc yểm đoạt xá. Vị Vì... tiền bối này, bây giờ là lúc nào? Một vị yêu tu tự tại tiên trung kỳ trong đó nhìn về phía Chu Diệp. Cách niên đại đó của các ngươi đã qua trăm vạn năm. Chu Diệp trả lời, trăm vạn năm sao? Mười sinh linh đồng loạt liếc nhau một cái, có chút cảm thán. Thiên địa hiện tại, sao rồi? Một vị ở trong đó có chút khẩn trương mà hỏi. Rất tốt, thịnh thế rất không tệ, vẫn đang trong khôi phục. Bất quá lúc này thế giới hắc yểm lại xâm lấn một lần nữa. Chu Diệp trả lời thế giới hắc yểm đáng hận nếu không phải trước đây chủ quan ta như thế nào lại bị đoạt xá trừ vị nhóm chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục thực lực của mình giúp cho thời đại này vượt qua cửa ải khó khăn tốt ánh mắt của mười sinh linh đều quăng về phía chu diệp đồng loạt thi lễ đa tạ ân phục sinh của đạo hữu chúng ta ghi tà trong lòng các vị tiền bối không cần khách khí đây chỉ là ta phải làm mà thôi chu diệp khoát tay áo hắn đã đưa ra quyết định phục sinh kim ô vương mặc dù tám trăm vạn linh điểm bảo ra không nổi nhưng chu diệp hắn liền không thể lựa chọn phục sinh một phần sao kim ô vương cũng không phải không thể tự khôi phục thực lực của mình cho nên chu diệp dự định liên hệ hải tiên cùng vô cực thiên ma để cho hải tiên cùng vô cực thiên ma ở một bên nhìn chăm chăm nếu như phục sinh kim ô vương là kim ô vương đã bị đoạt xá vậy liền để kim ô vương tiếp tục làm mặt trời của hắn đi mà nếu như phục sinh chính là kim ô vương không bị đoạt xá như vậy thì tập trung lượng lớn tài nguyên cung cấp cho kim ô vương khôi phục thực lực sau đó chu diệp sẽ ưu tiên phục sinh mấy vị thủ hộ giả có thực lực cường đại cứ như vậy ở phương diện sức chiến đấu đỉnh tiêm này ngoại trừ yểm tổ của thế giới hắc yểm ra bọn hắn căn bản không kém gì thế giới hắc yểm các vị tiền bối ta còn có chuyện quan trọng nên rời đi trước chu diệp thi lễ một cái sau đó biến mất không thấy gì nữa hắn lại xuất hiện ở trên mặt trời truyền âm cho hải tiên cùng vô cực thiên ma nghe được tin tức chu diệp muốn phục sinh kim ô vương hải tiên cùng vô cực thiên ma lập tức chạy tới ta lựa chọn phục sinh kim ô vương thực lực đại khái là một phần của thời kỳ đỉnh phong ta sợ chính là phục sinh ra kim ô vương sau khi bị đoạt xá có các người ở đó cũng có thể trấn áp được chu diệp trực tiếp mở miệng nói ra trạng thái một phần có thể lật tay liền có thể giết hải tiên cùng vô cực thiên ma liếc nhau một cái gật đầu tốt vậy ta liền phục sinh hắn bất quá năng lượng không đủ chu diệp nhìn lướt qua bảng lắc đầu chúng ta có hải tiên cùng vô cực thiên ma đồng thời xuất ra đoàn ánh sáng chu diệp cũng không khách khí sau khi nhận lấy liền bắt đầu điên cuồng luyện hóa linh điểm phi tốc dâng lên hải tiên cùng vô cực thiên ma đứng sau lưng chu diệp tiên lực kinh khủng đưa vào bên trong cơ thể chu diệp hiệp trợ chu diệp luyện hóa những tài nguyên tu luyện kia bất quá thời gian nửa ngày linh điểm trên bảng của chu diệp tăng lên đến 100 vạn đầy đủ chu diệp thần sắc nghiêm túc thần niệm bao phủ toàn bộ mặt trời chu diệp mặc niệm trong lòng phục sinh một phần trong nháy mắt toàn bộ mặt trời bắt đầu run rẩy kịch liệt thái dương chân hỏa thiêu đốt ở trên mặt trời càng ngày càng kinh khủng thậm chí nổ lên từng cái chuồng pháo hoa mặt trời đang cấp tốc nóng lên đồng thời ánh sáng mà nó bạo phát ra cũng càng phát chói mát toàn bộ tinh không đều bị ánh sáng vàng rực kia chiếu sáng bên trong tinh không viêm tước thanh đế lôi diễn đều chờ ở chỗ này tham ngộ đột nhiên viêm tước đột nhiên quay đầu nhìn đến vị trí của mặt trời bên trong con người của hắn phản chiếu lấy hiện trạng của mặt trời mặt ngoài của mặt trời vẫn đang bộc phát ra từng hòa cầu thật lớn lực lượng của thái dương chân hòa đang ảnh hưởng tứ phương trong tinh không thiêu đốt đến mức tinh không đều không ngừng đang áp xúc đến biến hình Của lực lượng này viêm tức cẩn thận cảm giác trái tim của hắn đang nhanh chóng nhảy lên tốc độ máu chảy đang tăng lên bên trong huyết dịch toát ra từng sợi hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt lấy kinh mạch của hắn nhưng viêm tức phát hiện bản thân không phải nhận lấy chút ảnh hưởng tiêu cực nào huyết mạch của hắn tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng của mặt trời đang chậm rãi tiến hóa chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi mặt trời đến tột cùng xảy ra chuyện gì viêm tức nhíu mày hắn cái biết rõ lúc trước chu diệp đi về hướng mặt trời cũng không biết được là chu diệp muốn đi làm cái gì tiểu từ, từ chu diệp kia sẽ không phải là đi phục sinh mặt trời lại đấy nha Lôi Diễn cũng giống như vừa tỉnh lại, nhìn về mặt trời, sắc mặt ngưng trọng. Từ xưa đến nay, tộc Kim Ô chính là một trong những chủng tộc cường đại nhất thế gian, Phu luận thế giới rộng lớn đến cỡ nào, hoàn cảnh tu hành tốt đến cỡ nào, tộc Kim Ô mãi mãi cũng sẽ không thua kém chủng tộc nào. Nếu như Kim Ô Vương thật sự phục sinh, như vậy sức chiến đấu đỉnh tiêm của phương thế giới này của bọn hắn lại tăng thêm một vị. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ càng có thêm tự tin sẽ đánh thắng trận chiến này, không phải là Kim Ô Vương đã từng bị đoạt xá qua sao? Viêm Tức suy tư liên quan tới tình huống thời kỳ thượng cổ chuyện bọn hắn biết được mặc dù không nhiều nhưng một vài sự kiện lớn vẫn là rất rõ ràng dù sao chu diệp cũng đã từng miêu tả qua cho bọn hắn mà hiện tại chu diệp phục sinh kim ô vương không phải liền là phục sinh ra một kẻ địch sao không biết là chu diệp nghĩ như thế nào lôi diễn lắc đầu thanh đế nhìn hai người bọn họ một chút sau đó nói an tĩnh nhìn xem đi chu diệp làm việc có lúc thoạt nhìn như không có bất kỳ chuẩn bị gì kỳ thật trong lòng của hắn đều nắm chắc không cần nhóm chúng ta đi lo lắng quá nhiều đúng vậy lôi diễn nhún vai tiếp tục quan sát viêm tức nhìn về mặt trời nơi phương xa cảm giác huyết mạch của mình đang không ngừng tiến hóa hắn hơi kinh ngạc chẳng lẽ chính mình thật sự đúng là kim ô tộc hay sao không đúng nha kim ô tộc đều là ba chân ta rõ ràng là chim sẻ dị chủng nha viêm tức lắc đầu có chút không thể nghĩ rõ được lo lắng cái gì có một tầng thân phận kim ô không tốt sao lôi diễn cười nói viêm tức liếc mắt lườm lôi diễn nói vậy thì cũng không phải ta chỉ là cảm thấy tương đối kỳ quái mà thôi đồng thời ta tương đối hiếu kỳ ta sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì kim ô tộc đều là tam túc kim ô kim ô ba chân có thể thân hóa mặt trời mà viêm tước không có năng lực này hắn đang nghĩ đợi đến sau khi huyết mạch của mình tiến hóa có phải là chính mình cũng có thể làm đến bước này hay không nhưng muốn làm đến bước này mà nói vậy chính mình liền thành một kim ô chân chính đến lúc đó có thể sinh trưởng ra được chân thứ ba hay không viêm tước thực sự không nghĩ ra tam túc kim ô là đi đường như thế nào chuyện này khiến hắn tràn ngập tò mò nếu như có thể mà nói hắn thật sự muốn thỉnh giáo kim ô vương một chút ong ông ong ông. mặt trời run rẩy kịch liệt mặt trời chính là một khỏa tinh thần to lớn đại tu hành giả đều có thể từ trên mặt trời mang đi một chút thái dương chân hỏa nhưng những thái dương chân hỏa này sẽ không dập tắt được mãi mãi cũng đang thiêu đốt coi như đem tất cả thái dương chân hỏa mang đi chủ thế giới rốt cuộc không nhìn thấy mặt trời nữa mặt trời cũng sẽ vào một ngày nào đó sau đó thiêu đốt một lần nữa cũng tỉ như năm đó viêm tức mang đi hơn phân nửa thái dương chân hỏa mặt trời cũng không chịu lấy một chút ảnh hưởng nào sau khi khôi phục lại vẫn là duy trì nguyên dạng mà bây giờ thái dương chân hỏa cháy hừng hực trên mặt trời chu diệp có thể cảm nhận được một cách rõ ràng bên trong mặt trời có sinh mệnh đang dần dần khôi phục nhanh rời xa hải tiên nhắc nhở chu diệp gật đầu lúc này đã cách xa hàng ngàn dặm đứng ở bên cạnh vô cực thiên ma kim ô vương sao vô cực thiên ma nhắm hai mắt lại người so sánh với kim ô vương thì như thế nào chu diệp hỏi vô cực thiên ma nghe vậy khẽ lắc đầu nói đùa gì chứ bản thân làm sao có thể so sánh với loại cường giả như kim ô vương này được kim ô vương năm đó so với ta của hiện tại cũng đã mạnh hơn rất nhiều, Kim Ô Vương hiện tại. Nhìn chỉ có được một phần thực lực năm đó, bất quá có trăm vạn năm tích lũy, ta cảm thấy sau khi Kim Ô Vương sống lại có thể tiến thêm một bước, dù sao năng lực phục sinh của tiểu tử ngươi quá quỷ dị, thời khắc sinh tử đại khủng bố có thể thấy rõ ràng, nói không chừng Kim Ô Vương liền ngộ ra được thứ gì đó. Vô cực thiên ma suy tư, trên con đường thu đạo này, không phải chỉ có một người đang tiến bộ, người đang tiến bộ, đồng thời, người khác cũng đang tiến bộ, chẳng qua là vấn đề nhanh hay chậm mà thôi thân phận kim ô vương được trời ưu ái muốn nói thế giới hiện tại có ai đó mạnh hơn kim ô vương vậy vô cực thiên ma tuyệt đối không tin đặc biệt là hiện tại kim ô vương đang khôi phục ai cũng không biết được sau khi khôi phục kim ô vương sẽ cường đại đến mức nào oanh trên mặt trời một đôi cánh tắm trong hỏa dưỡng hiện ra mặt trời là một viên cầu nhưng thời điểm đôi cánh này hiện ra mới biết được nguyên lai là kim ô vương cuộn mình thành viên cầu mặt trời nhìn thấy đôi cánh của kim ô vương hiện ra chu diệp cảm thấy tam túc kim ô giống như ô nha con quạ một thần điều hòa hồng mang theo khí tức cao quý cùng với dấu hiệu không lành tràn đầy mâu thuẫn kim ô vương quả thực cường đại vẻn vẹn chỉ là khí tức mà hắn phát ra liền để chu diệp cảm thấy ngạt thở giống như chịu áp lực trong lòng mặc niệm chuyển hóa linh điểm đang phi tốc lên cao chu diệp cũng đang nghĩ thời khắc sau này rất khoát đợi cùng một chỗ với kim ô vương một tê thái dương chân hỏa quấn quanh trên người mình vậy hắn liền có thể thu hoạch được linh điểm liên tục không ngừng rồi ly kim ô vương phát ra một tiếng rít duỗi hai cánh ra vỗ hai cái rồi lại thu hồi lặng lặng đứng ở bên trong tinh không. Hắn vẻn vẹn chỉ đứng ở nơi đó, uy thế kinh khủng giống như là thủy triều đập vào mặt, làm cho sắc mặt vô cực thiên ma hơi thay đổi. Xem ra, Kim Ô Vương là không có ở trạng thái bị đoạt xá, nhưng thực lực của hắn, hẳn là so với thời kỳ đó còn phải mạnh hơn ba phần, vô cực thiên ma nói nhỏ. Chu Diệt nhìn Kim Ô Vương. Giờ phút này Kim Ô Vương dường như đang hãm sâu trong hồi ức, đối với chuyện phục sinh, có khả năng còn có chút sững sờ. Hiện tại, là lúc nào rồi? Kim Ô Vương mở miệng hỏi. Thanh âm giống như là kinh lôi vang lên, truyền khắp tinh không. Cách lần trước ngươi chết đi, đã có hơn 100 vạn năm, Hải Tiên sắc mặt lạnh nhạt trả lời, nếu như Kim Ô Vương ở vào trạng thái đỉnh phong, vậy Hải Tiên còn có thể cảm giác khó giải quyết, nhưng đây chẳng qua là Kim Ô Vương ở trạng thái một phần mà thôi, đối với Hải Tiên mà nói, đúng là lật tay có thể giết, hơn 100 vạn năm sao? Kim Ô Vương cảm khái một tiếng, ánh mắt rơi vào phương hướng đại doanh của Hắc Yểm. Những sinh vật này, bây giờ vẫn tồn tại. Hai mắt Kim Ô Vương nheo lại, trên thân thái dương chân hỏa cháy hừng hực hắn rất phẫn nộ những sinh vật này thừa dịp hắn chưa chuẩn bị thế mà lại đoạt xá hắn còn may hắn lưu lại một tí ý thức nếu không ngay cả sau này xảy ra chuyện gì cũng không biết được đây là lần thứ hai xâm lấn hải tiên lắc đầu hư kim ô vương hử lạnh một tiếng chờ sau khi bản vương khôi phục lại tất sẽ giết vào thế giới của bọn chúng để bọn chúng cũng có thể cảm nhận một chút cảm nhận của chúng ta kim ô vương tiền bối việc bây giờ ngươi cần phải làm là mau chóng khôi phục thực lực của ngươi chu diệp mở miệng nói là từ gia hoàng ngươi để phục sinh ta sao ánh mắt kim ô rơi vào trên người chu diệp bạn đang xem cỏ dại cũng có hệ thống hách được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim khí tức trên người chu diệp làm cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc phảng phất giống như là vào lúc hắn đang ngủ say thì bị chu diệp đánh thức vậy đúng nha cho nên tiền bốn ngươi phải nhớ kỹ ngươi thiếu ta tiền đấy chu diệp đương nhiên gật đầu kim ô vương hắn trầm mặc nửa ngày mở miệng hỏi bao nhiêu tiền một hắc yểm tuyệt thế chân tiền biến thành toàn bộ yểm khí chu diệp trả lời Nghe đến đó, Kim Ô Vương gật đầu đồng ý, "Việc này dễ làm, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi." Kim Ô Vương cười lớn một tiếng, sau đó, hắn mở miệng nói, "Cũng không hàn huyên thêm với các ngươi nữa, vẫn là mau chóng khôi phục lại mới được." Hải Tiên ném ra ngoài một đoàn ánh sáng, nói, "Nơi này có không ít tài nguyên tu luyện, đủ cho ngươi khôi phục lại, bất quá ta không kiến nghị ngươi lãng phí những tài nguyên tu luyện này." Tiếp nhận đoàn ánh sáng, Kim Ô Vương hơi nghi hoặc một chút, chỉ giáo cho. Ý tứ của Hải Tiên chính là, cùng là chúng để cho ngươi luyện hóa những tài nguyên tu luyện này để khôi phục thực lực, còn không bằng đưa những tài nguyên tu luyện này cho Chu Diệp luyện hóa, sau khi tích lũy đủ năng lượng, ngươi trực tiếp tự vẫn, sau đó để cho Chu Diệp phục sinh ngươi là được rồi, đến lúc đó sau khi ngươi sống lại, tuyệt đối là liền ở vào trạng thái hình phong. Vu Cực Thiên Ma giải thích, còn có kiểu nói này, Kim Ô Vương cảm thấy, loại chuyện này đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Trước đó, ta cũng đã chết một lần, Hải Tiên thản nhiên nói. Kim Ô Vương nghe vậy, trực tiếp nhìn về phía Chu Diệp, sau khi trầm ngâm một lát thì mở miệng nói, ngươi có nắm chắc không? Chỉ cần ngươi cấp nổi tiền, ta liền có niềm tin tuyệt đối, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Chỉ cần đủ linh điểm, đừng nói một kim ô vương, coi như một ngàn cái một vạn kim ô vương, Chu Diệp cũng có thể phục sinh lại trong nháy mắt. Bất quá, nếu như hắn thật sự có nhiều linh điểm như vậy, chuyện muốn làm trước hết nhất kỳ thật vẫn là tăng tu vi của chính mình lên. Bởi vì một khi tu vi tăng lên, tốc độ thu hoạch được linh điểm cũng liền nhanh hơn. Tốt, ta là do ngươi phục sinh, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, xin nhờ. Kim ô vương hạ quyết tâm, đem tài nguyên tu luyện đưa cho chu diệp chỗ này của ta còn có một phần vu cực thiên ma lấy ra toàn bộ tài nguyên tu luyện còn lại đưa cho chu diệp nơi xa huyết ma bay tới cười nói tiểu sư thúc ta cũng tài trợ một phần nói huyết ma cũng ném ra một đoàn ánh sáng chu diệp đón lấy xem xét đằng đẵng ba ngàn ức đa tạ chư vị ân tình hôm nay ta ghi tạc trong lòng sau này nếu như có chỗ nào cần có ta ta dốc hết toàn lực trợ giúp kim ô vương hóa thành một nam tử uy nghiêm trên người mặc trường bào màu vàng óng ánh chắp tay nói cảm tạ đối với đám người hải tiên hải tiên gật đầu cười nói nếu đã như vậy vậy ta rời đi trước còn phải đi vào chỗ sâu trong tinh không tìm tài nguyên tu luyện ta cũng đi trước vô cực thiên ma cười cười trên thân không có tiền rất hoàng vạn nhất hải tiên bắt hắn đánh chết không có tiền phục sinh thì phải làm sao bây giờ mặc dù biết rõ chu diệp chắc chắn sẽ phục sinh hắn nhưng cảm giác thiếu nợ rất khó chịu nha vô cực thiên ma lắc đầu không lãng phí thời gian cùng với hải tiên cùng nhau biến mất không thấy gì nữa đều đi tìm tài nguyên tu luyện đi huyết ma lên tiếng chào cũng rời đi hắn muốn tọa chấn tiền tuyến chu diệp đứng ở bên cạnh kim ô vương nhìn kim ô vương từ trên xuống dưới người đang nhìn cái gì đây kim ô vương luôn cảm giác ánh mắt của chu diệp có chút kỳ quái kim ô tộc các ngươi đều là ba chân nha vậy các ngươi dưới trạng thái chân thân là đi đường như thế nào chu diệp tò mò hỏi nhóm chúng ta có cánh nha khóe miệng kim ô vương hơi co giật cũng đúng chu diệp gật đầu sau đó ngồi xếp bằng xuống hắn suy tư một lúc sau đó nói tiền bối muốn nhanh chóng luyện hóa những đài tài nguyên tu luyện còn cần hỗ trợ của ngươi. mặc dù thực lực hiện tại của ta không ở vào đỉnh phong nhưng giúp ngươi luyện hóa những tài nguyên tu luyện này vẫn là có thể. kim ô vương không cự tuyệt. dù sao những chuyện này cuối cùng cũng là vì để cho hắn khôi phục thực lực lại. tốt, vậy chúng ta liền có thể bắt đầu. chu diệp gật đầu. kim ô vương đứng sau lưng chu diệp, hai tay đặt ở trên lưng của chu diệp, tiên lực kinh khủng đua vào bên trong cơ thể chu diệp. chu diệp chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy lịch luyện, hắn bắt đầu xuất ra lượng lớn tài nguyên tu luyện luyện hóa. Quả nhiên, luyện hóa tài nguyên tu luyện như thế này hiệu suất chính là cao hơn gấp 10 lần so với một mình hắn luyện hóa tài nguyên tu luyện. Vừa luyện hóa tài nguyên tu luyện, Chu Diệp vừa nói, tiền bối, nếu như ngươi rời đi, vậy không có mặt trời chiếu rọi, chủ thế giới phải làm sao bây giờ? Kim Ô Vương cười cười, đây là chuyện rất đơn giản, tam túc Kim Ô chúng ta có thể thân hóa mặt trời, đồng thời cũng có thể tách một bộ phận thái dương chân hỏa ra, để cho bộ phận thái dương chân hỏa này hình thành một mặt trời treo ở trong tinh không. Vậy nếu như tam túc Kim Ô không nguyện ý làm như vậy, muốn nhìn thấy toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám thì sao chu diệp lại hỏi hắn cảm thấy phương thế giới này dường như sau khi mất đi tam túc kim ô liền không còn là một thế giới bình thường nữa sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy kim ô vương lắc đầu đối với chủng tộc tam túc kim ô này hắn là người hiểu đến rõ ràng nhất kim ô tộc chúng ta sinh ra liền mang theo sứ mệnh mặc kệ thực lực như thế nào đảm nhiệm là mặt trời ở trong tinh không đều là sứ mạng của chúng ta đây là sứ mệnh khắc sâu trên thần hồn cùng với cốt tủy đây chính là chuyện mà chủng tộc chúng ta ắt phải làm dù là sau khi chúng ta đã chết đi thi thể của chúng ta cũng sẽ hóa làm mặt trời kim ô vương giải thích nói hóa ra là như vậy vậy có phải là sẽ có tràng cảnh mới mặt trời xuất hiện đồng thời hay không chu diệp hỏi tiểu tử ngươi nghĩ cái gì vậy vậy làm sao khả năng coi như chúng ta muốn làm như vậy trời cao cũng sẽ không cho phép kim ô vương cười lắc đầu loại chuyện này là hành vi nghịch thiên là đối địch với toàn bộ thế giới tộc tam túc kim ô bọn hắn lại không phải người ngu làm sao có thể làm như vậy được hơn nữa coi như tất cả kim ô chết đi đều hóa thành mặt trời những mặt trời này cũng sẽ dùng hợp lại cùng nhau cuối cùng biến thành một mặt trời cũng tỉ như năm đó kim ô vương thôn vệ vô số đồng tộc thực lực càng lúc càng kinh khủng đến sau khi chết đi hóa thành mặt trời thì nhiệt độ cũng không phải là cao đến không chịu nổi có thể để cho sinh linh tiếp nhận được nha đúng nha chu diệp không có tiếp tục hỏi lại hắn bắt đầu chuyên tâm luyện hóa tài nguyên tu luyện dựa theo dự tính của hắn lần này lấy được tài nguyên tu luyện không chỉ có thể phục sinh hoàn mỹ kim ô vương được một lần thậm chí còn có thể để cho tu vi của hắn tăng lên. Đến lúc đó, tu vi tăng lên tới tự tại tiên đỉnh phong, lấy đặc tính của trung dập hắn, hẳn là dùng nửa bước chân tiên để gọi. Hơn nữa, ở bên trong nửa bước chân tiên, cũng là ở vào loại vô địch kia. Thanh hư sơn, chân núi, sư tôn, mặt trời này làm sao còn chợt sáng chợt tắt, vương trần có chút buồn bực. Mặt trời này là nổ hay sao, làm sao trở nên kỳ kỳ quái quái, có một loại cảm giác sau một khắc liền sẽ không còn nữa. Kim ô vương sống lại, thiên tinh chân tiên thuận miệng trả lời lúc trước khi hắn cảm giác được khí tức của kim ô vương cũng có chút ngưng trọng nhưng phát hiện sau đó cũng không phát sinh đại chiến kinh khủng gì đó thiên tình trần tiên thở phào nhẹ nhõm nếu đã không bộc phát đại chiến vậy chứng tỏ tình huống hiện tại là phi thường không tệ nếu đã như vậy vậy liền không cần đi lo lắng thêm nữa không có gì bất ngờ xảy ra là thủ bút của chu diệp sư huynh vương trần nghe vậy trực tiếp đưa ra kết quả ngoại trừ chu diệp ra vương trần thực sự không nghĩ ra có ai có thể phục sinh được một vị cường giả đình tiêm như thế chu diệp sư huynh này của ngươi quả thực rất thần kỳ thiên tinh chân tiên cũng không thể không phục cho tới bây giờ chu diệp là cái giống loài thần kỳ nhất mà hắn từng gặp qua có được quá nhiều năng lực không thể tưởng tượng được cũng không biết là đến lúc nào mới có thể làm háo hôi được đây vương trần vỗ vỗ cái ót tăng tu vi lên có chút khó khăn mặc dù có rất nhiều tài nguyên tu luyện nhưng đột phá đại cảnh giới là cần tham ngộ được huyền ảo ở giữa cảnh giới vương trần liền mắc kẹt được một bước này từ từ sẽ đến kiên trì luôn có một ngày ngươi sẽ được xuất hiện trên chiến trường thiên tinh chân tiên an ủi vương trần được rồi, Vương Trần gật gật đầu. Hắn đột nhiên có chút nhớ trường thọ sư huynh. Hắn muốn biết được hiện tại trường thọ sư huynh đang làm gì, có phải chết hay chưa. Minh giới Thẩm phán điện vô cùng bận rộn. Nhóm linh hồn thể đã thông qua phán quyết đang đi dạo ở minh giới. Mà bên trong thẩm phán điện còn có không ít linh hồn thể đang ở nơi này chờ hình phạt. Hình phạt này, tạm thời do một trường thọ chấp trưởng. Một trường thọ cũng rất thẳng thắn, dựa theo những quy tắc của minh giới do Chu Diệp chế định ra chấp hành đến nghiêm ngặt, đánh cho những linh hồn thể này không ngừng kêu thảm, đám linh hồn thể đã thông qua phán quyết kia ở bên ngoài nghe được thanh âm làm cho người khác dùng mình này càng lúc càng kính sợ minh giới hơn thời gian đang chậm rãi trôi qua phía bên quân tiên phong hắc yểm một mực chờ đợi quân đoàn chủ lực đến phía bên chủ thế giới bên này cũng đang đợi kim ô vương khôi phục lại trạng thái đỉnh phong sau khi kim ô vương khôi phục lại được trạng thái đỉnh phong phía bên chủ thế giới bên này liền có ba vị tuyệt thế chân tiên đỉnh tiêm thực lực của vô cực thiên ma mặc dù không bằng hải tiên cùng kim ô vương nhưng vô cực thiên ma mạnh hơn huyết ba nhiều cũng là đứng ở hàng cường giả tuyệt thế trên tiêm đỉnh tiêm mặt trời kim ô vương đã tách một chút thái dương chân hòa ra biến thành một mặt trời hoàn toàn mới điểm khác biệt duy nhất so với quá khứ chính là thái dương chân hòa đang thiêu đốt lăng không mà không phải là thiêu đốt ở trên thi thể kim ô vương bất quá chuyện này cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì thái dương chân hòa thiêu đốt không cần nhiên liệu mà là tự nhiên thiêu đốt như vậy chu diệp sau khi nhìn thấy thì cảm giác rất thần kỳ sau đó một tia thái dương chân hòa đang bắt đầu thiêu đốt ở trên người chu diệp bị thiêu đốt kỳ thật rất thống khổ nhưng chu diệp cũng không có quá nhiều cảm giác đau đớn chỉ là khí tức đang từ từ giảm xuống nhưng trong lòng sau khi lặp lại mặc niệm chuyển hóa không chỉ thí cũng không có linh điểm còn đang phi tốc tăng lên ba ngày sau đó được sự giúp đỡ của kim ô vương trên bảng của chu diệp đã có được 500 vạn linh điểm to lớn ta tăng tu vi lên một chuyến trước chu diệp quay đầu nói với kim ô vương được kim ô vương gật gật đầu hắn vẫn luôn có chút không hiểu được chu diệp hấp thu nhiều tài nguyên tu luyện như vậy dựa theo lý mà nói hẳn là sớm đã có thể đột phá cảnh giới nhưng Chu Diệp một mực không có động tĩnh gì, cũng không giống bộ dạng bị năng lượng đầy đến sắp nổ. Mấu chốt là, năng lượng được Chu Diệp luyện hóa đều tiêu thất vào hư không không thấy nữa, điểm này mới khiến cho Kim Ô Vương có chút trợn tròn mắt. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, mỗi một sinh linh đều có bí mật thuộc về mình, nghĩ đến đây chính là một trong những đặc tính của Chu Diệp. Thế nhưng được Chu Diệp phục sinh, Kim Ô Vương cũng đã cảm giác rất ngạc nhiên, hiện tại thêm chút chấn kinh, kỳ thật đã gần như chết lặng, không có quá nhiều cảm giác. Nếu đã tính toán sau một khắc Chu Diệp sẽ trở thành tuyệt thế chân tiên, Kim Ô Vương bất quá cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút mà thôi, sẽ muốn tìm cách não bổ, sau đó tự an ủi mình. Tăng lên. Chu Diệp mặc niệm trong lòng. Bên trên bảng, linh điểm tiêu hao 120 vạn. Cảnh giới tu vi, tiên cảnh thập giai, tự tại tiên, đỉnh phong. Đằng sau cảnh giới không có dấu. Điều này chứng tỏ 380 vạn linh điểm còn lại, căn bản là không cách nào làm cho Chu Diệp bước vào trên tiên cảnh. Chu Diệp cũng không biết được muốn bước vào trên tiên cảnh đến cùng là cần bao nhiêu linh điểm. Thế nhưng là một con số rất khổng lồ dù sao chênh lệch giữa chân tiên cảnh và tự tại tiên là quá lớn hoàn toàn không cách nào dùng số lượng để tính toán được chênh lệch giữa tự tại tiên và chân tiên cảnh ở trong lòng chu diệp xem ra giống như cấp độ sinh mệnh lại thay đổi về chất một lần nữa oanh khí tức trên người chu diệp bỗng nhiên tăng vọt bên trong đan điền lượng lực lượng luân hồi cũng càng ngày càng nhiều đồng thời có cảm giác càng chất lượng hơn chu diệp hơi kinh ngạc xem ra chính mình là thật sự ngồi vững danh hiệu chủ nhân luân hồi này rồi tiểu tử ngươi được lắm vừa đột phá cảnh giới thì chính là nửa bước chân tiên nếu như lĩnh ngộ được ảo diệu của chân tiên cảnh sợ là lập tức liền có thể tiến nhập chân tiên cảnh kim ô vương hơi kinh ngạc chưa bao giờ nhìn thấy sinh linh có được thiên phú như chu diệp này đừng nóng vội còn phải tích lũy thêm một chút thời gian chu diệp lắc đầu sau đó nói tiền bối ngươi bây giờ có thể tự vẫn khóe miệng kim ô vương co giật một chút lời này từ trong miệng chu diệp nói ra có chút hương vị là lạ ta lựa chọn tin tưởng ngươi kim ô vương thần sắc nghiêm túc gật đầu sau đó hắn hiển lộ ra chân thân một con tam túc kim ô khổng lồ chiếm cứ ở trong tinh không tam túc kim ô co quắp lại một chỗ tạo thành một viên cầu bị bao phủ bởi hỏa diễm chu diệp có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sinh mệnh của kim ô vương đang trôi qua nhanh chóng bất quá thời gian mấy hơi thở bên trong cơ thể kim ô vương không còn sinh mệnh khí tức truyền ra đã triệt để tử vong nếu đã lựa chọn tin tưởng ta vậy ta liền không thể để người thất vọng được chu diệp cười cười phục sinh phục sinh hoàn mỹ mục tiêu trước mắt cần ba trăm hai mươi vạn linh điểm phục sinh năm phần mục tiêu trước mắt cần linh điểm phục sinh hoàn mỹ chi diệp đưa ra lựa chọn ngay lập tức sau đó khí tức kinh khủng trên người tam túc kim ô bỗng nhiên bộc phát thái dương chân hỏa cháy hừng hực kim quang vô tận bao trùm tinh không toàn bộ tinh không đều bị kim ô vương chiếu sáng giống như ban ngày chủ thế giới trên trời xuất hiện hai quả mặt trời một quả bình tĩnh như nước giống như ngày thường bạn đang xem cỏ dại cũng có hệ thống hách được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim một quả khác bộc phát ra ánh sáng vô tận vô cùng lóa mắt vương trần cảm giác hai mắt đều sắp bị chọc mù hiệu ứng đặc biệt trên toàn thân đại lão này làm sao lại mạnh như vậy trong sân thanh hư sơn tiểu mộc mộc híp mắt nhìn ánh sáng mãnh liệt đang tỏa ra khắp xung quanh gãi đầu một chút nhìn lên trên đám mây đang che chắn ánh sáng trên bầu trời kia hắc hắc vận khí thật tốt nha tiểu mộc mộc nói thầm nằm ở trên bậc thang thành tiên tiếp tục ngủ gió nhẹ liền giống như là một bàn tay nhẹ nhàng nâng thang thành tiên lên chậm rãi lung lay phảng phất giống như là đang dỗ tiểu gia hòa đi ngủ vậy bên trong tinh không ly kim ô vương rít lên một tiếng tầng tầng sóng lửa tàn ra khắp nơi trong tinh không lực lượng kinh khủng chấn động tinh không vô số tinh thần dưới nhiệt độ kinh khủng của thái dương chân hòa hóa thành khói bụi hư kim ô vương sau khi phục sinh hóa thành mặt trời treo cao ở trên đại doanh của hắc yểm thái dương chân hòa vô tận tứ tán thực lực của kim ô vương vẻn vẹn đứng ở nơi đó liền có thể phần thiên trừ hài chia trời tách biển mà hắn đứng ở bên trên đại doanh của hắc yểm vô số sinh vật hắc yểm dưới sự thiêu đốt của thái dương chân hòa biến thành từng tia từng tia khói trắng biến mất vô tung vô ảnh ngay cả yểm khí cũng không để lại. Chu Diệp nhìn thấy cảnh này, trong lòng giật mình, nhịn không được hét lớn, tiền bối, vậy cũng là tiền nha, động thủ đừng quá hung ác, chưa chút yểm khí nha. Chu Diệp vừa dứt lời, toàn bộ quân tiên phong của Hắc Yểm đã biến mất vô tung vô ảnh. Quy năng của tuyệt thế chân tiên đỉnh tiêm chính là kinh khủng như thế. Chu Diệp ôm lấy bộ ngực của mình, chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Thật là khó chịu. Đó đều là linh điểm trong tầm tay nha, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy. Loại tình huống này đơn giản là muốn mạng của Chu Diệp hắn. Quá đáng, thực sự quá đáng. Chu Diệp cảm thấy Kim Ô Vương chính là chơi trò ngáng chân trên con đường mạnh lên của hắn. Cái lão tiền bối này sao có thể như vậy được nha. Chu Diệp quyết định, vô luận như thế nào cũng phải hào hào oán oán trách trách Kim Ô Vương, để cho Kim Ô Vương thiếu càng nhiều nợ. Kim Ô Vương đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói. Thực lực khôi phục được tới trạng thái đỉnh phong, có chút quá hưng phấn, trực tiếp liền xuất thủ dệt sát quân tiên phong hắc yểm đang đứng ở trong tinh không. Chuyện này thực sự không thể trách Kim Ô Vương hắn xúc động. Năm đó, Kim Ô Vương hắn chịu đủ tra tấn của sinh vật hắc yểm, thống khổ không thôi đấy. Bây giờ thực lực khôi phục đến đỉnh phong nhất, với tính cách của hắn, tự nhiên là có ân báo ân, có thủ báo thủ. Thu hận của thế giới hắc yểm với Kim Ô Vương, đó thế nhưng là không đợi trời chung. Nếu như không bị đoạt xá, Kim Ô Vương làm sao có khả năng trực tiếp tự nuốt sống tộc nhân của mình được. Nghĩ đến chuyện này, Kim Ô Vương liền không có chút hối hận nào. Giết cũng liền giết, không quan trọng. Tiền bối, ngươi biết không, nếu như toàn bộ những sinh vật hắc yểm này hóa thành yểm khí bị ta hấp thu, nói không chừng ta còn có thể phục sinh được một vị tuyệt thế chân tiên chu diệp vỗ vỗ bả vai kim ô vương thanh âm có chút trầm thấp kim ô vương hỏi vậy bây giờ đã giết hết nên làm cái gì chu diệp thở dài một cái sau đó nói tiền bối như thế này đi ta muốn thêm hai tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên biến thành yểm thí nghe vậy ánh mắt kim ô vương chừng một cái ngươi nói đùa gì chứ tuyệt thế chân tiên nào có dễ giết như vậy ngươi muốn thêm hai tên cả thầy ta liền thiếu ngươi ba tên kim ô vương có chút không vui nếu như tổng cộng là hai tên vậy kim ô vương cảm thấy chắc chắn mình sẽ trả nổi nhưng nếu như là ba tên vậy liền không biết được đến lúc nào mới có thể trả hết được tiền bối cảm thấy áp lực chu diệp cười mỉm mà hỏi nếu như kim ô vương không tiếp nhận phương án này vậy chu diệp liền định xuất ra phương án thứ hai của mình hai tên cũng được nhưng phải thêm lợi tức một ngày mười tên sinh vật hắc yểm đẳng cấp tự tại tên khác không tính quá đáng nha chu diệp vui sướng nghĩ đến làm sao có thể có áp lực kim ô vương cười nhạo một tiếng hiện tại thực lực của kim ô vương hắn đã khôi phục được đến trạng thái đỉnh phong thậm chí còn mạnh hơn nam đó ba phần. Kim ô vương hắn không chỉ một chút áp lực cũng không có, ngược lại còn có chút hương vị kích động. Nếu như không phải cảm giác thế lực của mình đơn bạc, hiện tại hắn liền đánh giết vào thế giới hắc yểm. Nếu tiền bối đã không có áp lực, vậy ta muốn nhanh chóng cầm được ba tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên đã biến thành yểm khí. Chu Diệp sắc mặt nghiêm túc, hấp thu yểm khí ở trong tù tiên đồ, một ngày có thể để tăng thêm cho hắn chừng 20 vạn linh điểm. Bởi vì đám Kim Ô Vương bọn hắn không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều trợ giúp Chu Diệp luyện hóa tài nguyên tu luyện, cho nên Chu Diệp nhất định phải tính toán tốc độ tự tu luyện một mình, để không ảnh hưởng đến kết quả sau cùng, dựa theo tốc độ tu luyện độc lập của hắn. Muốn đột phá cảnh giới, chỉ sợ sẽ mất thật lâu. Dù sao hắn cũng không biết được là từ tự tại tại đỉnh phong đột phá đến chân tiên cảnh gần bao nhiêu linh điểm. Nhưng Chu Diệp biết một chút, tuyệt đối là một con số rất khổng lồ. Đồng thời, sau khi hắn bước vào chân tiên cảnh, thực lực lại là có một sự tăng vọt về chất. Ta đi đâu đi cho người cả ba tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên đây. Kim Ô Vương tức giận liếc mắt chừng Chu Diệp, chu diệp chỉ chỉ lỗ đen còn người kim ô vương thu nhỏ lại không phải là tiểu tử ngươi cũng muốn hai ta trực tiếp giết đi qua đi tiền bối ngươi không cần sợ chết người chết ta có thể phục sinh ngươi bất cứ lúc nào ngươi cũng không cần sợ ta chết ta cũng có thể phục sinh bất cứ lúc nào khóe miệng chu diệp dâng lên vô cùng hưng phấn kim ô vương hít sâu một hơi ý nghĩ của ngươi cùng với ý nghĩ của ta quả thực là không mưu mà hợp nha kim ô vương đưa một bàn tay ra đập vào trên bờ vai chu diệp sau đó nhìn chằm chằm chu diệp nói năng lượng gì đó kia của ngươi đủ sao nếu như không đủ dùng chúng ta liền chuẩn bị trước, sau đó hai ta liền trực tiếp giết đi qua liền xong việc. Khẳng định không đủ, nếu như tiền bối ngươi không có giết những quân tiên phong này, vậy khẳng định là đủ, nhưng hiện tại không đủ, Chu Diệp nhún vai. Kim Ô Vương có chút bất đắc dĩ, làm sao nói một hồi, lại nói tới đây rồi. Vậy ngươi nói phải làm sao? Kim Ô Vương có chút khó chịu. Chu Diệp suy nghĩ một lúc sau đó nói, như thế này, sau khi chúng ta giết đi qua, tiền bối ngươi chuẩn bị cho ta yểm khí của ba tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên, còn phải có tính lời mỗi ngày mười tên sinh vật hắc yểm cảnh giới tự tại tiên sau đó ta bảo đảm an toàn sinh mệnh cho tiền bối nha tâm người có chút đen nha kim ô vương bắt đầu tính toán bất kể nghĩ thế nào đều giống như là chính mình bị thua lỗ nha tiền bối tâm không đen làm sao có thể sinh hoạt trong thế giới đao quang kiếm ảnh này được chứ trên mặt chu diệp cười yếu ớt Người nói rất có đạo lý nha trong lòng kim ô vương trong lòng rất phiền muộn đây là gõ cho mình một đòn thế nhưng hết lần này đến lần khác chính mình lại không có biện pháp phản bác được rồi nợ nhiều không thân thiết được ta không sợ hãi chút nào kim ô vương buông tay chu diệp thần sắc chỉ trệ ta chưa bao giờ thấy dạng tu hành giả nào không muốn mặt mũi như tiền bối ngươi đây người ta đều là gánh nặng cho tiền bối mà một kẻ vô lại như ngươi thật sự là đáng xấu hổ chu diệp rất kinh bỉ loại hành vi này của kim ô vương kim ô vương nhếch miệng cười một tiếng thời gian bình thường chắc chắn rất cố kỵ chắc chắn là tiền bối mang theo trọng trách nhưng lần này thiếu nợ thiếu đến có chút mãnh liệt kim ô vương hắn rất có thể không trả nổi đó là một vấn đề đã không cách nào giải quyết được đã không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết người đưa ra vấn đề. Nếu như không giải quyết được người đưa ra vấn đề, vậy dứt quát liền chạy trốn khỏi vấn đề này. Dù sao Kim Ô Vương hắn là không có ý định trả nợ. Tiền bối, sau này ngươi có tâm tư đi tìm đạo nữ hay không? Chu Diệp đột nhiên tò mò hỏi. Đương nhiên là có nha. Độc thân rất mệt mỏi nha. Kim Ô Vương thành khẩn gật gật đầu. Được, sau này ngươi muốn tìm nam hải tử hay là nữ hải tử chứ? Chu Diệp lại hỏi. Bản năng Kim Ô Vương cảm giác không đúng, chăm chú nhìn vào Chu Diệp, sắc mặt âm trầm hỏi tiểu tử ngươi là muốn sắc dụ ta sao? Vậy thì cũng không phải, tiền bối hiểu lầm, ta còn không làm được loại chuyện như vậy, dù sao ta là người đã có đạo lữ. Chu Diệp thần sắc nghiêm túc lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói, nếu như tiền bối không có ý định trả nợ, sau này vào thời điểm thai nhi của tiền bối ra đời, ta liền muốn chơi trò ngáng chân. Nghe đến đó, mặt kim ô vương cũng tái rồi. Đây là uy hiếp trắng trợn. Tiểu tử thối, ngươi con mẹ nó điên rồi à. Kim ô vương đi qua đi lại ở trong tinh không. Không trả nợ, Chu Diệp muốn chơi trò ngáng chân hắn. Trả nợ, hắn lại cảm giác chính mình không trả nổi. Mấu chốt là Chu Diệp còn thu lợi tức, dưới gầm trời này liền tu vi của Kim Ô Vương hắn là tối cao, ai dám làm càn với hắn. Trước đó hắn chính là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ không giống vậy. Chu Diệp liền dám làm càn với hắn, mấu chốt là hắn còn không có biện pháp trị được Chu Diệp. Một mặt, Chu Diệp là ân nhân cứu mạng của mình, một mặt khác, sau này nói không chừng còn có chỗ nào đó còn cần Chu Diệp hỗ trợ. Kim Ô Vương cảm giác có chút nhức đầu. Chu Diệp nhìn thấy vậy, thuận miệng nói, hiện tại vãn bối chấp trưởng minh giới, lục đạo luân hồi cũng được phản bối quản lý lời nói ra không nhiều nhưng trong nháy mắt kim ô vương liền hiểu được ý tứ của chu diệp ý tứ của chu diệp nói chính là về sau những đứa trẻ mới chào đời của toàn bộ thế giới đều là từ minh giới đầu thai mà đến mà những ngày con mới ra đời này hành vi thiên phú tính cách các loại chắc chắn toàn bộ đều là minh giới quy định bởi như vậy cũng có chất đáng sợ ai dám đắc tội với minh giới chọn cho người một vài chủng tộc đầu thai thiết đầu oa sau khi trưởng thành chuyên môn gây sự vậy ai chịu nổi nha Kim Ô Vương cảm giác chính mình cũng không chịu nổi. Huynh đệ, đừng như vậy, cùng lắm thì ta trả là được nha, đừng làm ác như vậy có được hay không. Kim Ô Vương nhận mạnh. Chu Diệp cười nhạt gật gật đầu, sau đó ôm cổ Kim Ô Vương, bày ra bộ dạng hai ta là hào huynh đệ. Yên tâm, sau này chuyện của đại ca ngươi, đó chính là chuyện của Chu Diệp ta, tuyệt đối làm đến vững vàng ổn thỏa. Chu Diệp sắc mặt nghiêm túc thấp giọng nói. Ta tin tưởng ngươi. Nội tâm Kim Ô Vương thở dài, ngoài mặt vẫn là một bộ huynh đệ như ngươi đây đáng để tin tưởng ai con mẹ nó có thể biết được thời khắc này nội tâm kim ô vương hắn dãy dộ đến mức nào nhưng những thứ này cũng không có tác dụng gì ở trước mặt chu diệp nên chịu thua vẫn là phải chịu thua nếu không như vậy thì bị hồ thế nào cũng không biết được tin tưởng ta là được rồi ta thế nhưng là đáng tin cậy chu diệp gật đầu trong lòng phi thường vừa lòng về phần nói loại hình đầu thai gì đó hoàn toàn chính là dọa người phía dưới tiên cảnh hắn còn có thể ảnh hưởng được nhưng phía trên tiên cảnh liền không thể dùng sức được dù sao đã dính đến tầng thứ nhất định minh giới hoặc là chu diệp mạnh hơn cũng không có biện pháp ảnh hưởng đến những thứ này cũng tỉ như nói kim ô vương thật sự muốn sinh con chu diệp không có biện pháp đi ảnh hưởng chỉ có thể tùy duyên sở dĩ nói chuyện như thế với kim ô vương chủ yếu là vì để hù dọa kim ô vương để cho hắn trả tiền bằng không chu diệp liền phải lỗ vốn ừm khi nào chúng ta giết đi qua kim ô vương kích động hắn một thân một mình có chút mơ hồ luôn cảm thấy đi qua sẽ chết nhưng nếu như mang theo chu diệp vậy kim ô vương liền sẽ không sợ hãi chút nào làm liền xong việc ai sợ ai hay sao dù sao chú lão đệ của ta cũng sẽ phục sinh ta hiện tại năng lượng không đủ không phục sinh ngươi được cho nên nhóm chúng ta phải tích lũy thêm chút năng lượng ít nhất có thể phục sinh ngươi hai lần nếu không nhóm chúng ta đi qua chính là cho không chu diệp nói hắn cũng đã nghĩ kỹ nếu tạm thời đã không thể đột phá cảnh giới vậy trước tiên đem thế giới hắc yểm đánh cho sợ rồi lại nói dù sao thời gian sau này còn rất dài ra đấy căn bản cũng không cần sốt ruột sự phát triển của minh giới có một trường thọ nhìn chăm chăm chắc chắn sẽ đi vào quỹ đạo chờ sau khi lộc tiểu nguyên nhậm chức liền có linh điểm liên tục không ngừng cho nên chu diệp căn bản cũng không lo lắng cho vấn đề tu vi của mình sớm muộn cũng sẽ có một ngày sẽ đột phá sở dĩ không nóng nảy là bởi vì nguyên nhân lợi và hại hiện tại hắn đột phá trợ giúp đối với trận chiến nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ còn không bằng giữ linh điểm lại dùng để phục sinh đám cường giả cấp độ kim ô vương này sức ảnh hưởng của cấp độ này của bọn hắn đối với chiến tranh quá lớn trên cơ bản có thể quyết định hướng đi cuối cùng của trận chiến này được ta lập tức liền đi tìm tài nguyên tu luyện ngươi làm chuyện của ngươi trước đi kim ô vương gật gật đầu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa hắn có chút nóng nảy là một khỏa mặt trời hắn biết sứ mệnh của mình hắn cảm thấy chính mình mười phần cần phải mang đến quang minh và ấm áp cho thế giới hắc yểm dù sao chính mình là một khỏa mặt trời hiền lành nha chu diệp tiến vào bên trong tủ tiên đồ hiện tại hắn không nỡ tiêu hao năm trăm linh điểm không quá muốn tự vẫn mang theo bác hàn chảm thế đao hắn bắt đầu sau một khắc đồng hồ một tên có thể đánh cũng không có thật là chán nha chu diệp khẽ lắc đầu cũng cảm giác đặc biệt không có ý nghĩa, đặc biệt là loại cảm giác ức hiếp tu vi cấp thấp như thế này, trong nội tâm không có chút thỏa mãn nào. Loại thiên tài giống Chu Diệp hắn đây, không nên vượt cấp mà chiến đấu sao? Chỉ có vượt cấp chiến đấu, trong lòng mới có thể thu được cảm giác thành tựu. Chờ sau khi chuẩn bị xong, nhất định phải giết đi qua, chuyên môn chọn loại đối thủ là chân tiên kia. Chu Diệp có chút lâng lâng, hắn cảm giác so sánh chân tiên cảnh với chính mình, chính là đối thủ lực lượng ngang nhau. Đối mặt với chân tiên cảnh, hắn cũng có chút cảm giác mờ mịt cảm giác đối phương căn bản không phải là đối thủ của mình. Kỳ thật Chu Diệp đã sớm nghĩ kỹ, nếu như đánh không lại, vậy liền trực tiếp hạch bộc. Chu Mỗ hắn còn có một danh xưng khác, bạn đang xem cỏ dại cũng có hệ thống hách được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Đạn hạt nhân loại mới biết đi lại kiểu thảo mộc của Thanh Hư Sơn. Bất luận hắn đi đến chỗ nào, ánh mắt bố trí, một mảnh hòa bình. Tù tiên đồ, nên hành động, tranh thủ thời gian hấp thu những điểm khí này. Chu Diệp gọi tù tiên đồ một tiếng. Không gian bên trong tù tiên đồ bắt đầu thu nhỏ chỉ còn một nửa, yểm khí vô tận bị đè ép đến xung quanh chu diệp cứ như vậy hiệu suất hấp thu yểm khí của chu diệp một mực duy trì ở tốc độ cực hạn lỗ đen thứ nhất cùng thứ hai lẳng lặng lơ lửng ở trong tinh không không có sinh vật hắc yểm đi ra thêm nữa toàn bộ quân đoàn tiên phong của thế giới hắc yểm đều đã bị hủy diệt tàn yểm chân tiên ngồi trên tù tiên đồ trong lòng cực kỳ sợ hãi trước đó kim ô vương nhìn hắn một cái để cho nó cảm giác chính mình suýt nữa liền trực tiếp bốc cháy đó là thực lực kinh khủng như thế nào nha trong lòng tàn yểm chân tiên e ngại vạn phần nếu như không phải chu diệp kịp thời mở miệng có lẽ hiện tại chính mình đã ngỏm củ tỏi là cái loại mà ngay cả một hạt bụi cũng không lưu lại kia phương thế giới này thật là đáng sợ trong lòng tàn yểm chân tiên cảm thấy coi như quân đoàn chủ lực tới có lẽ mới có thể đánh ngang tay được với bọn họ trừ phi yểm tổ xuất thủ nếu không bọn chúng muốn chiếm lĩnh phương thế giới này không thể nghi ngờ chính là đang nằm mơ dù sao hiện tại nó đã rất rõ ràng thực lực của chu diệp đây chính là một nan để không lời giải đáp sau một khắc đồng hồ chu diệp vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh tàn yểm chân tiên tâm tư tàn yểm chân tiên rất loạn căn bản cũng không có phát giác được chu diệp nghĩ cái gì vậy chu diệp vỗ vỗ bả vai tàn yểm chân tiên tàn yểm chân tiên giật mình kêu lên sau khi thấy là chu diệp thành thành thật thật trả lời đang nghĩ ngài có được loại cường giả thực lực kinh khủng uy vũ bá khí như thế này chúng ta nên đối phó bằng cách nào rất không tệ ta liền thích loại người thành thật như ngươi đấy tâm tình chu diệp rất tốt quả nhiên nha ánh mắt của quần chúng chính là sáng như tuyết đầu hắn càng hắt lên cảm giác chính mình cũng đẹp trai đến sắp nổ không có biện pháp tùy tiện ngưng tụ ra một cái thủy kính, thủy kính phản chiếu mỹ nhan của chính mình, bất luận nhìn thế nào, cũng cảm giác mình đẹp trai đến vịt thớt. Tàn yểm chân tiên mang trên mặt nụ cười chân thành. Ý nghĩ trong nội tâm căn bản là không giống như vậy, nhưng cũng không dám để lộ ra, nếu không chết cũng không biết là chết như thế nào. Đi, ta còn có việc, ngươi liền thành thành thật thật đợi ở nơi này đi, dù sao quân đoàn này của ngươi trừ ngươi ra, tất cả đều không còn nữa. Chu Diệp nhún vai, thiếu một nơi cung cấp linh điểm, trong lòng rất khó chịu. Bất quá còn may, chu diệp còn có tài nguyên tu luyện có thể luyện hóa được cho nên hiện tại hắn chuẩn bị đi tìm chút tiền vàng sau khi rời khỏi tù tiên đồ chu diệp rất nhanh liền tìm được lộc tiểu nguyên làm gì vậy chu diệp nhích lại gần phát hiện lộc tiểu nguyên đang cùng đánh cờ với nguyễn linh tiên tử nhàm chán đấy hiện tại không có chuyện gì có thể làm vừa vặn đánh cờ với nguyễn linh tỉ tỉ thả lọc một chút lộc tiểu nguyên cũng không quay đầu lại nói là như vậy sao chu diệp gật gật đầu quả thực sau khi toàn bộ đám sinh vật hắc yểm bị kim ô vương làm cho không còn nữa đoàn người cũng liền buông lòng xuống. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Lục Tiểu Nguyên quay đầu nhìn về phía Chu Diệp, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Phải biết, những ngày này Chu Diệp thế nhưng là cực kỳ bận rộn, không có tiền. Chu Diệp chừng mắt nhìn. Chu Diệp cảm thấy, làm người phải có uy tín, nói cái gì thì chính là cái đó. Lục Tiểu Nguyên đã từng nói qua với Thanh Đế, tiền của nàng là dùng đến nuôi Chu Diệp cùng Tiểu Mộc Mộc, nếu đã như vậy. Chu Diệp cảm thấy nhất định phải làm cho câu nói này biến thành sự thật. Chỉ có như vậy, Lục Tiểu Nguyên mới không bị coi là gạt người đúng hay không ngươi không có tiền thì tìm ta làm cái gì ta cũng không có tiền nha lục tiểu nguyên lập tức cảm giác trong lòng thật là khó chịu nàng đã sớm biết rõ sẽ có như thế một ngày nhưng cái ngày này tới thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị nguyễn linh tiên tử ở một bên lặng lặng nhìn xem không nói một lời lục tiểu nguyên giàu có là chuyện mọi người đều biết dù sao lúc trước thời điểm chu diệp không cần tài nguyên tu luyện một phần kia của chu diệp đều ở trong tay lộc tiểu nguyên cho nên lộc tiểu nguyên vẫn như cũ là đương kim đệ nhất phú bà của thế giới chuyện lần này rất nghiêm túc ta cùng kim ô vương tiền bối chuẩn bị phản công lại hiện tại thiếu tài nguyên tu luyện chu diệp sắc mặt nghiêm túc lục tiểu nguyên nghe vậy gật đầu sau đó đem túi nhỏ bên hông đưa cho chu diệp chính ngươi tự sắp xếp đi lục tiểu nguyên thở dài trong nháy mắt phảng phất giống như già đi 10 tuổi bất quá chu diệp cũng không quan tâm dù sao chênh lệch giữa lục tiểu nguyên mười vạn là mười tuổi cùng với lẻ hai tuổi đều là như nhau hưu già ăn cỏ non a à phi chu diệp cùng lộc tiểu nguyên kết thành đạo lữ hắn một mực đều cảm giác chính mình chịu thua lỗ người ngược lại là buông tay nha chu diệp cầm túi nhỏ phát hiện khí lực của lục tiểu nguyên cực kỳ lớn ô ô ô lục tiểu nguyên buông tay ra lập tức liền đi thương nguyễn linh tiên tử ở một bên cười trộm phát hiện ánh mắt chăm chú của chu diệp lập tức lại trở nên cực kỳ nghiêm túc ta đi trước ta còn phải đi tìm đám người sư phụ đòi tiền đấy chu diệp đi về phía nơi xa đừng thương tâm khó chịu không chỉ một mình ngươi đâu nguyễn linh tiên tử an ủi ừm đúng lục tiểu nguyên gật gật đầu rất nhanh liền kiên cường vừa nghĩ tới tài phú của đám người thanh đế cùng với lôi diễn đều sẽ bị chu diệp thu hết đi tâm tình của nàng lập tức liền rất tốt rồi lục tiểu nguyên nàng chịu khổ trên phương diện này không có chút cô đơn nào người nói cái gì thanh đế nhìn nhìn chu diệp ở trước mặt vẻ mặt cứng lại ông trời của ta thanh đế ta đã nghèo đến như thế này tên nghịch đồ người đây cũng không buông tha cho ta thanh đế lầm bầm ở trong nội tâm càng nghĩ càng khó chịu sư phụ không phải tự ngươi nói ngươi không thiếu tiền sao ta chỉ là cho mượn cho ngươi mượn đến quên nhà chu diệp buông tay Ai bảo câu nói kia của Thanh đế làm cho ký ức của hắn khắc sâu cơ chứ? Thanh đế ta, không thiếu tiền mà, phách lối thêm một câu nha, muốn không khiến cho người ta nhớ kỹ cũng khó nha. Ta con mẹ nó. Thanh đế có chút nóng nảy, suy nghĩ thật lâu, bình tĩnh, cho ngươi, xéo đi nhanh lên. Thanh đế xuất ra một đoàn ánh sáng nhét vào trong tay Chu Diệp, sau đó xoay người sang chỗ khác, cũng không muốn nhìn thấy Chu Diệp. Nói mượn cái gì chứ, thật sự cho rằng Thanh đế ông không biết rõ đức hạnh chó má của Chu Diệp sao? Hôm nay là mượn ngày mai liền mỹ hóa thành đây là sư phụ yêu mến đối với tu vi tiến bộ của đồ đệ cho nên phát hồng bao nếu như không phải nghĩ tới những thứ này thanh đế ông cũng không khó chấp nhận như vậy ai thật lâu thanh đế thở dài một tiếng nhớ lại năm đó thời điểm ông đi ra ngoài tiểu viện một cước kia nên dẫm nặng hơn một chút cứ như vậy liền không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy đón lấy chu diệp lại tìm thụ gia ra, lôi diễn huyền quy thiên uyên vân vân toàn bộ đại tu hành giả của chủ thế giới chu diệp một người cũng không buông tha bắt đầu từ hôm nay, Chu Diệp hắn cũng thiếu nợ. Một ngày sau đó, đại quân của chủ thế giới đã trở về. Tiếp tục dừng lại ở trong tinh không cũng không có chuyện gì có thể làm được. Dù sao quân đoàn chủ lực của Hắc Yểm cũng phải một tháng mới có thể đến. Vừa vạn thừa dịp đoạn thời gian này, buông lòng một chút, nắm chặt thời gian tăng tu vi của chính mình lên. Cho nên, bên trong tinh không lúc này, liền lưu lại mấy đại tu hành giả tọa chấn. Thanh Hư Sơn Thanh Đế bắt đầu cải tạo tiểu viện. Viện dưỡng lão Thanh Hư Sơn không thể chỉ là một cái ý nghĩ, nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng mới được. Tiểu Mộc Mộc bị Thanh Đế đuổi xuống núi, trên mặt tiểu gia hỏa mang theo vẻ vô tội, lanh lợi đi lại lung tung ở trong núi. Lục Tiểu Nguyên tùy tiện tìm một nơi bắt đầu bế quan. Tu vi của Chu Diệp càng ngày càng cao, nếu còn không cố gắng liền thật sự không thể đuổi theo kịp. Chân núi Thanh Hư Sơn, thiên tinh chân tiên rất khó chịu, không có tài nguyên tu luyện để dùng, hắn có thể làm sao? Đồ Nhi, vì sư muốn đến chỗ sâu trong tinh không tìm tài nguyên tu luyện. Thiên tinh chân tiên thở dài một tiếng, nghèo khó thật sự rất đáng sợ dù là thiên tinh có được tu vi chân tiên cảnh cũng gánh không được uy lực của một quyền nghèo khó đánh vào chính mình sư tôn ngươi đi đi ta sẽ nghiêm túc tu luyện vương trần gật gật đầu tài nguyên tu luyện của hắn cũng không nhiều bất quá còn may còn có thể dùng thêm một đoạn thời gian cho nên hắn cũng không nóng nảy trong tinh không kim ô vương hải tiên vô cực thiên ma đều ở nơi này huyết ma không có ở đây huyết ma là thật sự không có tiền cho nên hắn phụ trách chấn thủ ba cái lỗ đen chuẩn bị xong chưa kim ô vương ma quyền sát trường hiện tại muốn giúp chu diệp luyện hóa tài nguyên tu luyện ba người bọn hắn cộng thêm chính chu diệp mượn tới cộng lại là một con số khổng lồ đừng nói những người khác liền ngay cả chính kim ô vương cũng có chút trông mà thèm nếu như luyện hóa những tài nguyên tu luyện này tu vi của hắn tất nhiên có thể tiến thêm một bước bất quá tạm thời hắn không có những tầm tư này những tài nguyên tu luyện này vẫn là cho chu diệp luyện hóa tương đối tốt hơn tu vi tiến bộ so với chuyện phục sinh kim ô vương lựa chọn cái sau bắt đầu đi chu diệp gật đầu hắn cũng có chút không thể chờ đợi tốt kim ô vương đưa tay một luồng thái dương chân hỏa vườn quanh trên người chu diệp thiêu đốt lên thân thể chu diệp chu diệp vừa mặc niệm chuyển hóa vừa xuất ra vô số tài nguyên tu luyện đem những tài nguyên tu luyện này áp xúc đến nhỏ nhất sau đó bắt đầu luyện hóa tay của kim ô vương cùng hải tiên đáp lên trên bờ vai của chu diệp tiên lực vô tận rót vào bên trong cơ thể chu diệp kinh mạch của chu diệp cũng sắp bị no đến nổ vô cực thiên ma ở một bên quan sát xuất ra vật liệu tiên cấp đến không hết đi đến nơi xa bắt đầu rèn luyện bắc hàn trảm thế đao bắc hàn trảm thế đao có thể chém được chân tiên nhưng đối mặt với tuyệt thế chân tiên liền hữu tâm vô lực bây giờ vô cực thiên ma muốn cải tạo bắc hàn trảm thế đao cải tạo đến một cấp độ kinh khủng nhất định phải có năng lực tổn thương được đến tuyệt thế chân tiên mới được nếu không vô cực thiên ma cho rằng bắc hàn trảm thế đao không xứng với chu diệp bên này bên trên bảng của chu diệp linh điểm tăng trưởng với tốc độ trước nay chưa từng có rất nhanh bởi vì linh điểm vốn có đang ở hạng chót trực tiếp đột phá trăm vạn vẫn đang tăng vọt đến hai trăm vạn số lượng linh điểm muốn đến hai trăm vạn xem ra chỉ cần thời gian một khắc đồng hồ trời xanh không mây bầu trời trong trèo bên trong chủ thế giới một mảnh hiền hòa ánh nắng ấm áp dài đầy trên mặt đất sông núi được chiếu sáng vòng óng một mảnh giống như là khoác lên một tầng áo ngoài vòng óng ánh sóng nước lấp loáng lưu động chậm chậm phản chiếu lấy khoảng mặt trời trói mắt ở trên bầu trời kia lúc này đã là mới vào mùa hạ hoàn cảnh ấm áp để cho các sinh linh trong núi nghỉ ngơi mà càng nhiều đại tu hành giả không dám tham lam thời gian nhẹ nhõm lúc này đang đồng loạt cố gắng tu luyện chỉ mong tu vi tiến bộ bảo hộ gia viên giữa rừng núi hay a à, tiểu mộc mộc nhảy đến trên một tảng đá tay nhỏ nâng lên đặt ở trên vị trí cái chán ngắm nhìn phong cảnh nơi phương xa nàng chậm rãi cách xa thanh hư sơn thanh đế mặc dù phát giác được nhưng không có đi quấy nhiễu tiểu mộc mộc làm sao mà cha nuôi và mẫu thân vẫn chưa về nhà tiểu mộc mộc nhíu lông mày nhỏ lại có chút không thể hiểu được nhưng cũng không đi suy nghĩ nhiều cha nuôi không chết được có cha nuôi ở đó mẫu thân cũng không chết được cho nên liền không cần nàng đi lo lắng nha về phần hiện tại nàng muốn đi chơi nữa, ngoài mấy trăm dòng. Ta thật là khổ nha. Vương Trần ôm tiểu tiểu bạch, chỉ cảm thấy vô cùng thống khổ. Hắn cùng tiểu tiểu bạch đều mắc kẹt ở siêu phàm cảnh đình, không cách nào đột phá cảnh giới đến toái hư. Đến bây giờ, Vương Trần cũng không nhìn thấy được hy vọng đột phá cảnh giới, hắn rốt ruột đến sắp hỏng. Tiểu tiểu bạch uốn éo người ở trong ngực Vương Trần, điên cuồng dãy ruộng. Ai, hai chúng ta cũng thật sự là khổ nha, người cũng đừng thương tâm, có ta cản trở đấy. Vương Trần vuốt ở trên mặt một cái. Người buông lão nương ra, người đang xết cổ lão nương đấy tiểu tiểu bạch dùng sức giãy giụa móng vuốt bấu lấy trên quần áo vương trần đấm đá một trận với bụng dưới của vương trần tiểu tiểu bạch cảm giác chính mình cũng sắp hít thở không thông rồi vương trần này có khả năng thật sự có bệnh đi ba ngày hai bữa đều tìm nàng ôm đầu khóc giống mấu chốt là chính nàng không có chút bi thương nào nha tại sao muốn tìm nàng gộc chung không có ý gì quá kích động thôi vương trần mặt đầy lúng túng buông tiểu tiểu bạch ra thì thầm trong miệng ngươi hóa thành hình người không phải tốt rồi sao như vậy liền không thể xết cổ được nha cút tiểu tiểu bạch liếc mắt chừng vương trần vương trần nhũ môi bạn đang xem cỏ dại cũng có hệ thống hách được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nếu không phải thấy tiểu tiểu bạch cũng kẹt ở siêu phàm cảnh đỉnh phong vương trần hán mới sẽ không tìm tiểu tiểu bạch than khổ với nhau đâu cũng chính là do trường thọ sư huynh không có ở đây nếu như trường thọ sư huynh có ở đây ta chắc chắn cáo trạng tiểu tiểu bạch chạy về phía phương xa nàng cũng muốn tiến hóa ra được cái đôi thứ ba nhưng tình huống hiện tại rất rõ ràng trong thời gian ngắn dường như không được phá cảnh giới được nếu như trường thọ sư huynh có ở đây hơi giảng đạo một chút ta liền có thể đạt tới đế cảnh trong phút chốc nha vương trần cười nhạo một tiếng hắn đột nhiên hơi nhớ trường thọ sư huynh nếu như trường thọ sư huynh có ở đây vậy bản thân có khó khăn gì chỉ cần nói ra trường thọ sư huynh chắc chắn sẽ giải quyết giúp mình nha đáng tiếc trường thọ sư huynh không có ở đây nha vẫn là cố gắng tham ngộ đi ta còn muốn làm con pháo hôi đấy vương trần lắc đầu ngồi xếp bằng xuống bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu nơi xa nhìn thấy vương trần bắt đầu tham ngộ tiểu tiểu bạch cũng không có nhàn rỗi trường thọ sư huynh thường xuyên khen vương trần thiên phú không tệ chuyện này khiến tiểu tiểu bạch rất rất không phục tiểu tiểu bạch nàng cũng rất ưu tú đó có được hay không vì cái gì trường thọ sư huynh thường xuyên cũng chú ý không đến nàng chứ dù là chỉ khen một câu cũng rất tốt nha minh giới hiện tại một trường thọ đã nhàn rỗi thẩm phán điện đã đi vào quỹ đạo hiện tại hắn cũng có thể an tâm tu luyện trong tay ta có không ít tài nguyên tu luyện trước cứ dùng đi một trường thọ tìm một nơi an tĩnh bắt đầu bế quan tu luyện hắn không chỉ muốn làm việc giúp cho sư huynh, hắn càng muốn đứng ở bên cạnh sư huynh kề vai chiến đấu với sư huynh, mà không phải vào thời điểm đại chiến tăng tiến đến đứng ở sau lưng sư huynh. Tu vi của một trường thọ tăng tiến nhanh là có đạo lý. Một khi tiến nhập trạng thái tu luyện, một trường thọ liền giống như phát điên mà tu luyện. Hắn sẽ không quên giấc mộng của mình. Dù là tranh lệch với sư huynh có lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ cố gắng để thu nhỏ cái tranh lệch này, dù là căn bản cũng không có hy vọng. Bên trong tinh không, đông, một tiếng vang trầm, vô cực thiên ma nắm một cái xương sườn của chính mình trong tay đột nhiên liền đập vào trên thân đao của bác hàn chảm thế đao bác hàn chảm thế đao rất sợ hãi vô cực thiên ma quả nhiên là một kẻ ngoan độc thế mà cứ thế mà từ trên người chính mình lấy ra một thanh xương sườn để rèn luyện nó đã rèn luyện được bác hàn chảm thế đao lại có chỗ trợ giúp đối với cảnh giới nhục thân của ta đầu óc này của ta đến cùng là làm thế nào mà nghĩ ra loại biện pháp vẹn toàn cả đôi bên này vô cực thiên ma vô cùng ra sức xương sườn liên tục không ngừng nện trên bác hàn Chạm thế đao hắn đem rất nhiều vật liệu tiên cấp dung nhập vào bên trong bắc hàn trảm thế đao mặc dù phẩm giai của bắc hàn trảm thế đao không có biến hóa nhưng cấu tạo ở bên trong đang không ngừng được cường hóa cái này chỉnh xong rồi đến đổi một cái vô cực thiên ma đem xương sườn đút trở về nhìn lướt qua trên người mình sừng sốt bẻ gãy xương bắp đùi của chính mình sau đó lại cầm lấy xương bắp đùi của mình mãnh liệt gõ vào trên bắc hàn trảm thế đao vô cực thiên ma tu luyện là thiên ma luyện thể pháp loại hành vi cầm xương cốt để gây dựng như thế này hắn đã thành thói quen với hắn mà nói không có chút đau đớn nào ngược lại xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn làm cho tâm tình của hắn càng tốt hơn bởi vì chuyện này đại biểu cho việc hắn đang tiến bộ hắn là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội để tiến bộ nào ba ngày sau đó linh điểm ở trên bảng của chu diệp đã tăng lên tới hai ngàn vạn trong bản chung là một ngàn hai trăm vạn nhưng ngữ cảnh ở đoạn sau thì người dịch cảm thấy hai ngàn vạn mới đúng một con số rất khổng lồ thiết lập ra một kỷ lục mới đồng thời chu diệp có chút khó chịu hắn phát hiện muốn tăng lên tới chân tiên cảnh phải tốn đằng đẵng một ngàn vạn linh điểm Chu Diệp tra xét tài nguyên tu luyện còn dư lại một phen, còn thừa lại một nửa. Ta cảm thấy ta có thể tăng tu vi lên trước, luyện hóa tài nguyên tu luyện còn lại mà nói, hẳn là có thể phục sinh ngươi khoảng chừng ba lần. Chu Diệp quay đầu nói với Kim Ô Vương. Kim Ô Vương suy tư một chút. Chu Diệp đột phá cảnh giới đạt tới chân tiên cảnh, là tăng lên trên tất cả phương diện. Ít nhất năng lực chịu đánh tăng lên không ít, càng không dễ chết hơn rồi. Như vậy, Chu Diệp phục sinh hắn thì càng có nắm chắc hơn một chút. Bằng không hắn mới vừa chết đi, Chu Diệp còn không kịp phục sinh hắn lại đâu, liên bị một bàn tay của tuyệt thế chân tiên của thế giới hắc yểm trục chết thì có thể làm sao bây giờ cho nên sau khi nghĩ tới chuyện này kim ô vương trực tiếp sẽ đồng ý mở ra ánh mắt chu diệp rơi vào trên hạng mục tu vi tăng lên trong lòng mặc niệm trong chớp mắt linh điểm tiêu hao một ngàn vạn cảnh giới tu vi tiên cảnh thập nhất dài chân tiên cảnh sơ kỳ oanh khí thế bàng bạc dâng lên từ trên người chu diệp trong chốc lát chu diệp cảm giác chính mình phảng phất như phá vỡ vô số gông xiềng không hề bị toàn bộ thế giới trói buộc đã trở nên tự do một cách triệt để. Hắn duỗi tay ra, trong tay một luồng tiên lực đang bao phủ. Một luồng tiên lực này, nếu như phóng xuất ra, có thể chém giết sinh linh tự tại tiên hậu kỳ trong nháy mắt. Đây chính là chân tiên cảnh sao? Chu Diệp hơi kinh ngạc. Tự tại tiên phá vỡ quy tắc, có thể tự do tự tại, nhưng cuối cùng chỉ sinh hoạt bên trong chủ thế giới, mà chân tiên cảnh không giống như vậy, chân tiên cảnh đã có thể hoàn toàn thoát khỏi thế giới. Đương nhiên, đây chỉ là một loại hình dung, ảo diệu của chân tiên cảnh nhiều ra đây, còn cần chính ngươi đi tìm hiểu, Hải Tiên giải thích nói chu diệp khẽ gật đầu hắn bắt đầu kiểm tra tình huống của chính mình bên trong đan điền chất lượng của lực lượng luân hồi càng thêm cường đại về phần huyền đan so với thường ngày biến hóa không phải là quá lớn đơn giản chính là tiên lực có thể dung đạp được càng nhiều chất lượng của tiên lực càng tốt hơn mà thôi nói tóm lại sau khi tu vi tăng lên tới chân tiên cảnh chu diệp cảm thấy ngoại trừ sau này trên phương diện sức chiến đấu tăng lên một chút những phương diện khác cũng hoàn toàn như trước đây bất quá chu diệp tin tưởng chân tiên cảnh nếu đã khó tăng lên như vậy chắc chắn là có càng nhiều thứ vẫn chưa phát hiện ra được bất quá chu diệp cũng lời đi tìm hiểu tu vi trên tiên cảnh sơ kỳ cộng thêm nhiên huyết bí pháp cùng bác hàn tràm thế đao hắn đã không cần cần tăng thêm quá nhiều nữa chỉ những thứ này đã đủ rồi không tính thắp hương chu diệp có lòng tin cùng xoay cổ tay với chân tiên cảnh trung kỳ cảnh giới tu đạo càng đi về phía sau thì càng khó đột phá tranh lệch ở giữa mỗi một tiểu cảnh giới đều vô cùng lớn cho nên chu diệp có thể lấy tu vi trên tiên cảnh sơ kỳ xoay cổ tay với chân tiên cảnh trung kỳ đã thuộc về sự tồn tại phi thường cường hãn. Huống chi, hắn còn có dạng thiên phú như thắp hương cùng với người chết ta vong và sinh tử luân hồi như thế này. Những thiên phú thần thông này thế nhưng là theo tu vi của hắn mà tăng lên. Cũng tỉ như người chết ta vong, hiện tại Chu Diệp một khi tử vong, quy năng có thể bộc phát ra có thể so với chân tiên cảnh trung kỳ tự bạo. Thực lực như vậy, cùng với Kim Ô Vương cùng đi dạo thế giới hắc yểm một vòng, Chu Diệp có thể khẳng định, đến lúc đó tổn thất của thế giới hắc yểm tuyệt đối thảm trọng, thậm chí không có lực lượng tiếp tục xâm lấn. Tốt, tiếp tục luyện hóa tài nguyên tu luyện đi hiện tại ta có thực lực chân tiên cảnh có thể luyện hóa nhanh hơn chu diệp xuất ra tài nguyên tu luyện dưới sự trợ giúp của hải tiên cùng kim ô vương bắt đầu điên cuồng luyện hóa thời gian cực nhanh đảo mát thì chính là hai ngày sau ở trên bảng của chu diệp lại tăng thêm một ngàn vạn linh điểm trên bảng của hắn tổng cộng có một ngàn hai trăm vạn linh điểm nếu như lại nhiều hơn một chút có thể phục sinh kim ô vương được bốn lần khi nào xuất phát trên mặt kim ô vương cười nhăn răng giống như là một ác nhân tội ác tài trời năm ngày sau vào trước khi quân đoàn chủ lực của bọn hắn tới liền trực tiếp giết đi qua. Chu Diệp cùng Kim Ô Vương liếc nhau một cái, đồng loạt lộ ra một nụ cười điên cuồng. Hải Tiên yên lặng quan sát cũng không có phát biểu. Nàng muốn cùng với vô cực thiên ma và huyết ma cùng nhau tọa chấn chủ thế giới. Nếu như không cần tọa chấn chủ thế giới, Hải Tiên cũng muốn cùng đi. Thu hận của nàng với thế giới hắc yểm không thể ít hơn so với Kim Ô Vương, thậm chí còn càng nhiều hơn. Đến, đây là Bắc Hàn Trảm Thế Đao phiên bản đời mới mà đại ca đặc biệt chế tạo cho ngươi. Vô cực thiên ma từ đằng xa chạy đến, đem bắc hàn trảm thế đao trong tay đưa cho chu diệp chu diệp sau khi nhận lấy nhìn thấy bộ dạng bắc hàn trảm thế đao thì khóe miệng giật một cái sống đao của bắc hàn trảm thế đao có chút vỡ vụn bất quá không thể phủ nhận là bắc hàn trảm thế đao hiện tại hoàn toàn chính xác là mạnh hơn rất rất nhiều so với bắc hàn trảm thế đao trước đó tiên binh cực hạn có thể chém được tuyệt thế chân tiên có cái này ta cảm giác ta chính là vô địch bên trong chân tiên cảnh nha chu diệp cười nói kim ô vương lướt qua bắc hàn trảm thế đao coi thường cười một tiếng chỉ bằng đau này liền muốn vô địch ở trong chân tiên cảnh tên tiểu tử tối này chịu đánh vẫn là quá ít được rồi nhanh đi nghỉ ngơi đi hải tiên mở miệng nói năm ngày sau đó chu diệp cùng kim ô vương liền muốn xuất trình thế giới hắc yểm nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt được ta đi về trước chu diệp gật gật đầu sau đó quay trở về chủ thế giới trong nháy mắt dáng lâm đến chủ thế giới chu diệp cũng cảm giác chính mình cùng với phương thế giới này không hợp với nhau đây là có chuyện gì chu diệp có chút không thể hiểu được hiện tại phương thế giới này còn không cho phép có chân tiên cảnh xuất hiện còn có một điểm chính là ngươi còn chưa quen thuộc với tu vi của chân tiên cảnh này qua một đoạn thời gian liền tốt rồi vô cực thiên ma xuất hiện ở một bên hóa ra là như vậy đại ca ngươi chuẩn bị đi làm cái gì vậy chu diệp sau khi hiểu rõ thì cười hỏi vô cực thiên ma nghĩ nghĩ sau đó nói ta cũng phải đi nghỉ ngơi thật tốt nha cũng được chu diệp gật đầu sau đó tách khỏi vô cực thiên ma thân niệm bao trùm lên phương xa chu diệp phát hiện thân ảnh của tiểu mộc mộc nhà đầu không ở thanh hư sơn chạy xa như vậy làm cái gì chu diệp bay về phía vị trí của tiểu mộc mộc sau một lát chu diệp xuất hiện ở bên cạnh tiểu mộc mộc qua wow, cha nuôi tiểu mộc mộc lập tức đánh về phía chu diệp chu diệp ngồi xổm xuống tiếp được tiểu nha đầu cười hỏi nha đầu không chơi ở trong nhà sao lại ra ngoài chơi gì nha nghe vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu mộc mộc tràn đầy vô tội cùng ủy khuất là thanh gia gia đang tu sửa lại tiểu viện cho nên đem ta về ra đó nha hóa ra là như vậy chu diệp cười gật đầu sau đó thấp giọng nói sau này làm càn một chút thời điểm thanh gia ra ông ngươi ngươi liền kéo tóc của thanh gia ra thật sự có thể chứ tiểu mộc mộc mở to hai mắt có chút muốn thử một chút đương nhiên là có thể trên mặt chu diệp tràn đầy tươi cười chân thành đúng nha lần sau ta liền thử một chút tiểu mộc mộc gật gật đầu cha nuôi qua mấy ngày nữa phải đi xa nhà một chuyến cũng không biết là khi nào mới trở về cho nên hôm nay liền buổi nha đầu chơi một ngày có được hay không chu diệp cười hỏi tốt lắm tốt lắm hai mắt tiểu mộc mộc sáng lên cha nuôi là người lớn chắc chắn là rất bận rộn, nàng cũng không thể vướng bận được. Nhưng cha nuôi có thể dành thời gian buổi nàng chơi một ngày, nàng liền thỏa mãn rồi nha. Tiểu Mộc Mộc ở trong ngực Chu Diệp, nhỏ giọng hỏi, vậy thời gian ngoài buổi Tiểu Mộc Mộc có phải là cha nuôi muốn đi bồi mẹ nuôi hay không nha? Lúc này đoán chừng mẹ nuôi ngươi đang bế quan tu luyện, nào có ở không nha? Chu Diệp cười lắc đầu. Lời này nếu như bị Lộc Tiểu Nguyên nghe được, chắc chắn sẽ phải nổi giận gầm lên một tiếng. Lão nương có rất nhiều thời gian, ngươi tranh thủ thời gian đến bồi lão nương. Đi, đi chơi thôi hải tiên đứng ở bên trong tinh không ánh mắt rơi vào bên trên trùng sáng khổng lồ bên trong con người của nàng phản chiếu lấy thân ảnh của chu diệp cùng tiểu mộc mộc nàng nhìn thấy tiểu mộc mộc ăn nhầm mộ quả trái cây có độc khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhìn về chu diệp miệng thảo luận nháo răng cha nơi ta muốn chết mất đợi sau khi tiểu gia hỏa bi thương một hồi lâu chu diệp chữa khỏi cho tiểu gia hỏa sau đó tiểu gia hỏa nằm sấp trong ngực chu diệp bán giận một trận bất quá không lâu lắm tiểu gia hỏa lại tràn đầy năng lượng chạy gấp về phía nơi xa tiểu mộc mộc đang chậm rãi trưởng thành bởi vì trước kia tiểu mộc mộc đều là bắt bơm bướm bắt dế mèn các loại mà bây giờ tiểu mộc mộc sau khi đụng phải một con mãng xà to cỡ thủng nước cũng dám bắt lấy cái đuôi của đối phương mấu chốt là ai cũng biết tiểu mộc mộc là tiểu công chúa của mộc giới mặc dù bọn hắn chưa thấy qua nhưng nhìn qua quần áo trên người liền có thể nhìn ra được đại mãng xà mặt đầy sống còn gì luyến tiếp bị tiểu mộc mộc kéo lấy đi đến trước mặt chu diệp tranh công nhà đầu này thật nghịch ngợm hải tiên bất đắc dĩ lắc đầu đang mang theo tiểu mộc mộc cùng đi dã ngoại gió nhẹ vào vào mặt Chu Diệp cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Thật lâu không được hưởng thụ đoạn thời gian nhẹ nhàng như thế này. Mặc dù mỗi ngày của hắn trôi qua đều rất không tệ, nhưng bắt đầu đoạn thời gian này mới là thoải mái nhất, bởi vì dưới loại trạng thái này, cảm giác thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Cha nuôi, cho người hoa hoa. Tiểu Mộc Mộc hái ven đường hoa dại xuống, sau đó đưa cho Chu Diệp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nghiêm túc. Được, bạn đang xem cỏ dại cũng có hệ thống hách được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Chu Diệp kết hoa dại lại, đánh giá một lúc sau đó đeo lên trên tóc cho Tiểu Mộc Mộc nha đầu lại đẹp hơn rồi chu diệp cười nói vâng ạ tiểu mộc mộc thế nhưng dùng sức gật đầu nghiêm túc nói mẹ nuôi nói sau khi ta trưởng thành chắc chắn là siêu xinh đẹp đó là dĩ nhiên chu diệp cười gật đầu lấy ghen của hải tiên cùng với thiếu chủ long tộc nếu như nói sau khi tiểu mộc mộc lớn lên sẽ bị lệch thi, vậy chu diệp chết cũng không tin hải tiên ở năm đó thế nhưng là nữ tu đệ nhất trên phương diện dung mạo này nắm đến xít sao không có một nữ tu nào có thể tranh phong trên phương diện này với hải tiên không chỉ là dung mạo ngay cả tu vi cũng như thế sự cường đại của hải tiên vào lúc đó thế nhưng là xâm nhập vào lòng người làm nữ nhi thân sinh của hải tiên tiểu mộc mộc sau khi trưởng thành chắc chắn là rất xinh đẹp chu diệp đều đang nghĩ sau này nếu như có tên vương bát đàn nào dám đánh chủ ý lên khuê nữ nhà hắn hắn liền nâng đao đưa đối phương tiến vào luân hồi luân hồi một nghìn tám trăm lần nếu như còn có thể chống đỡ vậy liền cho tên vương bát đàn kia một cơ hội nếu như nhịn không được vậy thì còn có chỗ gì tốt chỗ nào mát mẻ thì ở chỗ ấy đi cha nuôi chúng ta đi bắt cá đi tiểu mộc mộc nắm lấy một góc của chu diệp canh cá của chu diệp thế nhưng đã để cho tiểu mộc mộc thèm rất lâu rất lâu mà bây giờ chu diệp có thời gian rảnh rỗi bồi tiếp nàng nàng liền rất chờ mong cha nuôi nấu cho nàng một bát canh cá để uống bởi vì mẹ nuôi đã từng nói nha canh cá dinh dưỡng phong phú còn có đủ loại hiệu quả tiểu mộc mộc cảm thấy uống canh cá chắc chắn sẽ trở nên xinh đẹp đi được chu diệp không cự tuyệt ông lấy tiểu mộc mộc liền biến mất không thấy gì nữa chờ thời điểm hắn xuất hiện đã đi tới bên bờ của vạn hoa đào nha đầu chúng ta là câu cá hay là trực tiếp bắt cá đây chu diệp xoa xoa đầu tiểu mộc mộc cười hỏi ngô tiểu mộc mộc suy tư thật lâu sau đó mới nói cha nuôi người cảm thấy làm thế nào thuận tiện thì làm như vậy đi ta muốn đi qua bên kia chơi nói tiểu mộc mộc chỉ chỉ biển hoa ở sau lưng đi thôi chờ ngươi chơi mệt rồi lại tới cha nuôi nấu cho ngươi một nồi canh cá chu diệp phất phất tay vâng ạ tiểu mộc mộc trả lời một tiếng liền chui vào trong biển hoa tán loạn ở trong biển hoa vạn hoa đảo bốn mùa như mùa xuân nơi này không chỉ có vô số đóa hoa tranh diễm còn có rất nhiều động vật nhỏ sinh hoạt ở nơi này thời khắc này tiểu mộc mộc bị một con sóc hấp dẫn cảm giác sáng dấp của đối phương so với tiểu tiểu bạch không khác biệt lắm liền ngay cả cả lông cũng tương tự chuyện này nếu như bị tiểu tiểu bạch biết được cũng muốn nâng móng vuốt lên cào tiểu mộc mộc bên bờ chu diệp lấy ra một cái cần câu bắt đầu câu cá hắn không có chút lo lắng nào với an nguy của tiểu mộc mộc trên vạn hoa đảo căn bản cũng không có sinh vật cỡ lớn cho dù có cũng không có biện pháp uy hiếp được tiểu mộc mộc đừng nhìn tiểu mộc mộc vẫn còn là con nít kỳ thật ở trong mắt rất nhiều tu hành giả tiểu mộc mộc là một lão đại trời sinh theo tuổi tác chậm rãi tăng lên chờ sau khi tiểu mộc mộc lĩnh ngộ được truyền thư trong huyết mạch bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành trí tôn cảnh ngay lập tức bất quá liền trước mắt mà nói vẫn còn sớm viện dưỡng lão thanh hư sơn đã hoàn thành thay đổi tiểu viện hiện tại đã là một cái đại viện rộng lớn còn trồng một chút cây cối dùng cho việc thưởng thức thanh đế cùng vô cực thêm ma ngồi đánh cờ ở trong đỉnh hóng mát rất không mới mẻ nói cho ngươi hiện tại đồ đệ ngươi đã là cường giả chân tiên cảnh phu cực thiên ma hạ một quân cờ xuống trên phương diện đánh cờ này bất quá là thanh đế muốn thắng nhất định phải quấy nhiễu một chút sớm có đoán trước thanh đế mặt không đổi sắc hạ một quân cờ xuống đẩy vô cực thiên ma vào tuyệt cảnh nội tâm vô cực thiên ma thở dài cái tâm tính này của thanh đế cũng thật sự là quá tốt rồi nếu như đổi lại là hắn đã sớm vụng trộm điên cuồng bế quan muốn ổn định địa vị của mình rồi chẳng lẽ ngươi liền không hoảng chút sao vô cực thiên ma hỏi thanh đế ngẩng đầu nhìn vũ cực thiên ma hơi kinh ngạc tại sao ta phải hoàng ta đã sớm nghĩ rõ ràng rồi cho giỏi hơn thầy là chuyện tốt ta rất vui mừng nha thanh đế lắc đầu hoàng đã sớm hoàng qua rồi thanh đế ông cũng không phải là chưa từng cố gắng qua nhưng sau khi cố gắng mấy tháng liền thản nhiên tiếp nhận sự thực không có biện pháp lại cố gắng như thế nào sau khi bị chu diệp vượt qua liền không cách nào vượt qua lại được chuyện này căn bản là chuyện không thể nào trừ phi chu diệp nguyện ý dừng bước lại nếu không cho dù có thiên đại cơ duyên cũng không có biện pháp trong thời gian ngắn trực tiếp vượt qua chu diệp lại được ngươi đừng nói trước ta nói đến tình huống của ngươi một chút đi hiện tại chu diệp cũng đã là chân tiên hắn chắc chắn sẽ trở thành tuyệt thế chân tiên đến lúc đó ngươi cũng sẽ bị vật mặt ngươi khó chịu không chứ thanh đế cười mỉm mà hỏi hôm nay liền muốn cho vô cực thiên ma hào hào tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy một chút cho hắn áp lực nhất định như vậy hắn liền có thể trải nghiệm cảm giác trước đây của thanh đế ta vô cực thiên ma vỗ vỗ chán quả thực rất khó chịu nếu như tuổi tác của Chu Diệp là gấp mấy chục lần, vậy thì còn có thể tiếp nhận được, có thể gọi Chu Diệp là thiên phú dị bẩm, dùng danh hiệu thiên tài đệ nhất từ xưa tới nay để dỗ dành chính mình, nói không phải là chính mình quá phế, mà là Chu Diệp quá thông minh. Nhưng tính toán Chu Diệp đâu ra đấy, mới con mẹ nó 4 tuổi nha. 4 tuổi đó, năm đó vô cực thiên ma hán bế quan một lần liền đến thời gian mấy trăm năm. Nếu như Chu Diệp một mực không ngừng tiến lên, sau khi vô cực thiên ma hán xuất quan, Chu Diệp đã sớm đứng ở trên đỉnh đầu hắn mà nhìn hắn rồi chuyện này làm cho người ta khó mà tiếp nhận được đến cỡ nào nha chúng ta không nói chuyện này liền tốt nha viện trưởng viện dưỡng lão vô cực thiên ma bất đắc dĩ thở dài khóe miệng thanh đế giật một cái hiện tại thanh đế ông lại có thêm một cái danh hiệu bất quá thanh đế vẫn rất thản nhiên tiếp nhận dù sao cũng không có cái gì gây gớm ván cờ này chơi lại đi mới vừa rồi tâm cảnh phải chịu ảnh hưởng vô cực thiên ma vung tay lên quân cờ đồng loạt quay về chỗ cũ thanh đế nhìn vô cực thiên ma một chút kỳ thật ông rất muốn nói một câu coi như chơi lại khẳng định ngươi cũng thua nhưng nghĩ nghĩ thanh đế vẫn không nói ra dù sao nắm đấm của vô cực thiên ma đánh người rất đau so sáng với loại mãng phu như vô cực thiên ma này thanh đế ông chính là một người đọc sách thân thể cực kỳ yếu đuối vẫn là sợ một chút tương đối ổn thỏa cũng tốt xóa đi hết tất cả chuyện xưa lại bắt đầu lại từ đầu thanh đế nói vô cực thiên ma phi thường hài lòng sau đó lại bắt đầu tranh phong với thanh đế lần này hắn phát hiện thanh đế bắt đầu đánh cờ một cách tùy tiện vô cực thiên ma phát hiện ra một chuyện rất lúng túng coi như thanh đế tùy tiện chính mình hình như cũng không thắng được, thật con mẹ nó sỉ nhục. Vạn yêu sâm, ta cảm thấy, người phải gọi ta là lão tổ tông. Kim ô vương vẻ mặt thành thần nói với viêm tước. Viêm tức bĩu môi, người đánh giám gì đấy, viêm tước ta cũng là muốn thể diện đấy. Người chứ không tin, trên người ngươi thật sự có huyết mạch của kim ô, bất quá tương đối hỗn tạp. Kim ô vương nghiêm túc, viêm tức càng không vui hơn nữa. Lời này là có ý tứ gì, có phải là mắng viêm tức ta hay không chứ? Hảo hảo giải thích cái từ hỗn tạp này một chút có được hay không? Tiền bối, loại chuyện này là không cách nào kiểm chứng được ta cảm thấy chúng ta vẫn là lấy quan hệ bình thường để ở chung thì tương đối tốt hơn viêm tước nghiêm mặt nói kim ô vương nhún vai thế này đưa cho ngươi một giọt tinh huyết hẳn là có khả năng tăng huyết mạch của ngươi lên với biên độ lớn đến lúc đó ngươi sẽ trở nên càng mạnh hơn nói kim ô vương xuất trong tay ra một giọt tinh huyết màu đỏ như lửa vậy liền đa tạ tiền bối viêm tước cật gật đầu tinh huyết của kim ô vương đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác rất có sức hấp dẫn chỉ cần luyện hóa giọt tinh huyết này viêm tức cảm thấy hẳn là nội tình và sức chiến đấu của mình đều sẽ tăng lên với biên độ nhỏ đi ta phải hào hào đi dạo một vòng trong cái thế giới hiện tại này kim ô vương lên tiếng chào hỏi với viêm tước sau đó rời khỏi vạn yêu sâm trên vạn hoa đảo chu diệp nấu xong một nồi canh cá ta cũng không phải ăn vụng ta là nếm thử hương vị đúng hay không chu diệp bưng bát thổi thổi sau đó uống một ngụm hắn cũng có chút cảm thán hương vị của nồi canh có này cũng quá mỹ diệu đi cha nơi cha nuôi ta nghe được mùi thơm đang không ngừng loạn chiến ở biến hoa nơi xa xa. Tiểu Mộc Mộc từ trong vạn hoa chạy qua, trên người còn mang theo một chiếc cánh hoa. Mau tới, mới vừa nấu xong. Vẻ mặt Chu Diệp như bình thường múc thêm một chén nữa cho Tiểu Mộc Mộc. Thơm quá. Tiểu Mộc Mộc bưng lấy bát, sau khi ngửi ngửi thì hai mắt tỏa sáng. Nàng ôm bát liền uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, chỉ sợ nếu lập tức uống xong liền không còn nữa. Yên tâm uống đi, canh cá cha nuôi vẫn còn giữ trong nơi đây. Chu Diệp vỗ vỗ nổi canh lớn ở bên cạnh, cười nhéo nhéo khuôn mặt của Mộc Mộc. Được ạ. À? tiểu mộc mộc một hơi uống sạch một bát sau khi nấc lên một cái thì lau khóe miệng đi nàng cầm bát đi đến mép nước sau khi rửa sạch thì đưa cho chu diệp cha nuôi ta đã đủ no rồi mẹ nuôi nói sau bữa ăn phải chạy bộ sống đến chín vạn chín ta muốn sống lâu trăm tuổi ta muốn đi chạy bộ một chút tiểu mộc mộc nói nàng phát hiện lời mẹ nuôi nói đều rất có đạo lý cho nên nàng đặc biệt nghe lời mẹ nuôi đi thôi cha nuôi đây còn có một nồi lớn lúc nào thèm liền uống chu diệp thu nồi lớn vào đồng thời tiểu mộc mộc cũng đã chạy đến không thấy nữa chu diệp ngồi ở bên bờ tiếp tục câu cá vừa câu cá đồng thời mừng bắt thưởng thức canh cá mùi vị kia thật sự không tệ nha chu diệp âm thầm cho mình một lời khen quả nhiên không hổ là ta mỹ vị như thế cũng có thể làm ra thật sự là mạnh nha chờ sau khi xuất trinh lần này trở về chỉnh sửa nồi lầu rất lâu chưa được ăn rất muốn thử chu diệp nói thầm những loại nguyên liệu nấu ăn như thế này không làm khó được loại siêu cấp cường giả chân tiên cảnh như hắn đây cho nên chuyện nồi lầu này có thể sắp xếp bất cứ lúc nào. Thời gian nhàn nhã luôn trôi qua rất nhanh, tựa như người đã quyết tâm muốn đi, giữ lại không có bất kỳ chỗ nào dùng được. Chu Diệp mang theo Tiểu Mộc Mộc quay trở về viện dưỡng lão Thanh Hư Sơn. Trong đỉnh hóng mát, hôm nay ta liền không phục. Trên mặt vô cực thiên ma dán đầy tờ giấy, lít nha lít nhít, mà trên trán thanh đế đến một tờ giấy cũng không có. Vậy liền tiếp tục nha, nếu như ngươi lại uy hiếp ta, ta có thể để ngươi thua thảm hại hơn. Thanh đế không sợ hãi chút nào. Vô cực thiên ma đánh cờ với hắn, so với tìm tai họa thì không có chức khác biệt nào. Nhưng vô cực thiên ma chính là không phục, hắn liền muốn thắng một lần, làm sao lại khó như vậy chứ? Sách, thật thảm, Chu Diệp lắc đầu. Sau khi phát hiện Chu Diệp trở về, thanh đế vẫy vẫy tay với tiểu mộc mộc, nói, nhà đầu, mau tới cho thanh gia Gia ôm một cái. Vâng, tới rồi. Tiểu mộc mộc lộc cộc chạy chậm qua. Thanh đế ôm tiểu mộc mộc vào trong ngực, sau đó mặt đầy lạnh nhạt nhìn vô cực thiên ma. Nhà đầu trong ngực ông, vô cực thiên ma ngươi còn dám động thủ với ta hay sao? trong lòng vô cực thiên ma thầm nghĩ một tiếng vô xỉ chu diệp ngồi ở trên ghế ở trong sân phơi nắng đang chậm rãi quen thuộc với tu vi chân tiên cảnh của mình hắn phát hiện cái loại cảm giác chính mình không phù hợp với thế giới kia đang chậm rãi biến mất qua thêm hai ngày nữa tất cả đều sẽ khôi phục lại bộ dáng lúc trước trong đỉnh hóng mát thanh đế cùng vô cực thiên ma chém giết trên bàn cờ tiểu mộc mộc ngồi trong ngực thanh đế ngẩng đầu nhìn tóc của thanh gia ra tay nhỏ bắt lấy một cái sau đó chậm rãi níu lấy nha đầu đừng làm rộn nha thanh đế dặn dò một tiếng sau đó hết sức chăm chú chém giết với vô cực thiên ba lạch cạch tiểu mộc mộc kéo xuống được một sợi tóc trong mắt to tràn đầy vô tội cha nơi nói vào thời điểm thanh gia ra ông lấy chính mình chính mình liền níu lấy tóc của ông nhà đầu ngươi bây giờ không ngoan chút nào thanh đế có chút bất đắc dĩ đây là học được từ chỗ nào đây thế mà học được kéo tóc thanh đế ông cũng không muốn biến thành một kẻ đầu chọc ai bảo thanh gia ra người đuổi ta xuống núi ta thật đáng thương tiểu mộc mộc bĩu môi tội nghiệp vu cực thiên ma nhìn thanh đế cười nhạo một tiếng người ra ra như ngươi đây không tốt chút nào thế mà nhẫn tâm đuổi nha đầu xuống núi vu cực thiên ma cảm giác chính mình vừa tìm được lý do có thể đánh thanh đế nhanh đừng kéo những thứ này hôm nay ta muốn đem ngươi phải dán đến mức không nhìn thấy được nữa thanh đế thúc giục ông tùy ý tiểu mộc mộc giật tóc của ông dù sao giật đứt một sợi lập tức liền sẽ khôi phục lại không có gì lớn chậm rãi đã vượt qua thời gian năm ngày ở trong tinh không chu diệp cùng kim ô vương đứng ở chỗ này bên cạnh còn có hải tiên cùng vô cực thiên ma vân vân. Bạn đang xem cỏ dại cũng có hệ thống hách được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Người có sợ hay không? Kim Ô Vương nhìn Chu Diệp hỏi. Chu Diệp quay đầu lại nhìn về phía Kim Ô Vương, dương Bắc hàn chảm thế đào ở trong tay lên, thuận miệng nói, ta có gì phải sợ, ta đường đường chân tiên cảnh, cứ chơi liền xong rồi. Ta liền thích loại nóng nảy như tiểu tử ngươi đây. Kim Ô Vương cười lớn vỗ vỗ bả vai Chu Diệp. Tiểu tử Chu Diệp này mặc dù có trước lòng dạ đen tối, nhưng làm việc đặc biệt đáng tin cậy nhất định phải hung hăng đánh đau bọn chúng vô cực thiên ma nói yên tâm đi trên mặt kim ô vương mang nụ cười ấm áp là một tam túc kim ô cuối cùng trên thế giới này ta cam nguyện hóa thân thành mặt trời mang đến ấm áp cho bọn chúng mọi người đều biết chu diệp ta rất tốt bất quá ta cảm thấy đám sinh vật hát yểm tam quan bất chính thế mà lại xâm lấn lung tung ta có lý do chính đáng mang hòa bình đến cho bọn chúng chu diệp nghiêm trang nói hắn đã sớm muốn giết đi qua để xem một chút hiện tại lập tức liền có thể đi qua chúng ta tin tưởng ngươi khóe miệng thanh đế giật một cái chu diệp nghĩ như thế nào thanh đế ông còn không biết rõ hay sao nhớ kỹ an toàn trở về là được lục tiểu nguyên nhún vai căn bản cũng không lo lắng cho an nguy của chu diệp tuyệt thế chân tiên cũng không có biện pháp chặn được chu diệp ai còn có thể giết chết được chu diệp hay sao cho nên lo lắng đều là dư thừa lão đệ đi xuất trinh kim ô vương ôm lấy bả vai chu diệp mang theo chu diệp hướng vào trong lỗ đen lỗ đen giống như là đường hầm không gian bất quá cái đường hầm không gian này vô cùng dài Chu Diệp mang theo Bắc Hàn Trảm Thế Đao cùng Kim Ô Vương cùng nhau bay về phía trước. Biểu cảm của hai người bọn hắn càng ngày càng hưng phấn. Dù sao, hai người bọn họ thật sự không phải là người tốt lành gì. Chu Diệp của Thanh Hư so với kẻ nào khác cũng đều điên cuồng hơn. Thanh Hư Sơn, viện trưởng đến đánh cờ nhà. Đoạn thời gian này Thiên Tinh Chân Tiên đã thân quen với mọi người, lại đi góp nhặt thêm một chút tài nguyên tu luyện ở trong tinh không, trên phương diện thực lực đã khôi phục được gần như toàn bộ. Hiện tại hắn không có việc gì có thể làm, dứt khoát liền gọi Thanh Đế tới đánh cờ đối với thanh đế mà nói thiên tinh chân tiên thế nhưng là một đối thủ đấu cờ có thực lực tương đương thiên tinh chân tiên đã sắp sao bày trận có thể thấy được thực lực cường hãn đến mức nào thành tựu đối với trận pháp cao đến mức nào cho nên thanh đế đánh cờ với thiên tinh chân tiên thời khắc đều phải duy trì trạng thái nghiêm túc thiên tinh chân tiên cũng giống như thế không dám bởi vì tu vi của thanh đế không cao liền khinh thường thanh đế dù sao thảm trạng thất bại của vô cực thiên ma trước đó hắn cũng đã nhìn thấy ở trong mắt đấy cố lên chỉnh hắn nếu như ngươi thắng cờ được hắn ngày khác thời điểm ngươi đột phá cảnh giới đến tuyệt thế chân tiên ta tự mình ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi vô cực thiên ma vỗ vỗ bả vai thiên tinh chân tiên trong mắt mang theo trở mong hắn liền muốn nhìn thấy bộ dáng bị thua thiệt của thanh đế trên phương diện đánh cờ này mỗi lần đều bị thanh đế ngược hắn đã chịu đủ cho nên bây giờ muốn nhìn thấy thanh đế thua trong lòng thanh đế hiểu rõ không hoàng chút nào từ mấy trận giao thủ trước đó với thiên tinh chân tiên mà xem thiên tinh chân tiên muốn thắng ông tỷ lệ tương đối nhỏ mà phần thắng của bản thân thì lớn hơn một chút thanh gia gia cố lên tiểu mộc mộc đứng ở bên cạnh thanh đế nhón mũi chân lên cũng không nhìn thấy bàn cờ thế là lôi kéo góc áo của thanh đế cổ vũ kỳ thật nàng tương đối muốn kéo tóc của thanh đế nhưng nàng thấp thấp bé bé nhón chân lên cũng không kéo đến tóc của thanh gia gia yên tâm thanh gia gia chắc chắn toàn lực ứng phó thanh đế cười cười sau đó ra hiệu với thiên tinh chân tiên thiên tinh tiền bối mời viện trưởng khách khí thiên tinh chân tiên cười cười sau đó hạ xuống một quân cờ một quân cờ này bắt đầu thiên tinh chân tiên cùng thanh đế liền lâm vào trong trạng thái chém giết hết sức chăm chú nhìn chăm chăm không dám có chút phân tâm nào đến nha đầu ta ôm một cái phu cực thiên ma mở rộng vòng tay với tiểu mộc mộc ừm đây này tiểu mộc mộc cũng rất quen thuộc với phu cực thiên ma mặc dù thúc thúc này xấu xí một chút nhưng đối với nàng cũng rất tốt đi trên ghế dài trong tiểu viện hải tiên cùng lộc tiểu nguyên ngồi ở chỗ này người đang lo lắng cho chu diệp hải tiên cười mỉm mà hỏi lộc tiểu nguyên sững sờ sau đó lắc đầu hải tiên tỷ tỷ ngươi suy nghĩ nhiều rồi ta chỉ là đang nghĩ đến lúc nào ta sẽ đột phá cảnh giới mà thôi chính chu diệp có thể phục sinh tại sao ta lại phải lo lắng cho hắn hải tiên sắc mặt trì trệ đúng nha ngươi nói rất có đạo lý nha hải tiên không phản bác được mộng tưởng của thanh đế đã thực hiện được thanh hư sơn quả thực đã ở có một chút bộ dạng của viện dưỡng lão bởi vì nguyên nhân tiểu viện được mở rộng ở giữa có một dòng kênh hình chữ thập bên trong nơi lấy một chút tôm cá dùng cho việc thưởng thức huyền quy cùng thiên uyên đang ngồi xổm ở nơi đó cho cá ăn đối hai người bọn họ mà nói ở trong viện dưỡng lão thanh hư sơn thực sự quá nhàn nhã tu luyện có gì vui còn không thoải mái bằng cho cá ăn huyền quy còn đang nghĩ có nên đem thông thiên hà đào ra một cái mương hay không cứ như vậy chân không bước ra khỏi nhà cũng có thể trực tiếp câu cá nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút thì thấy không có ý nghĩa tất cả mọi người đều là đại tu hành giả muốn câu cá trực tiếp đến thông thiên hà liền xong việc cũng không biết là thảo gia cùng kim ô vương tiền bối đến bên kia chưa thật muốn biết được tràng cảnh bên kia là như thế nào thiên uyên đột nhiên nói nguyên quy gật đầu sau đó cười nói chờ sau khi thảo Gia cùng kim ô vương tiền bối trở về chúng ta liền tới hỏi một chút là được rồi cũng đúng thiên uyên gật đầu phóng một chút linh khí tiến nhập trong nước trong nước tôm bá sôi trào thanh đế xây dựng một con đường nhỏ có thể lên xuống núi vương trần cùng tiểu tiểu bạch được thanh đế sắp xếp đến rõ ràng vừa có thể làm đẹp cho con đường nhỏ này lại rèn luyện thực lực của bản thân mệt mỏi a à? vương trần đem một khối đá sau khi rèn luyện đã san bằng ném đến trên bậc thang nhìn lên trên còn cách trăm trượng tranh thủ thời gian làm xong đừng quấy nhiễu đến việc ta nhớ trường thọ sư huynh tiểu tiểu bạch thúc giục thời gian rất lâu rồi chưa được gặp trường thọ sư huynh hiện tại nàng rất muốn quấy lấy để trường thọ sư huynh giảng đạo cho nàng bởi vì lúc lĩnh ngộ phát hiện đầu óc thật sự quá phế nha trong lỗ đen đây là một phần lối đi tối thui căn bản không nhìn thấy chút ánh sáng nào nhưng trên người kim ô vương bốc lên thái dương chân hòa đem chung quanh chiếu sáng lên bởi vì nguyên nhân trong lối đi này tồn tại lượng lớn yểm khí chu diệp vừa phi hành vừa đang luyện hóa thu hoạch không tính là lớn chân mũi cho dù nhỏ nhưng cũng là thịt nha. Lão ca, người nói chúng ta cách thế giới hắc yểm vẫn còn rất xa sao, chuyến này gần như cũng sắp được một khắc đồng hồ rồi đi, Chu Diệp có chút buồn bực. Hắn cho là tiến nhập lỗ đen liền vượt qua khoảng cách không gian đến được thế giới hắc yểm. Nhưng chuyện căn bản cũng không giống như trong tưởng tượng như vậy, bọn hắn phi hành tốc độ cao ở trong lỗ đen trong một khắc đồng hồ, vẫn chưa nhìn thấy lối ra. Không sai biệt lắm thì qua thêm thời gian một khắc đồng hồ nữa sẽ đến, thân niệm của ta đã khóa chặt đối diện, bất quá ta cảm giác được khí tức của một vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên vẻ mặt kim ô vương có chút ngưng trọng ngược lại sợ hãi thì không đến nỗi chỉ sợ hai người bọn họ bị đối phương ngăn cửa mà thôi ý của ngươi là hắc yểm tuyệt thế chân tiên kia nếu như phát hiện thần niệm của ngươi vậy có khả năng hai chúng ta sẽ bị ngăn chặn chu diệp trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của kim ô vương nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút chu diệp cảm thấy kỳ thật cũng không có gì ngăn cửa liền ngăn cửa bây giờ không có cái gì quá không được không phải ta chỉ là phát hiện khí tức lưu lại mà thôi đối phương đến cùng là có ở đấy hay không ta cũng không biết được hiện tại ta đã thu hồi thần niệm nếu như nó không phát hiện vậy chúng ta đi qua vừa vặn cũng có thể đánh cho chúng một chuyến trở tay không kịp kim ô vương nghích miệng cười kịch bản hắn cũng đã nghĩ kỹ chờ thời điểm hắn cùng chu diệp sáng lâm đến thế giới hắc yểm hắc yểm tuyệt thế chân tiên ở bên đối phương kia mặt đầy sững sờ sau đó kim ô vương hắn cấp tốc xuất thủ lấy thực lực cường đại chém giết đối phương trong nháy mắt kể từ đó bọn hắn liền giảm bớt được một đối thủ vừa vặn sau khi góp nhặt được hắc yểm tuyệt thế chân tiên đã biến thành yểm khí kia hắn liền có thể giảm bớt một phần nợ nần nghĩ như thế nào cũng là vui thích nha nghe ngươi đến lúc đó ta là trợ thủ cho ngươi chu diệp mang theo bác hàn trảm thế đao lười đao sáng bóng đến lóe sáng thời điểm hắn dương bác hàn trảm thế đao này lên chỉ cần kim ô vương ở bên cạnh vậy liền có thể chết xạ ra một cỗ hào quang trói sáng đến lúc đó chọc mù mắt của đám sinh vật hắc yểm chờ đến thời điểm ta nhắc nhở ngươi nhóm chúng ta trực tiếp dùng sát trường mạnh nhất giết đi vào ai cũng không phải là đối thủ của chúng ta kim ô vương cười gằn nói chu diệp gật đầu đã sớm không thể chờ đợi được lần này chu diệp hắn muốn bộc phát ra thực lực mạnh nhất của mình để cho những sinh vật hắc yểm kia nhìn thấy kết quả xâm lấn của bọn chúng trước tiên ngươi nhanh cho ta một cái lông vũ miễn cho đến lúc đó hai ta đều đã chết ta sống lại không tìm thấy thi thể của người lại không phục sinh ngươi được chu diệp nói được kim ô vương gật đầu lục lọi ở trên người một lúc sau đó một cái lông vũ toàn thân vàng óng ánh xuất hiện ở trong tay đưa cho chu diệp thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, Kim Ô Vương truyền âm, còn 30 hơi thở nữa thì sẽ đến, chuẩn bị kỹ càng. Ừm, Chu Diệp gật đầu. Một hơi dưỡng khí, quanh quẩn trong lồng ngực. Chu Diệp của Thanh Hư, so với kẻ nào khác cũng đều điên cuồng hơn. Bên trong cơ thể, thảo dịch đã sôi trào lên. Nhiên huyết bí pháp vẫn chưa triển khai toàn bộ, chỉ là đang thiêu đốt lực lượng nhục thân cùng với tiên lực của Chu Diệp mà thôi. Dù là như thế, thực lực hiện tại của Chu Diệp bây giờ cũng đã có thể so với chân tiên cảnh thung kỳ. Trong nháy mắt, chu diệp cùng kim ô vương đồng thời bước ra khỏi đường hầm oanh khi thế cường đại quét sạch tứ phương đám cạn bã đến đây chu diệp nổi giận gầm lên một tiếng sau đó phát hiện tình huống không đúng nơi này không có cái gì chính mình cũng chuẩn bị bật hết hỏa lực nơi này làm sao một đối thủ cũng không có nha kim ô vương cũng có chút xấu hổ nhưng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng mở miệng nói có khả năng bọn chúng ngay đang chỉnh đốn quân đoàn chủ lực có lý chu diệp gật đầu bắt đầu quan sát tình huống của thế giới hắc yểm Hoàn cảnh của thế giới hắc yểm cùng loại với ma giới, nơi này không có ánh nắng, nhưng bầu trời lại là một mảnh sương mù mông lung. "Lão ca, ngươi có thể cảm ứng được tinh không của phương thế giới này sao?" Chu Diệp mở miệng hỏi. Tinh không là tất nhiên tồn tại, nhưng với thực lực của Chu Diệp, hoàn toàn không nhìn thấy tinh không ở chỗ nào, hoặc là nói, hắn nhìn không thấu tầng mây đen thật dày ở trên bầu trời kia. Có thể nhìn thấy, bất quá một mảnh hắc ám, không có chút ánh sáng nào. Kim Ô Vương trả lời, "Bên trong tinh không" Thiết định phải có ánh sáng mới có thể quan sát được toàn bộ cảnh đẹp trong tinh không, nhưng vị trí của thế giới Hắc Yểm, một chút nguồn sáng cũng không có. Nếu như không phải bởi vì có kế giới thế giới bảo hộ lấy thế giới Hắc Yểm, có lẽ trên trời liền ngay cả một điểm ánh sáng cũng không có. Chu Diệp nhìn nhìn yểm khí hơi nhún chân đạp mạnh liền có thể đạp ra một chút, lập tức cảm giác nơi này là một chỗ tu luyện thật tốt. Ầm ầm. Trên bầu trời, một trận dao động khủng bố truyền ra, một tên sinh vật Hắc Yểm vô cùng to lớn từ bên trong tầng mây thò đầu ra. Nó bị Chu Diệp hấp dẫn đến đây. Nó muốn biết rõ, đến cùng là cái đồ chơi gì, cư nhiên cuồng vọng như thế. Người xâm nhập, sinh vật hắc yểm mở miệng, trong đôi mắt lớn như đèn lồng lộ ra sát ý bạo ngược. "Người xưng hô sai, nhóm chúng ta không phải người xâm nhập, chúng ta là đại sứ hòa bình, đến đây giao lưu với các ngươi." Chu Diệp thản nhiên nói. Trong lòng Chu Diệp hắn hoàn toàn không có bất kỳ e ngại gì, cho dù có nhiều hắc yểm tuyệt thế chân tiên đến hơn nữa thì như thế nào, Chu Diệp còn không phải là đem đối phương coi như là kim ô vương trả nợ cho mình sao? "Hừ, đi chết đi!" sinh vật hắc yểm hừ lạnh một tiếng căn bản cũng không muốn nhiều lời với chu diệp lúc này một móng vuốt to lớn duỗi ra từ trong tầng mây chộp về phía chu diệp cùng kim ô vương lão ca có thể giải quyết không chu diệp quay đầu nhìn về phía kim ô vương có thể trời chết nó rất nhẹ nhàng kim ô vương cười cười không thèm để ý chút nào nhớ kỹ quán triệt một chút một lần duy nhất giết được mấy tên mới là mục tiêu của chúng ta chu diệp nhắc nhở yên tâm ta hiểu kim ô vương gật đầu sau đó hắn thét dài một tiếng thái dương chân hỏa toát ra từ trong mắt hắn trực tiếp hóa thành một tam túc kim ô vô cùng to lớn vào thời khắc này ánh sáng vàng óng đâm xuyên qua tầng mây đem toàn bộ thế giới hắc yểm chiếu sáng đến giống như ban ngày bên trong tiêu thổ mênh mông vô bờ sinh vật hắc yểm nếm không hết ngẩng đầu lên hít mắt nhìn về phía bên này người xâm nhập người làm càn tiếng gầm gừ giận dữ chuyển đến từ phương xa một vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên đã trực tiếp gia nhập chiến trường đồng thời phương xa còn có ba đạo khí tức kinh khủng đánh tới một lần đối mặt với năm tên đồng cấp lão ca có chút nguy hiểm nhé chu diệp cười ngược lại không có cảm giác gì hắn từ dưới đất rút ra một gốc cỏ dại đen như mực có yểm khí quấn quanh khoái miệng dương lên thành một nụ cười bạn đang xem cỏ dại cũng có hệ thống hách được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim đến lúc đó sống lại cũng là trực tiếp phục sinh ở phương thế giới này thật sự là quá tuyệt vời nghĩ đi nghĩ lại chu diệp mở ra sống tạm sau đó cắm rễ ở bên cạnh trên người hắn bắt đầu toát ra yểm khí liền giống như là một gốc cỏ dại hắc yểm bình bình thường thường ở trong mắt đám sinh vật hắc yểm chưa bao giờ từng nhìn thấy hào quang trói mắt như thế khoảng mặt trời do kim ô vương hóa thành kia phát ra ánh sáng để bọn chúng cảm giác thật ấm áp nhưng mà từ từ ấm áp có chút quá mức rồi liền phảng phất giống như ngâm mình bên trong suối nước nóng mà nhiệt độ nước bên trong suối nước đang không ngừng tăng lên cao thẳng đến sau khi trở thành nước rồi vẫn chưa dừng lại loại cảm giác toàn thân đều bị đốt đến bị thương như thế này làm cho vô số sinh vật hắc yểm đang chạy tới chuẩn bị vây giết kim ô vương liền lui bước đây không phải là trận chiến mà bọn chúng có thể tham gia được kim ô vương có được lực lượng tuyệt đối một mình chiến đấu với hai vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên không chỉ không có lộ ra thất bại ngược lại còn chiếm thế thượng phong thậm chí một vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên trong đó đã bị thái dương chân hòa bao vây không ngừng phát ra tiếng gào thét làm cho người ta sợ hãi giờ phút này ba vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên ở xa xa cũng đã cấp tốc đổi tới không chút do dự đã gia nhập chiến trường rầm 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 chiến đấu kinh khủng sơ tan đi mây mù giữa bầu trời lộ ra tinh không xương mù mông lung khiến người ta cảm thấy bầu trời càng đục ngầu hơn nữa hôn trướng nổi giận gầm lên một tiếng một vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên đưa tay vỗ về phía kim ô vương thật yếu kim ô vương cười lạnh kim ô vương hắn một chút cũng không có đặt nam tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên này vào trong mắt mặc dù bọn chúng đều là tuyệt thế chân tiên nhưng tranh lệch so với kim ô vương liền tựa như tranh lệch với chân tiên sơ kỳ cùng chân tiên trung kỳ vậy ở trên con đường tu đạo có thể nhìn thấy bóng lưng của kim ô vương giống như đưa tay liền có thể chạm đến nhưng kim ô vương lại đại biểu cho lực lượng tuyệt đối phảng phất như cách một vách tường trong suốt với bọn chúng để bọn chúng không thể vượt qua được trên mặt đất chu diệp quan sát đại chiến ở giữa bầu trời giống như là một khán giả vậy hắn cũng không giúp được gì dư chấn chiến đấu cũng làm cho hắn gánh không được cho nên hắn liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này sợi dễ đã lan tràn đến chỗ sâu bên trong lòng đất không ngừng hấp thu yểm khí chu diệp cũng không phải tới chơi thời điểm hắn nên xuất thủ hắn tự nhiên muốn xuất thủ năm người các người đánh lại một mình ta thật là các ngươi đều tu luyện như thế nào mỗi ngày ở nhà ngần người sao kim ô vương không lưu tình chút nào trào phúng động tác trên tay cũng không ngừng thái dương chân hỏa cường đại vườn quanh ở chung quanh làm cho yểm khí ở chung quanh không cách nào đến gần được năm vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên rất tức giận chưa bao giờ từng gặp phải kẻ địch cuồng vọng như thế liếc mắt nhìn nhau đều thấy được lừa giận ở trong mắt đối phương hôm nay bọn chúng thế tất phải đem kim ô vương vĩnh viễn lưu lại ở nơi này kim ô vương đương nhiên cũng biết rõ ý tứ của bọn chúng hắn căn bản cũng không hề hoảng sợ coi như đến có nhiều hắc yểm tuyệt thế chân tiên hơn nữa đến đây thì lại có thể như thế nào hắn cũng đã thương lượng xong đối sách với chu diệp hôm nay bên trong phạm vi nhất định bất luận vật sống gì cũng đều phải chết giết hắc yểm tuyệt thế chân tiên bắt đầu mãnh liệt vây công kim ô vương kim ô vương thong thả ứng đối lại mỗi một đạo công kích từ chu diệp đều là hung hiểm vạn phần nhưng kim ô vương luôn có thể ứng phó được một cách nhẹ nhàng một lợi trảo xuyên thấu qua thái dương chân hòa muốn trực tiếp chém giết kim ô vương chỉ tiếc kim ô vương sớm đã đoán được chấn động hai cái liền tránh đi lợi chào này đồng thời ba cái móng vuốt của kim ô vương trực tiếp bắt lấy một vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên ở trong đó móng vuốt bén nhọn hung hăng đâm vào trong thân thể của đối phương giống hắc yểm tuyệt thế chân tiên giống giận nó cùng loại với linh hồn thể thân thể bị thương làm cho nó vô cùng thống khổ bất quá chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của nó muốn ảnh hưởng đến sức chiến đấu của nó nhất định phải làm bị thương hạch tâm lực lượng của nó mới được tiếng nói lớn thì sức chiến đấu liền được đề cao hay sao kim ô vương cười lạnh một tiếng một cái móng vuốt hung hăng bắt lấy nó để nó không thể động đậy thái dương chân hỏa vô tận thiêu đốt ở trên người của nó làm cho thân ngoài của nó bộc phát ra từng đợt âm thanh như bị dầu chiên liền giống như là bị ném vào trong chảo dầu làm cho hắc yểm tuyệt thế chân tiên vô cùng thống khổ cứu ta hắc yểm tuyệt thế chân tiên giống to bốn vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên còn lại điên cuồng công kích tới kim ô vương ý đồ làm cho kim ô vương vào thời điểm đối phó lại sẽ phóng thích cho hắc yểm tuyệt thế chân tiên bên trong móng vuốt thật sự là buồn cười kim ô vương sắc mặt lạnh lùng không đùa giỡn hắn hoàn toàn có thể một mực nắm lấy hắc yểm việt thế chân tiên kia không có biện pháp kim ô vương hắn có ba cái móng vuốt chính là càn dỡ như thế lão ca mạnh nha chu diệp cảm khái một tiếng vui thích tiếp tục hấp thu yểm khí yểm khí trong lòng đất đã hóa thành chất dinh dưỡng cho chu diệp hắn trưởng thành yểm khí ở trong thế giới hắc yểm liền giống như là linh khí ở chủ thế giới có thể hấp thu ở khắp mọi nơi lượng lớn yểm khí tràn ngập ở trên bầu trời mà yểm khí ở trong lòng đất cũng có được không ít thậm chí so với yểm khí ở trên bầu trời còn muốn càng nồng đậm hơn một chút cho nên đám sinh vật hắc yểm bình thường đều ở trên mặt đất thực lực của chu diệp cũng không yếu sợi dễ ở trong lòng đất của hắn gặp phải một ít sinh vật hắc yểm ngay từ đầu sinh vật hắc yểm còn rất sững sờ căn bản cũng chưa từng gặp qua sợi dễ dài giống như của chu diệp bọn chúng còn chưa kịp phản ứng liền bị sợi dễ của chu diệp cuốn lấy sau đó tiên lực kinh khủng từ trên sợi dễ bộc phát ra tiên lực như là một đạo đao khí trực tiếp đem hạch tâm lực lượng của sinh vật hắc yểm từ một phân thành hai chu diệp vui thích hấp thu yểm khí mà trên trời kim ô vương có chút tức giận nếu như chỉ có một đối thủ vậy kim ô vương còn có thể kết thúc một cách nhanh chóng nhưng năm đối thủ thì có chút khó khăn dù sao năm đối thủ cộng lại có thể kiềm chế được kim ô vương hắn chuyện này làm cho hắn rất khó chịu nếu như nói tập trung lực lượng nhằm vào một tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên trước khi chém giết được đối phương bốn tên khác chắc chắn sẽ không đứng đó mà nhìn nhất định sẽ cố gắng hết sức tạo thành thương tổn đối với hắn coi như kim ô hắn có mạnh hơn hôm nay tối đa cũng chỉ có thể chém giết được hai tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên đây là chuyện không còn biện pháp đối phương chiếm ưu thế về số lượng bất quá muốn nói kim ô vương sợ vậy thì chắc chắn không đến mức đó kim ô vương có ngạo khí của chính mình nếu như nảy sinh ác độc hôm nay hắn có thể kéo được ba tên xuống nước nhưng dựa theo phương thức tư duy của chu diệp để giải quyết chuyện này hôm nay hắn vô cùng có khả năng kéo được cả năm tên xuống nước hơn nữa sau khi kéo bọn chúng xuống nước chính mình còn có thể lên bờ được đây mới là điểm làm cho nội tâm kim ô vương vui vẻ các ngươi cho là ta ở trong nước? Không không không, ta ở trong nước chỉ là vì kéo các ngươi xuống nước mà thôi, chờ các ngươi xuống nước, ta sẽ sớm tìm đường chạy." Khóe miệng Kim Ô Vương tết ra một vòng tươi cười, có chút tà tính, có chút muốn ăn đòn, nói tóm lại chính là một bộ tươi cười cầu ngươi tranh thủ thời gian đánh ta. "Ngươi chết cho lão tử." Đám Hắc Yểm Tuyệt Thế Chân Tiên cảm thất phải chịu nhục nhã vô cùng. Hiện nay, phía bên Hắc Yểm chiếm thượng phong, mà Kim Ô Vương đang ở vào thế hạ phong lại lộ ra nụ cười như thế này, đây không phải là đang giễu cợt bọn chúng sao? chuyện này khiến cho tâm tư chém giết kim ô vương của bọn chúng càng mãnh liệt hơn nữa kim ô vương không cảm nhận được được có hắc yểm tuyệt thế chân tiên khác chạy đến ý tứ nói chính là hôm nay ta sẽ chỉ đánh với năm người các ngươi có đúng không kim ô vương cười mỉm mờ miệng hỏi bộ dạng tươi cười này làm cho đám hắc yểm tuyệt thế chân tiên rất muốn giết chết hắn giết ngươi còn không cần bọn họ xuất thủ có mấy người chúng ta là đủ rồi một tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên trong đó hử lạnh nói kim ô vương cười nhạo một tiếng ngươi nói chuyện thật cuồng vọng đấy các ngươi năm người mới có thể đánh với ta đến như thế này muốn giết ta thì phải đến năm nào tháng nào đây không cần nói nhảm thêm nhiều lời hôm nay ngươi hẳn phải chết ánh mắt hắc yểm tuyệt thế chân tiên lạnh lẽo kỳ thật ta nói một lời thật lòng đi loại sinh vật hắc yểm có tu vi tuyệt thế chân tiên lại hiểu được tránh né công kích trực diện còn có thể thừa dịp khoảng cách giữa công kích đánh ra một kích trí mạng như ngươi đây một mình ta thật sự có thể đánh được năm tên trên mặt kim ô vương đầy chân thành mặc dù ở vào hạ phong nhưng kim ô vương cảm giác chính mình rất thành thạo điêu luyện dù sao hôm nay kim ô vương hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ nhưng chết như thế nào còn không phải do kim ô vương quyết định sao hắn chính là ngay cả kiểu chết thời điểm chết tư thế như thế nào đều đã nghĩ kỹ nhất định phải vô cùng bá đạo khiến đám hắc yểm tuyệt thế chân tiên mở mang tầm mắt để bọn chúng biết rõ hóa ra kim ô gia ra chết cũng bá khí như thế ngoạ tào lời ngươi nói thật nhiều một vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên trong đó nhịn không được từ lúc vừa mới bắt đầu kim ô vương liền chưa từng gián đoạn theo các góc độ để chào phúng bọn chúng để bọn chúng phải nhận nhịn chịu đựng tra tấn tinh thần. Địch nhân như vậy, bọn chúng hận không thể ăn sống máu thịt của Kim Ô Vương. Cút! Kim Ô Vương buông hắc yểm tuyệt thế chân tiên trong móng vuốt ra, sau đó xòe hai cánh. Thái Dương chân hỏa vô cùng vô tận lan tràn khắp bốn phương tám hướng, toàn bộ trời cao cũng đều bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt. Tạch tạch tạch. Bầu trời đang vỡ vụn, giống như là một chiếc gương xuất hiện vô số vết nứt. Bên trên mắt đất khói trắng không ngừng bốc lên, nhiệt độ cao kinh khủng đem đất đia trên mặt đất đều hóa thành khói bụi màu đỏ. Ly, kim ô vương thét dài một tiếng lực lượng kinh khủng bên trong cơ thể điên cuồng chấn động uy thế cường đại tản ra từ trên người giờ khắc này hắn chính là bá chủ ở giữa bầu trời không ai cản nổi thần uy của hắn không được hắn muốn tự bạo có hắc yểm tuyệt thế chân tiên đôi mắt như muốn nứt ra chém giết sinh tử căn bản cũng không làm bị kim ô vương bị thương được bao nhiêu tại sao liền muốn từ bỏ sinh mệnh của mình một cách dễ dàng như thế năm vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên điên cuồng chạy trốn muốn thoát khỏi phạm vi tự bạo của kim ô vương chớ đi nha trò hay vẫn còn chưa trình diễn đâu. Kim ô vương vỗ mạnh vào mồm, trong hai mắt của hắn đã có thái dương chân hỏa tuôn ra. Hắn xòe hai cánh, bay lượn ở trên không trung. Bên ngoài bao phủ bởi thái dương chân hỏa làm cho kim ô vương giờ phút này hóa thành một khoảng mặt trời vô cùng to lớn. Dưới tình huống cách mặt đất gần như thế, mặt trời kinh khủng tỏa ra thái dương chân hỏa đốt núi nấu biển, làm cho vô số sinh vật hắc yểm chết đi ngay trong tiếng kêu rên. Trong ánh mắt kim ô vương không có bất kỳ dao động gì. Những sinh vật hắc yểm này chết chưa hết tội, ta cực kỳ thiện lương, ta là tới để đưa ấm áp đến cho các ngươi, có khả năng ấm áp đến có chức quá mức rồi, bất quá các ngươi phải tiếp nhận ý tốt của ta mới được, nếu không ta chết đi cũng không cam tâm nha. Kim Ô Vương cảm khái một tiếng. Sau đó, ánh sáng trên người hắn càng ngày càng sáng, kim quang càng thêm sáng lạn tản ra từ trung tâm mặt trời. Ánh mắt nheo lại, toàn bộ thế giới một mảnh vòng óng ánh. Ầm ầm. Mặt trời bạo tạc, một vòng dư chấn màu đỏ như lửa không ngừng khuếch tán, quét ngang ngọn núi, đốt diệt giang hà, lấy kim ô vương tự bạo làm trung tâm lực lượng cường đại không ngừng ảnh hưởng đến bốn phương tám hướng xung quanh vô số cường giả hắc yểm giận không kềm được đồng loạt ra tay ngăn cản dù là cách trung tâm nụ bạo tạc khoảng chừng 10 vạn dặm dư chân kinh khủng cũng không phải chỉ là chân tiên cảnh có thể ngăn cản được năm vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên chưa kịp thoát đi kia có ba vị hóa thành yểm khí vô tận ở ngay trong cường quang kinh khủng phiêu tán ở giữa không trung hai vị chạy trốn được cũng chỉ còn lại một hơi tàn kim ô vương không còn đồng thời uy lực cường đại của vụ tự bạo cũng làm cho chu diệp biến mất nói tóm lại kim ô vương tự bạo mang đi ba vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên đồng thời lại đả thương nặng hai vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên đồng thời uy thế kinh khủng kia còn diệt sát vô số sinh vật hắc yểm trận này không lỗ thậm chí còn kiếm được lời thế giới hắc yểm phi thường bao la so với chủ thế giới thời kỳ thượng cổ còn muốn lớn hơn ba phần ở giữa một sơn gốc nào đó một gốc cỏ dại có yểm khí bao quanh hơi rung nhẹ lên ý thức của chu diệp dần dần thanh tỉnh lại Uy lực từ vụ tự bạo của Kim Ô Vương, thực sự là quá mức kinh khủng, làm cho Chu Diệp liền lâm vào trạng thái tử vong trong nháy mắt. Loại lực lượng cường đại đến mức căn bản không cách nào phản kháng lại được kia làm cho Chu Diệp lại một lần nữa nhận thức được rõ ràng sự yếu đuối của chính mình. Trên tiên cảnh thì như thế nào, ở trước mặt tự bạo của tuyệt thế chân tiên, vẫn không có bất kỳ sức kháng cự gì. Chuyện này cũng quá đáng sợ, may mà ta phục sinh chính mình khá là rẻ, nếu không chỉ là chút tiền phục sinh chính mình ấy liền muốn cái mạng già của ta. Chu Diệp thì thầm trong miệng, hắn hóa về nhân thân, trực tiếp lấy phiến lông vũ vàng óng ánh kia ra chu diệp hắn căn bản cũng không quan sát hoàn cảnh chung quanh mình đối với chu diệp mà nói mặc kệ chung quanh như thế nào với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì cùng lắm thì lại chết một lần là được rồi thần niệm khóa chặt lấy sợi lông vũ vàng óng ở trong tay chu diệp mặc niệm trong lòng phục sinh linh điểm tiêu hao chu diệp vô cùng đau lòng nhưng sau khi nghĩ lại tuyệt đại bộ phận những linh điểm này đều là tài nguyên tu luyện do đám người kim ô vương cùng hải tiên tìm tới tâm tình chu diệp hơi bình phục lại ông sợi lông vũ màu vàng óng bắt đầu run lên nhẹ nhẹ sau đó lấy sợi lông vũ này làm trung tâm không ngừng có huyết nhục bắt đầu mọc ra bất quá mấy hơi thở nhục thân của kim ô vương cũng đã khôi phục lại đồng thời kim ô vương mở hai mắt ra bạn đang xem cỏ dại cũng có hệ thống hách được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim hắn hóa làm nhân thân đứng ở bên cạnh chu diệp tay phải đặt lên trên bờ vai của chu diệp cảm khái nói loại cảm giác tự bạo này đơn giản là quá sung sướng ta cảm thấy trước khi lâm vào tử vong năm tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên kia chỉ còn lại có hai tên hơn nữa còn đều là trạng thái kéo dài hơi tàn nói kim ô vương có chút bất mãn nói uy lực của tự bạo này vẫn là chưa không chế tốt bằng vào thực lực của ta hẳn là trực tiếp nổ chết toàn bộ mới đúng làm sao còn con mẹ nó lưu lại hai tên cơ chứ vẻ mặt kim ô vương có chút phiền muộn nhưng mà theo chu diệp hành động này của kim ô vương chính là đang trang bi rõ ràng đã miểu sát ba vị tuyệt thế chân tiên kim ô vương thế mà còn không vừa lòng phải biết ba vị tuyệt thế trên tiên này đều là cường giả có uy tín lâu năm cũng không phải vừa mới vào tuyệt thế cảnh như huyết ma như vậy có thể biểu sát được ba vị làm trọng thương hai vị chiến tích này của kim ô vương này đã rất cường đại ta rất buồn bực cái chiến tích này của ngươi nói ra cũng đủ kinh người ngươi làm sao còn không vừa lòng nữa chứ chu diệp bĩu môi thuận miệng nói có thể là ngươi muốn một bà ta biểu sát bọn chúng đúng không ai đúng ngươi nói đúng ta thật sự chính là nghĩ như vậy kim ô vương cười to hai tiếng sau đó nói không nói đùa nữa ta nói chính sự phương thế giới hắc ểm này so với thời kỳ thượng cổ của chúng ta còn rộng lớn hơn một chút. Vào thời kỳ thượng cổ, chúng ta có hơn 10 vị tuyệt thế chân tiên, mà thế giới hắc ểm nhiều đến khoảng chừng trăm vị. Bất quá chủ thế giới bởi vị nguyên nhân bị vỡ vụn, trăm vạn năm chưa từng xuất hiện tuyệt thế chân tiên, mà thế giới hắc ểm lại duy trì được trạng thái của năm đó, cho nên bọn chúng tại trên phương diện tuyệt thế chân tiên này có khả năng có rất nhiều vị. Kim Ô Vương càng nói, sắc mặt càng trở nên nghiêm túc. Mặc kệ những tuyệt thế chân tiên này là mới vào tuyệt thế cảnh hay là cường giả danh vọng lâu năm, đều để cho hắn cảm thấy áp lực nặng nề. Nếu như thế giới hắc yểm dốc toàn bộ lực lượng, như vậy hủy diệt chủ thế giới chỉ là chuyện trong nửa canh giờ mà thôi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Kim Ô Vương mới không hài lòng đối với chiến tích của chính mình. Coi như đối phương có 100 vị tuyệt thế chân tiên, hắn bất quá mới chém có 3 vị, làm trọng thương hai vị mà thôi. Bỏ đi hai vị trọng thương không nói, cũng còn có 95 vị tuyệt thế chân tiên đâu. Không nói những chuyện khác, hắc yểm tuyệt thế chân tiên mới vào tuyệt thế cảnh đến nhiều hơn một chút cũng có thể cùng hợp lực giết chết Kim Ô Vương hắn mặc dù không sợ nhưng kim ô vương vẫn có chút khó chịu trong lòng thế giới sở tại của chính mình quá yếu đuối nói cho ngươi một tin tức rất không may phương thế giới này của bọn chúng còn có một yểm tổ vượt qua tuyệt thế chân tiên chu diệp nhún vai có yểm tổ này ở đây trong ánh mắt của chu diệp đã không còn tuyệt thế chân tiên nữa rồi mặc dù tuyệt thế chân tiên mạnh hơn hắn rất nhiều nhưng chu diệp vẫn là muốn chưa chết yểm tổ chỉ có sau khi giết chết được sự tồn tại yểm tổ chưa biết ra sao này mới có thể triệt để chiến thắng thế giới hắc yểm nếu không coi như đem tất cả hắc yểm tuyệt thế chân tiên đều rất sạch cũng vô dụng dù sao đối phương có được một yểm tổ đã vượt qua khỏi tuyệt thế chân tiên kim ô vương ta có chút không chơi nổi nếu không chúng ta chạy trốn nha kim ô vương sờ lên cầm nói chu diệp không sợ hãi cười cười chậm rãi nói lão ca nói thật không có gì đáng để sợ hết cùng lắm thì chính là cứng rắn là một cuộc nói không chừng thời điểm ngươi và yểm tổ kia đánh nhau thì đột phá cảnh giới sau đó lấy tư thế vô địch giết chết yểm tổ kia thì sao chu diệp cười mỉm nói thảo Kim Ô Vương nhìn nhìn Chu Diệp, cảm giác Chu Diệp rất đáng hận, ra hỏa này nói chuyện luôn luôn có thể nói đến người ta nhiệt huyết sôi trào, kém chút đầu óc nóng lên liền muốn tìm yểm tổ đánh nhau đấy. Không được, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nói không chừng mới vừa chuẩn bị đánh nhau với yểm tổ, yểm tổ một bà tai chụp tới chụp cho hắn không còn gì nữa. Đoạn thời gian này quá mức kinh khủng, Kim Ô Vương cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận được. Đại ca, sẽ không phải là ngươi thật sự sợ đi. Chu Diệp nhìn thấy bộ dạng của Kim Ô Vương, hơi kinh ngạc. Lời kia chính là đang ngầm nói, ngươi xem chu diệp ta ta chỉ là chân tiên cảnh sơ kỳ còn không sợ yểm tổ người đường đường một tuyệt thế chân tiên thực lực cường đại thế mà lại sợ yểm tổ người thật đúng là nói đúng ta quả thực rất sợ hãi kim ô vương cười cười chu diệp nhìn ra được kim ô vương quả thật có chút sợ yểm tổ bất quá chính kim ô vương cũng không sợ chết mà là sợ liên lụy đến ước vạn sinh linh của chủ thế giới nhóm chúng ta nhất định phải chế định một kế hoạch nhóm chúng ta có chết hay không không quan hệ không thể liên lụy đến chủ thế giới a kim ô vương có chút đau đầu chu diệp suy nghĩ một phen gật gật đầu kim ô vương nói đến hoàn toàn chính xác là rất có đạo lý hai người bọn hắn có chết hay không kỳ thật vấn đề không lớn chỉ cần chu diệp có linh điểm tùy thời tùy chỗ đều có thể phục sinh về phần phục sinh kim ô vương chỉ cần tích lũy linh điểm một chút luôn có thể phục sinh cho nên không hoảng chút nào mà nếu như ức vạn sinh linh của chủ thế giới bị tác động đến như vậy thì có chút thảm rồi ta nhớ được ở phía dưới lạc nhật thâm uyên có một con cự thú cũng không biết được thực lực của con cự thú kia nếu như chờ sau khi con cự thú kia chết đi vậy chúng ta có thể thông qua phục sinh nó để ngăn cản yểm tổ hay không chu diệp truyền âm hỏi lông mày kim ô vương nhíu lại lạc nhật thâm uyên là chỗ nào nghe vậy chu diệp miêu tả lại kỹ càng tràng cảnh của lạc nhật thâm uyên cho kim ô vương một chút nói như vậy thực lực của con cự thú này có chút kinh khủng nha kim ô vương cong mày chủ yếu là không biết được con cự thú này là địch hai bạn nếu như ôm ác ý đối với chủ thế giới của bọn hán mà nói vậy chu diệp phục sinh đối phương lại không phải là từ tìm phiền phức hay sao ở loại địa phương bị chấn áp như thế này chịu thương tổn nghiêm trọng như vậy cũng cũng không chết, ta tự nhận là ta làm không được. đồng thời ta hoàn toàn không đoán được cảnh giới của nó, có lẽ thật sự vượt qua tuyệt thế chân tiên. kim ô vương nói, nói thật, kim ô vương chưa hề nghĩ tới, chủ thế giới thế mà có ẩn tàng một con cự thú không rõ tu vi như thế. mấu chốt là hiện tại đối phương cũng còn chưa chết, cái này có chút đáng sợ. cho nên con cự thú này cũng là một trong những lá bài tẩy của chúng ta. chu diệp vừa cười vừa nói, trong lòng không hoảng chút nào, chỉ cần có đầy đủ linh điểm. Chu Diệp tin tưởng chính mình có thể phục sinh được con cử thú kia, về phần có thể khống chế được đối phương hay không. Chuyện này Chu Diệp cũng có chút không nói rõ được. Hiện tại tọa độ của thế giới cũng bị đối phương phát hiện, muốn chém đường hầm không gian, mặc dù có thể, nhưng đối phương chắc chắn cũng có thể trùng kiến. Biện pháp duy nhất chính là mang theo những sinh linh kia đi đến một phương thế giới mới. Kim Ô Vương xoa xoa mi tâm, rất là đau đầu. Đã không còn đường rút lui. Hiện tại đã chém mất ba tên hắc yểm Việt thế chân tiên, chắc chắn là đã khiến cho yểm tổ chú ý nếu như không sớm giải quyết vấn đề khó khăn này chỉ sợ đến lúc đó chủ thế giới sẽ bị một bà tai đập nát đại ca mang theo ước vạn sinh linh tiến về thế giới mới là không ổn chứ không nói đến chuyện có thể tìm kiếm được thế giới mới hay không liền nói một điểm thời điểm ngươi mang bọn hắn ra đi bọn hắn cũng đã là không có nhà để về cho nên cái này biện pháp căn bản là không làm được chu diệp lắc đầu vậy ngươi nói làm sao bây giờ kim ô vương lướt mắt để cho ta ngẫm lại a à. chu diệp bắt đầu cân nhắc sau đó nói tọa độ thế giới là khóa chặt toàn bộ thế giới sao chuyện này thì không phải làm sao mà khóa chặt toàn bộ thế giới được tọa độ thế giới chỉ là tòa định tinh không ở xung quanh thế giới chỉ cần khóa chặt những chỗ này liền có thể tìm được thế giới kim ô vương trả lời chu diệp gật gật đầu đã hiểu rõ nếu đã như vậy vậy chúng ta mang chủ thế giới chạy trốn chẳng phải là xong chu diệp buông tay một vấn đề đơn giản đến cỡ nào người đi chuyển kim ô vương lướt mắt chừng chu diệp mặc dù chủ thế giới không lớn như thời kỳ thượng cổ nhưng cũng không nhỏ đi một đống lớn đặt ở chỗ đó như thế ai có mẹ nó có thể chuyển đi được nha Ta chắc chắn là chuyển không đi được rồi, đây không phải có đại ca ngươi ở đó hay sao?" Ngươi trở về chân thân, Tam Túc Kim Ô Cống chủ thế giới liền chạy, rất nhẹ nhàng nha, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Kim Ô Vương tức giận đạp Chu Diệp một cước, "Thực lực của ta mạnh thì có mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến mức có thể cõng toàn bộ thế giới chạy trốn có được hay không?" Kim Ô Vương cảm giác Chu Diệp đơn giản chính là đang nói đùa, ngược lại là một tiểu thế giới thì đã dễ nói, cảnh giới nhục thân đủ cao, dưới sự chống đỡ của huyền khí hoặc tiên lực, có thể nâng lên dễ như chờ bàn tay nhưng toàn bộ thế giới cũng đừng nói giỡn. Không nói trên toàn thế giới có nhiều sinh linh như vậy, liền đơn thuần là những quy tắc, pháp tắc của chủ thế giới kia, còn có loại hình khoáng thạch đặc thù gì đó, tích lũy cũng có thể ép cho hắn tới thở không nổi. Cho nên, theo Kim Ô Vương cõng toàn bộ chủ thế giới chạy trốn là chuyện không ổn. Lão ca, ta tin tưởng ngươi có thể. Chu Diệp vỗ vỗ bả vai Kim Ô Vương. Kim Ô Vương bất đắc dĩ nâng chán. Đến lúc đó giúp ngươi phục sinh một vài cự thú có thể ra sức, đến lúc đó các ngươi cùng hợp lực rồi, mang theo chủ thế giới liền chạy, sau đó chúng ta lưu lại một trận pháp ở tọa độ thế giới đó chỉ cần kiểm chắc được có dao động năng lượng cường đại trực tiếp nổ nó nụ cười của chu diệp tràn đầy âm hiểm trong lòng của hắn có một bộ kế hoạch hoàn chỉnh được lão ca liền tin ngươi một lần kim ô vương gật đầu một mình hắn chắc chắn không có biện pháp cõng chủ thế giới chạy trốn nhưng nếu như có nhiều tu hành giả cường đại vẫn rất có khả năng cho nên hiện tại chúng ta không cần sợ hãi trước tìm cách gây sự rồi lại nói chu diệp vừa cười vừa nói được đi lên kim ô vương lại bắt đầu phấn khởi chỉ cần vị yểm tổ kia không xuất thủ ai cũng không ngăn được kim ô vương hắn nơi mà kim ô vương tự bạo vạn dặm xung quanh tạo thành một cái hố khổng lồ trong đất đai đã cháy đen có yểm khí nồng đậm không ngừng thoát ra hóa thành trạng thái chất lỏng giờ phút này hai vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên bị trọng thương hấp hối đang dưỡng thương ở bên trong cái hố khổng lồ này đến tột cùng là hắn nghĩ như thế nào dùng mạng của mình kéo ba vị tuyệt thế chân tiên của chúng ta xuống nước một tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên trong đó thật sự phát con giận dữ từ đầu đến cuối nó đều không thể hiểu được ý nghĩ của kim ô vương nó cảm thấy kim ô vương đơn giản chính là một kỳ tài giữa bọn họ đến cùng là có thâm thù đại hận gì thế mà lại để cho kim ô vương bỏ được tính mạng của chính mình để kéo ba vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên xuống nước theo lý mà nói kim ô vương không nên âm thầm cán chặt tìm kiếm được một hắc yểm tuyệt thế chân tiên lạc đàn nhanh chóng đánh chết sau đó bỏ chạy hay sao đây mới là kịch bản chính xác nha mà vào trước khi tự bạo kim ô vương thế mà còn bày ra bộ dạng lạnh nhạt trào phúng tựa như không hề sợ hãi tử vong một chút nào phải biết đối với tuyệt thế chân tiên mà nói bọn họ càng thêm lý giải được hàm nghĩa của sinh mệnh càng thêm chân quý mạng nhỏ của chính mình mà ở trong mắt kim ô vương thứ giống như sinh mệnh này tựa hồ không đáng nhắc tới đây là kẻ địch xuất hiện ở phương thế giới kia sao thật đúng là đáng sợ một vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên khác nhìn thấy ba cái lỗ đen khổng lồ ở phương xa lòng còn sợ hãi nếu như đối phương lại có thêm mấy vị cường giả giống kim ô vương này trận chiến tranh chỉ sợ cũng không cần phải đánh tiếp nữa coi như chiếm được phương thế giới kia lại có thể như thế nào tổn thất của bọn chúng nhất định cũng rất lớn Lần này chúng ta chưa chuẩn bị hoàn toàn mà thôi, chỉ cần chúng ta chuẩn bị xong tất cả, bọn hắn mơ tưởng dựa vào tự bạo để chém giết nhóm chúng ta." Tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên kia khinh thường cười một tiếng. Kim Ô Vương là tuyệt thế chân tiên, chẳng lẽ bọn chúng đều không phải hay sao? Nơi này là đại bản doanh của bọn chúng, bọn chúng mới có thể chủ quan. Bây giờ có chuyện Kim Ô Vương tự bạo này, bọn chúng tất nhiên sẽ cảnh giác vạn phần, sau này lại xuất hiện loại cường giả giống như Kim Ô Vương này, tuyệt đối không cách nào lại dựa vào tự bạo để chém giết cường giả cấp độ như bọn chúng được. Ừ nắm chặt thời gian khôi phục đi thừa dịp mấy người kia còn chưa nhận được tin tức nếu không chúng ta không chết ở trong tay kẻ địch ngược gại sẽ chết trong tay đồng tộc đấy một tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên khác nhắc nhở cũng đúng khôi phục một chút sau đó tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này được nơi mà chu diệp phục sinh cách nơi mà kim ô vương tự bạo chỉ có 200 vạn dặm lấy tốc độ của kim ô vương giữa lúc hít thở liền có thể đổi tới sở dĩ lúc này ung dung chậm rãi là bởi vì chu diệp lại tìm kim ô vương muốn thu lấy một sợi lông vũ như thế Kim Ô Vương càng thêm có lo lắng. Hắn cảm giác, lần này chính mình có thể chết càng thêm thống khoái, tư thế có thể càng bá đạo hơn nữa. Thời điểm tự bạo, còn có thể tiện thể lấy nổi giận gầm lên một tiếng, những cặn bã như các người đây, nhanh đón tử vong đi. Mặc dù nhìn rất tự kỷ, nhưng đây chính là chuyện mà Kim Ô Vương chân chính muốn làm, dù sao thù hận của hắn cùng sinh vật hắc yểm quá sâu rồi. Vô luận chém giết bao nhiêu sinh vật hắc yểm, ở trong nội tâm Kim Ô Vương cũng sẽ không buông xuống cửu hận, sẽ chỉ đối với kẻ địch càng ngày càng tàn nhẫn. Đến, ta xuống dưới, ngươi tùy tiện tìm địa phương bám chặt hoặc là tranh thủ thời gian chạy trốn cũng được kim ô vương nói với chu diệp chu diệp không quá vui lòng nói cái gì đây chu diệp ta cũng muốn gây sự đó có được hay không lời này của ngươi liền không có ý nghĩa sao có thể để ngươi đơn độc gây sự được chứ như thế này ngươi ở bên này gây sự giết chết hai tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên kia sau đó ta đi gây sự ở chỗ khác chém những sinh vật hắc yểm cấp độ chân tiên cùng với tự tại tiên của bọn chúng chu diệp mang theo bác hàn Trảm thế đao trên mặt mang theo một loại cảm giác cấp bách từ sau khi thực lực tăng lên đến chân tiên cảnh hắn còn chưa tìm ai đánh qua một trận đâu hiện tại hắn liền muốn xông vào quân doanh của sinh vật hắc yểm mà đại sát tứ phương cũng được kim ô vương gật đầu sau khi chu diệp rời đi trong nháy mắt kim ô vương xuất hiện ở trong hố sâu hai vị khôi phục được thế nào rồi kim ô vương rất hào hứng vỗ vỗ bả vai của hai tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên sau đó mỉm cười hỏi ngươi ngoạn tào hai vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên quay đầu nhìn thấy kim ô vương hạch tâm lực lượng phi tốc nhảy lên bọn chúng sợ hãi rõ ràng kim ô vương đã tự bạo vì sao còn ra hiện trước mặt chúng chuyện này có mẹ nó là gặp quỷ hay sao hai vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên không hẹn mà cùng bộc phát ra tốc độ mạnh nhất của mình trực tiếp muốn phá vỡ không gian thoát đi chớ đi nha lưu lại tâm sự nha kim ô vương nghe răng cười một tiếng bắt lấy bọn chúng hung hăng đập vào trên mặt đất bạn đang xem cỏ dại cũng có hệ thống hách được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim mặc dù không biết được ngươi dùng biện pháp gì để tránh khỏi tử vong nhưng người giết không được ta một tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên trong đó cười lạnh một tiếng trực tiếp hóa thành yểm khí dung nhập vào bên trong mặt đất một tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên khác mặt như màu đất nó không có năng lực như vậy hôm nay nó hẳn phải chết không nghi ngờ tất cả mọi người đều là một cấp độ huống chi thực lực của ta còn mạnh hơn các người một chút ngươi dựa vào cái gì muốn đi thì đi kim ô vương không thèm để ý chút nào thái dương chân hỏa vô tận hiện ra ở chung quanh đốt cháy tất cả mọi thứ chung quanh lốp bốp một trận âm thanh giống như là xào hạt đậu vang lên thân ảnh này lại giống như đang bị dầu chiên chung quanh truyền ra tiếng kêu rên của hắc yểm tuyệt thế chân tiên nó điên cuồng gầm rú khuôn mặt vặn vẹo như ẩn như hiện ở trong không khí các hạ giữa chúng ta đến tột cùng là có thù hận gì một tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên bị kim ô vương mang theo kia đã triệt để sợ hãi thực lực của kim ô vương mạnh hơn rất nhiều so với bọn chúng một trọi một bọn chúng căn bản cũng không có hy vọng thắng bởi vì thái dương chân hòa của kim ô vương có thể sinh ra khắc chế đối với bọn chúng chỉ có mấy vị liên thủ mới có thể chiến ngang tay với kim ô vương được mà bây giờ hai bọn chúng đều là trạng thái trọng thương hấp hối nói câu thương tâm mà nói kim ô vương muốn chém giết bọn chúng chẳng qua là chuyện của một ý niệm trong đầu mà thôi thu hận gì nói đến chuyện này cũng có chút xa xưa bất quá tại sao ta phải nói rõ ràng với người đây kim ô vương lắc đầu nực cười chứ những ký ức thương cảm này chính hắn cũng không nguyện ý nhớ lại bằng cái gì phải nói ra chứ hắn cùng sinh vật hắc yểm chẳng qua là quan hệ đối địch giữa song phương có thủ thì chính là có thủ hoàn toàn không cần thiết giải thích gì đó với đối phương các hạ ta cảm thấy giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm gì đó hắc yểm tuyệt thế chân tiên vẻ mặt chân thành nó thật sự không muốn chết thân là tuyệt thế chân tiên nó còn có sinh mệnh vô cùng vô tận nó có tài phú đếm không hết cùng quyền lợi kinh khủng ở bên trong thế lực của nó nó chính là vương giải trí cao vô thượng nó còn chưa hưởng thụ đủ nó còn chưa muốn chết không có ý nghĩa không có hiểu lầm trên mặt kim ô vương đều là muốn đem đối phương đưa vào luân hồi căn bản không muốn dây dưa với đối phương bởi vì từ sau khi khí tức của kim ô vương lại tái hiện một lần nữa mười hai đạo khí tức kinh khủng thuộc về tuyệt thế chân tiên truyền tới từ bốn phương tám hướng đào phi tốc chạy đến xử lý xong một tên người cũng nên biến mất bàn tay của kim ô vương nắm lại hắc yểm tuyệt thế chân tiên gương mặt vặn vẹo rút cục không cần lại chịu thống khổ do thái dương chân hỏa thiêu đốt nữa trực tiếp kết thúc sinh mệnh của mình nó chết quá thảm rồi nếu như biết mình trốn không thoát nó cảm thấy mình nên ngoan ngoãn để cho kim ô vương bóp chết chính mình bởi vì như vậy quá trình thống khổ sẽ rút ngắn đi rất rất nhiều đây chính là chỗ tốt của việc có chu diệp nha. Kim Ô Vương cười trộm một tiếng. Từ phía bốn phương tám hướng, 12 vị hắc yểm việt thế chân tiên đem tất cả đường lui của Kim Ô Vương đều phong tỏa. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, che khuất bầu trời đã phỗ vụn. Từng đạo từng đạo lôi đình đen như mực nhược ảnh nhược hiện, một trận pháp khổng lồ chậm chậm xoay chuyển ở giữa không trung. Rất hiển nhiên, những lôi đình màu mực này chính là do trận pháp này làm ra. Xem ra có tuyệt thế trận pháp sư ở đây nha, như thế thì hơi rắc rối rồi, Kim Ô Vương hơi kinh ngạc. Người rõ ràng đã chết, sao lại phục sinh được? Trong đó, tu vi của hắc yểm tuyệt thế chân tiên cầm đầu là cao nhất nếu như phải cụ thể hình dung nó ở trên con đường tu đạo chỉ kém ba bước so với kim ô vương ba bước này mặc dù đáng sợ thế nhưng nó vẫn như cũ có thể lấy sức một mình đối kháng với kim ô vương dù là kiên trì không lâu mà 11 vị tuyệt thế chân tiên ở bên cạnh làm cho nó thêm tự tin hiện tại bọn chúng có chuẩn bị coi như kim ô vương lại tự bạo một lần nữa thì lại có thể như thế nào bọn chúng liên thủ liền có thể ngăn cản uy lực tự bạo của kim ô vương dễ như chờ bàn tay cho nên bọn chúng muốn biết rõ ràng bí mật phục sinh của kim ô vương hoặc là nói bọn chúng đều muốn lấy được bí mật này đồng thời dùng ở trên người mình phục sinh nha không phải rất đơn giản sao kim ô vương nhún vai nếu như đơn giản như vậy các hạ cho rằng chúng ta sẽ có thể để bụng như thế đối với người sao có hắc yểm tuyệt thế chân tiên cười lạnh đồng thời một vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên ở bên cạnh nó lạnh giọng nói ra ta khuyên các hạ vẫn là thành thành thật thật sao bí mật này ra đến lúc đó chúng ta còn có thể cân nhắc thả cho các vị một con đường sống những hắc yểm tuyệt thế chân tiên khác đồng loạt gật đầu phảng phất chính là đang nói với kim ô vương ngươi phải tin tưởng chúng ta chúng ta là đang rất thành khẩn đàm phán chuyện làm ăn chỉ cần ngươi giao phục sinh bí mật ra chúng ta cam đoan thả cho ngươi một con đường sống các ngươi đang lừa gạt quỷ sao tất cả mọi người đều là người trưởng thành đừng ngây thơ như vậy có được hay không kim ô vương khẽ cười một tiếng tất cả mọi người đều là kẻ già đời các ngươi bày ra một bộ này liền quá đáng rồi đây quả thực là đang khi dễ trí thông minh của kim ô vương ta ngươi đây là hạ quyết tâm không biết điều hai mắt của hắc yểm tuyệt thế chân tiên cầm đầu nhíu lại trong mắt mang theo sát ý vô tận nếu kim ô vương đã không nguyện ý chủ động giao bí mật này ra như vậy bọn chúng liền chuẩn bị để cho kim ô vương bị ép phải giao bí mật này ra nhanh cầu các ngươi đừng vũ nhục trí thông minh của ta từng ngày còn đem trí thông minh của ta đè xuống đất màng nghiền ta giống như người không có đầu óc sao các ngươi không có khả năng đạt được bí mật này trong lòng kim ô vương cũng ở trong tối mặt cười coi như nói cho các ngươi biết chu diệp có thể phục sinh thì các ngươi lại có thể thế nào chẳng lẽ chu diệp còn não rút đi phục sinh các ngươi hay sao gia hỏa chu diệp kia đã sớm thèm yểm khí do các ngươi biến thành rồi vậy ngươi liền đi chết đi sinh vật hắc yểm cầm đầu thét to lên một tiếng động thủ xung quanh kim ô vương đã bày ra thiên la địa võng nhà tạm được thừa dịp thời gian nói chuyện trời đất với ta âm thầm chuẩn bị không ít liền sợ ta chạy trốn đúng không hôm nay ta còn liền hết lần này tới lần khác không chạy kim ô vương sắc mặt lạnh nhạt hắn hóa thành một con tam túc kim ô ánh sáng vô cùng lóa mắt xé rách hắc ám làm cho lôi đỉnh màu mực nhược ảnh nhược hiện kia lộ rõ ra ở giữa không trung chiến đấu ảnh hưởng đến trăm dặm theo kim ô vương lộ ra chân thân mà nhắc lên sư uy chiến đấu phía bên kia của kim ô vương liên lụy rất xa nhưng không ảnh hưởng đến chu diệp chứng tỏ khoảng cách của song phương rất rất xa chu diệp thời khắc này mang theo bắc hàn trảm thế đao đi về hướng về một trong những đại doanh của thế giới hắc yểm bởi vì nguyên nhân chuẩn bị toàn lực xâm chiến chủ thế giới đại đa số sinh vật hắc yểm đều tụ tập ở bên trong từng đại doanh hắc yểm chuẩn bị xuất trình chủ thế giới bất cứ lúc nào như thế rất tiện nghi cho chu diệp hắn thế nhưng lời tốn sức đi đến từng cái từng mà tìm đấy mà bây giờ chỉ cần khóa chặt đại doanh hắc yểm hắn trực tiếp sẽ đi vào đạt được đại doanh hắc yểm rất lớn dù là chu diệp tự bạo cũng không thể ảnh hưởng đến phạm vi lớn như thế huống chi trụ cột vững vàng của quân đoàn chủ lực hắc yểm đều là cấp bậc tự tại tiên ít nhất ở bên trong quân đoàn chủ lực của thế giới hắc yểm đế cảnh chiếm 6 phần tự tại tiên chiếm 3 phần mà một phần còn lại tất cả đều là chân tiên cảnh nếu như chu diệp tự bạo ở trong đại doanh hắc yểm những tự tại tiên cùng chân tiên này tập trung lực lượng ngăn cản mà nói chu diệp thật đúng là nổ không chết bao nhiêu cường giả tiên cảnh nhưng đối phương súng lại tới không chuẩn bị chút nào trên mặt chu diệp lộ ra một vòng tươi cười sau đó hắn quang minh chính đại mang theo bắc hàn trảm thế đao đi về phía cửa lớn của đại doanh hắc yểm cửa lớn của đại doanh hắc yểm giống như là do hai khúc xương dườn chắp lên trên bề mặt điêu khắc vô số đường vân đen như mực có dáng vẻ hơi khí phái đồng thời cửa ra vào của đại doanh còn có hai vị sinh vật hắc yểm cấp độ tự tại tiên tám vị sinh vật hắc yểm cấp bậc đế cảnh giữ chức thủ vệ dừng lại ngươi là sinh vật gì một vị sinh vật hắc yểm tự tại tiên trong đó phát hiện ra chu diệp vác đao mà đến lập tức cảnh giác bất quá nó chưa bao giờ nhìn thấy loại sinh vật như chu diệp này đồng thời nó cũng nhìn không thấu cỗ thể tu của chu diệp là gì chuyện này khiến nó có chút ngưng trọng dù sao vác đao mà đến chắc chắn là một nhân vật hung ác mà nhân vật hung ác bình thường đều là không dễ giao lưu nếu như giao lưu không thỏa đáng, nó không chút nghi ngờ cái đao kia sẽ quẹt qua trên cổ mình. Tại hạ từ thế giới xa xôi mà đến, muốn lĩnh giáo cao chiêu của các vị một chút. Từ trước tới nay Chu Diệp đối với địch nhân đều tương đối khách khí, bởi vì theo Chu Diệp, đối phương cũng sắp chết, tự nhiên muốn để cho đối phương chết đến thư thái một chút. Nếu như mang theo oán hận mà đi, vậy chắc chắn là cả đời cực kỳ bất hạnh. Làm càn. Lúc này, từ bên trong đại doanh truyền ra một đạo tiếng thét phẫn nộ. Chu Diệp không che giấu chút nào nâng đao mà đến làm cho gần hơn 20 vị sinh vật hắc yểm chân tiên cảnh đáp ứng chơi bên trong cảm giác được uy hiếp. Chu Diệp nâng đao mà đến, đây là đang khiêu khích bọn chúng. Đối với loại hành vi này, đám hắc yểm chân tiên đều không muốn nuông chiều. Cho nên, ý nghĩ của bọn chúng đối với Chu Diệp, hoặc là bọn chúng chém Chu Diệp, hoặc là Chu Diệp chém bọn chúng. Ta chỉ muốn chết mà thôi, hy vọng các ngươi có thể có được thực lực này. Chu Diệp nâng tay trái lên, ống tay áo lại xoa xoa ở trên ống tay áo, càng thêm chói sáng. Bắc Hàn chạm thế đao rất là phấn khởi, lưỡi đao đang khẽ run lên, hiện tại nó giống như chu diệp khát vọng chiến đấu đến không thể chờ được liền để ta đến lĩnh giáo thực lực của các hạ trước người chu diệp đột nhiên xuất hiện một tên hắc yểm chân tiên toàn thân bao phủ bởi yểm khí lông mày chu diệp nhíu lại đúng lúc là chân tiên cảnh trung kỳ bất quá bộ dạng cảnh giới có chút không ổn định xem ra là mới đột phá không lâu phán đoán cùng so sánh với thực lực của đối phương một chút chu diệp cảm thấy chính mình rút đau liền có thể xử lý đối phương nhiên huyết giọng nói trong nội tâm vừa rơi xuống tiên lực huyền đan thảo dịch trong cơ thể đang không ngừng thiêu đốt khí thế của chu diệp đột nhiên tăng lên rất nhiều hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng bạo tạc tiện tay chém ra một đao liền có thể khiến lực lượng bạo tạc này thoát ra chu mỗ nhất định để cho các hạ tiến vào luân hồi một cách không đau đớn chu diệp vẻ mặt nghiêm túc đưa ra hứa hẹn chu diệp hắn từ trước đến nay nói được thì làm được nói để cho đối phương tiến vào luân hồi một cách không đau đớn vậy chắc chắn đối phương sẽ không cảm nhận được một chút thống khổ nào luân hồi hai mắt hắc yểm chân tiên nhíu lại mặc dù không biết rõ đó là chỗ nào nhưng không thể bại lộ sự rốt nát của mình ra được người vẫn là đi chết đi hắc yểm chân tiên đưa tay vỗ một trường về phía chu diệp tiên lực cường đại đè ép không gian cứ thế mà đem không gian hỗn loạn không ngừng áp xúc lại trực tiếp bóp méo đi bạn đang xem cỏ dại cũng có hệ thống hách được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim đây chính là thực lực của chân tiên cảnh thân ở bên trong thế giới lại giống ở bên trong tinh không liền phảng phất như bất luận hoàn cảnh gì cũng không thể ảnh hưởng đến chân tiên cảnh hay nói đúng hơn là đối với cường giả chân tiên cảnh mà nói bất luận ở trong hoàn cảnh nào đều có thể phát huy ra thực lực cường đại của mình. Tốt, đợi lát nữa ta liền đi. Chu Diệp gật đầu. Giờ Bác Hàn chàm thấy Đao lên. Tiên lực mang theo lực lượng luân hồi ở bên trong cơ thể cùng nhau tràn vào bên trong Bác Hàn Chạm Thế Đao, làm cho Bác Hàn Chạm Thế Đao càng sắc bén hơn một bậc. Trên thân đao không có bất kỳ hiệu ứng đặc biệt gì, thế nhưng cảm giác đâm đến đau nhói ở khắp mọi nơi xung quanh lại làm cho người ta cảm thấy có chút đáy lòng phát lạnh. Ngươi, Hắc Yểm chân tiên muốn hỏi, có phải là ngươi có bệnh gì hay không? Vì cái gì cho ngươi đi chết, ngươi lại thật sự đáp ứng đừng hỏi nữa, người đi trước một bước, sau đó ta liền đến. Một đao của Chu Diệp chém xuống. Thân đao vòng qua thủ trưởng của Hắc Yểm Chân Tiên, đao khí trắng đen xen lẫn từ trên lưỡi đao bộc phát ra, cắt thân thể Hắc Yểm Chân Tiên ra giống như là cắt đậu hũ, đồng thời hạch tâm lực lượng cũng bị cắt thành hai nửa. Hắc Yểm Chân Tiên cứ như vậy mà ngòm cụ tỏi. Trong lòng Chu Diệp biết rõ, thật sự không phải là Hắc Yểm Chân Tiên yếu, mà là chính mình quá mạnh. Nhiên huyết bí pháp rất có hiệu quả, dù sao thiêu đốt thần hồn, thiêu đốt căn cơ, thực lực bộc phát ra quả thực rất mạnh, liền giống như là một trường trước kia của hải tiên nhẹ nhàng liền bóc chết hai vị tuyệt thế chân tiên bất quá tác dụng phụ là vô cùng lớn cũng may chu diệp căn bản cũng không quan tâm đến những thứ này hắn sở dĩ có thể xử lý hắc yểm chân tiên nhẹ nhàng như thế không chỉ là bởi vì nội tình của bản thân thâm hậu cộng thêm nguyên nhân nhiên huyết bí pháp còn có bởi vì nguyên nhân bắc hàn tràm thế đao bắc hàn tràm thế đao sau khi bị vô cực thiên ma đánh so với trước kia quả thực mạnh hơn rất nhiều có thể làm bị thương tuyệt thế chân tiên cũng không phải nói đùa kẻ này bên trong đại doanh đám chân tiên hai mặt nhìn nhau nói thật bọn chúng ai cũng không dám nói chính mình có thể miểu sát vị cường giả chân tiên mới lúc nãy kia nhưng chu diệp làm được chuyện này khiến bọn chúng không nghĩ tới đồng thời lại phi thường phẫn nộ cùng tiến lên bọn chúng biết rõ nếu như từng người từng người xông lên quả thực bọn chúng có vẻ rất cao ngạo nhưng vào lúc này lại có chút đầu sắt cho nên loại thời điểm này nên không để ý mặt mũi trực tiếp áp dụng chiến thuật biển yểm vây đánh cũng muốn giết chết chu diệp dù sao Chu Diệp miểu sát vị cường giả chân tiên kia, đây chính là đang đánh mặt của bọn chúng, làm cho bọn chúng cảm giác đau rát, nhất định phải tìm thể diện về mới được. Chết đi. 20 vị cường giả chân tiên cảnh cùng nhau xuất thủ, sát chiêu vô thiên cái địa bao trùm đánh về phía Chu Diệp. Khóe miệng Chu Diệp giật một cái. Nói thật, chưa bao giờ thấy qua trạng diện bậc này. Hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thu hồi Bắc Hàn Trảm Thế Đao, sợ Bắc Hàn Trảm Thế Đao bị hao tổn. Hành động này đã làm cho Bắc Hàn Trảm Thế Đao cực kỳ cảm động chủ nhân chính là chủ nhân rất hiểu được chiếu cố nó chu diệp mở vòng tay ra tóc dài tung bay sắc mặt của đám chân tiên có chút ngưng trọng hành vi của chu diệp làm cho bọn chúng cảm giác được một tia không ổn đặc biệt là khóe miệng trào phúng như có như không của chu diệp để bọn chúng cảm giác phải chịu vô cùng nhục nhã tên khốn này đến cùng là xảy ra chuyện gì sắp chết đến nơi còn bày ra bộ dáng này là chưa trải qua đánh đập hay sao oanh công kích cường hãn rơi vào trên người chu diệp sức chiến đấu của chu diệp quả thực rất mạnh nhưng trên phương diện phòng ngự này Chu Diệp chưa từng tu luyện qua, dũng sĩ chân chính liền không nên tu luyện phòng ngự, phòng ngự tốt nhất chính là vĩnh viễn không ngừng tiến công. Ít nhất, cái tên đầu sát Chu Diệp này nghĩ như vậy, cho nên, bất quá mới chỉ một đạo công kích, Chu Diệp không còn nữa. Phương pháp quét ngang đại doanh hắc yểm chỉ có một, đó chính là Chu Diệp biến thành ánh sáng. Ánh sáng chói mắt chiếu rọi đầy trời, nếu như một vòng mặt trời nhỏ vậy. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng tản ra, bất ngờ không đề phòng, vô số sinh vật hắc yểm trực tiếp mất mạng phản ứng của đám hắc yểm chân tiên cũng vô cùng nhanh chóng đồng loạt liên thủ ngăn cản uy năng từ tự bạo của chu diệp oanh mấy vị hắc yểm chân tiên trong đó thực lực không đủ bị lực lượng cường đại chấn động đến lung lai sắp đổ bất quá còn may bọn chúng còn sống sinh vật hắc yểm cảnh giới tự tại chết không ít sinh vật hắc yểm đế cảnh lại càng là hơn vạn mà sinh vật hắc yểm chân tiên cảnh bởi vì nguyên nhân phản ứng nhanh chóng liên thủ ngăn cản chỉ có hai ba kẻ rơi vào trọng thương còn lại đều là vết thương nhẹ mặc dù tới một chuyến chỉ chơi chết một chân tiên nhưng chu diệp vẫn là rất thỏa mãn đối với chiến tích của mình ít nhất chết một lần liền có hơn vạn sinh vật hắc yểm chôn cùng hắn chết thêm mấy lần sinh vật hắc yểm có nhiều hơn nữa chắc chắn cũng không chịu được sau khi chu diệp chết đám hắc yểm chân tiên vẻ mặt âm trầm sa hỏa này đến cùng là xuất hiện từ đâu vậy không biết được quá quỷ dị đối mặt với tử vong cư nhiên lại thản nhiên như thế ngươi và ta đều không thể làm được tình trạng này sa hỏa này cho ta một loại cảm giác rất kỳ quái ánh mắt trước khi chết kia dường như đang ghi nhớ bộ dạng của chúng ta phảng phất giống như muốn ngóc đầu trở lại. Không có quỷ quái như thế đi. Ta cũng phát hiện, từ giờ trở đi, nhất định phải nghiêm phòng từ thủ, chỉ sợ xa hỏa này còn có đồng bọn khác. Được. Một chỗ trong hốc núi, Chu Diệp sống lại từ trên một gốc cỏ dại, cầm trong tay lông vũ vàng óng ánh, Chu Diệp mặc niệm phục sinh. Mục tiêu vẫn sống sót, không cách nào tiến hành phục sinh. Chu Diệp hơi kinh ngạc, Kim Ô Vương thế mà còn chưa có chết. Lão ca được nha, thế mà kiên trì đến bây giờ cũng vẫn còn chưa chết đấy. Chu Diệp âm thầm gật đầu, quả nhiên sinh mệnh lực của tuyệt thế chân tiên chính là ương ngạnh. Chu Diệp bay về phía phương xa, hắn nhớ kỹ, phương hướng này là phương hướng chính mình đã tới. Thần niệm không hề cố kỵ bao trùm lấy phạm vị cực hạn mà hắn có thể tham dò được. Rất nhanh, thần niệm của hắn thấy được một quả tam túc kim ô treo ở trong không trung, một chảo đánh bị thương một vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên, sau đó một cánh của tam túc kim ô cũng bị kinh khủng lợi trong giật xuống. Đồng thời, lôi đình màu mực kinh khủng trên bầu trời không ngừng lấp lóe, một đạo lại một đạo đánh vào trên người tam túc kim ô, làm cho trên người tam túc kim ô bị trái đen không ít bộ dạng tam túc kim ô có chút không chịu được bất quá thời gian này 12 hai vị hắc yểm tuyệt thế chân tiên kia cũng có chút không dễ chịu bọn chúng tập hợp lực lượng mới có khả năng chém giết kim ô vương nhưng chúng nó vẫn là muốn từ trong miệng kim ô vương bước ra bí mật phục sinh nhưng mà mỗi một lần ép hỏi nghênh đón cũng chỉ là kim ô vương trào phúng vô tình chuyện này khiến bọn chúng đều tức giận đến sắp nổ cho nên bọn chúng muốn để cho kim ô vương sống không bằng chết kim ô vương âm thầm vận khởi tự bạo ngoài mặt vẫn là chém giết hung ác với đám hắc yểm tuyệt thế chân tiên kim ô vương cảm thấy chính mình ôm lấy hai tên hắc yểm tuyệt thế chân tiên sau đó tự bạo hẳn là có thể kéo được hai kẻ xuống nước nghĩ đến đây tâm tình vui sướng kim ô vương hắn hôm nay muốn kiếm được lời đám hắc yểm tuyệt thế chân tiên phát hiện ánh mắt của kim ô vương nhìn bọn chúng cũng thay đổi phẳng phất giống như sói đói nụ cười của kim ô vương càng ngày càng làm người ta sợ hãi nụ cười này khiến đám hắc yểm tuyệt thế chân tiên tê cả ra đầu rõ ràng là ở bên người kim ô vương cảm thấy rất ấm áp nhưng nụ cười này làm sao cũng cho người ta một loại hương vị âm lãnh, chuyện này cũng quá đáng sợ đi, đại ca vẫn là đại ca, một đống 12, giữ vững được lâu như vậy còn chưa chết, thật không hổ là cường giả đỉnh tiêm ở trong tuyệt thế chân tiên nha. Chu Diệp cảm khái một tiếng, trong lòng cực kỳ chịu phục đối với Kim Ô Vương. Trên thế giới này, sinh linh có thể để cho Chu Diệp hắn chịu phục, thực sự không nhiều lắm. Hải Tiên tính là một, hiện tại Kim Ô Vương cũng coi là một. Về phần vô cực thiên ma, chỗ có thể để cho Chu Diệp chịu phục chỉ có khí phách khi ra tay bẻ gãy xương cốt của chính mình mà không có chút cao mày nào. Đương nhiên, Chu Diệp cũng có năng lực như vậy. Hắn tự cắt thảo diệp, chưa từng nhíu mày, cũng không biết phương thế giới hắc yểm này đến cùng có bao nhiêu tuyệt thế chân tiên, sự vào linh điểm hiện tại của ta, không sai biệt lắm còn có thể phục sinh đại ca khoảng chừng hai lần, sau đó cũng sắp thấy đáy. Chu Diệp xoa xoa mi tâm, thật sự là một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán nha. Ngay cả Chu Mộ Hán đẹp trai như thế mà cũng cảm giác được chuyện vì tiền mà khó làm được, có thể biết được chuyện này khủng bố cỡ nào. Kỳ thật, hắn còn có thể phục sinh kim ô vương ba lần dù sao linh điểm hoàn toàn đủ nhưng như vậy linh điểm trên bằng liền thật tiêu xài đến không còn vì đủ an toàn chu diệp tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra dù sao nghèo khó thật sự đáng sợ dưới một quyền này thì ai cũng phải bị thương nặng vạn nhất chu mỗ đẹp trai hắn đây thật sự tử vong vậy ai cũng không cứu lại được rồi chạy nhanh tìm chỗ an tính cố gắng kiếm tiền mới là đạo lý quyết định chu diệp không tiếp tục dùng thần niệm khóa chặt vị trí chiến trường của kim ô vương hắn rất nhanh liền tìm được một nơi tương đối an toàn mở ra kỹ năng sống tạm ngoài mặt so với cỏ dại ở chung quanh là giống y như đúc bất quá nếu như cẩn thận một chút liền có thể phát hiện chu diệp thực sự quá bình thường so sánh với cỏ dại ở chung quanh chu diệp lại bình thường không có gì vì lại đến quá đáng bên trong đất sợi dễ của chu diệp đi xuyên qua được mấy trăm dặm hắn còn có thể bao trùm được phạm vi càng xa hơn nữa nhưng đây là chuyện không cần thiết nếu như ở tầng thứ tối cao của thế giới hắc yểm chỉ có tuyệt thế chân tiên vậy chu diệp căn bản cũng không cần khiêm tốn nhưng có một điểm tổ còn chưa biết rõ trong lòng chu diệp có chút hoàng vạn nhất đến lúc vị yểm tổ kia xuất thủ vậy kim ô vương tuyệt đối sẽ bị trục chết mà sau khi kim ô vương bị trục chết chu diệp cũng không có biện pháp bởi vì coi như có phục sinh kim ô vương lại kim ô vương cũng vẫn sẽ bị trục chết như cũ đây chính là một hành động lãng phí linh điểm cho nên sở dĩ có chút hoàng là do chu diệp lo lắng cho an nguy của kim ô vương về phần bản thân hắn thân là chủ nhân luân hồi chu mộ hắn không sợ tất cả cùng lắm thì mở ra lĩnh vực của sinh tử luân hồi con mẹ nó xem ai có thể gánh pháp được điểm tổ cũng tuyệt đối không được, không phục có thể thử một chút. Mộc giới, thanh hư sơn. Chiêu cờ này của viện trưởng hạ xuống rất không tệ nha. Thiên tinh chân tiên vuốt vuốt tròm dâu, nụ cười trên mặt có chút sợ hãi than. Thanh đế cười nhạt, sau đó nói, chiều sắp sao bài trận này của thiên tinh tiền bối cũng cho ta mở rộng tầm mắt, được lợi rất nhiều. Trước đây dựa vào tu vi, mới cưỡng ép chậm rãi học được thuật pháp như vậy mà thôi. Thiên tinh chân tiên khoát tay áo, sắp sao bài trận với hắn mà nói căn bản cũng không có chút giá trị, chỉ cần tu vi cao đến một cấp độ, tự nhiên có thể tùy ý điều động lực lượng của tinh thần, sau đó đem tinh thần ở trong tinh không mà sắp xếp dựa theo ý nghĩ của chính mình. Vô cực thiên ma làm không được tình trạng này. Mặc dù vô cực thiên ma có thể tùy ý di chuyển tinh thần, nhưng đối với phương diện trận pháp này liên quan không nhiều. Mà thiên tinh chân tiên thế nhưng là một trận pháp sư. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người